Hai người nói chuyện một hồi lâu, tiêu hao không ít thời gian ở quán cà phê này. Đợi đến khi họ lên chiếc xe bị kẹp giữa lòng đường, chậm chậm nhích từng bước về phía trước với tốc độ của một con rùa, lúc này họ mới ý thức được là hiện giờ đang là giờ tan tầm. Những người không đi làm theo giờ hành chính, thì chẳng có khái niệm gì về dòng người đông đúc này cả. Càng không hiểu nổi nỗi khổ của đám người đang chen chúc nhau giữa một biển người đông như kiến đang nóng lòng được trở về nhà này. Thế này thì phải đi đến bao giờ đây? Tần Lạc nhìn về đoàn xe chẳng chịt nối đuôi nhau ở phía trước, cười khổ nói. Anh vẫn còn hạnh phúc hơn họ rất nhiều. Lệ Khuynh Thành cười nói. Người ta thì vội vã trở về nhà, còn anh thì vẫn còn thời gian ngồi trong xe mở lò sưởi rồi ngắm người đẹp nữa. Câu nói này chẳng phải là đang nhằm vào anh tài xế lái xe hay sao, anh ta lại chẳng muốn tắc đến cả 3, 5 giờ đồng hồ ấy chứ. Nếu như thế, thì anh ta có thể ngắm nhìn người đẹp ngồi phía sau thông qua chiếc gương chiếu hậu. Lái mười mấy năm taxi rồi, cũng không phải là chưa gặp hành khách nữ đẹp bao giờ. Nhưng có thể gặp được người phụ nữ mà thoạt nhìn thôi đã làm cho người ta rung động, si mê, thì thực sự là vô cùng hiếm có, nhất cử nhất động của nàng, một ánh mắt của nàng, hay một nụ cười của nàng thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Bây giờ có rất nhiều đường cấm đi ngược chiều, nên vẫn được coi là nhanh hơn một chút đó. Như trước kia thì xe có bị tắc nghẽn đến 2 giờ đồng hồ cũng là chuyện bình thường thôi. Anh tài xế tỏ ra thân thiện nói. Anh ta không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào để được nói chuyện với Lệ Khuynh Thành. Đàn ông mà, ai cũng có tính háo sắc dù chỉ là đôi chút. Nếu không thì tôi mở nhạc cho hai người nghe nhé. Anh ta vừa nói, tay vừa ấn vào nút để mở radio ra. Chấm, gạch dưới 3 chuyên gia trung y của danh y đường đang khám bệnh miễn phí ở quảng trường Hữu Nghị, thu hút gần 1.000 người đến xem và khám bệnh. Đây đã là lần thứ 6 Hoa Hạ danh y đường khai triển những cuộc khám bệnh miễn phí rồi. Bác sĩ Mã Trường Thọ của danh y đường tiết lộ cho phóng viên biết, ngày sau danh y đường còn tiếp tục mở ra những hoạt động khám bệnh miễn phí như thế này, hơn nữa sẽ không chỉ giới hạn ở Yến Kinh, mà sẽ tiến rộng ra các thành phố khác trong cả nước, để cho càng nhiều người bệnh. Anh tài xế nghĩ rằng hành khách ngồi trên xe chắc là không muốn nghe những tin tức như thế này chút nào, nên anh ta định chuyển sang kênh ca nhạc. Tần Lạc nói, nghe cái này đi. Hề hề, được, chỉ cần hai người thích là được rồi. Cái Hoa Hạ danh y đường này tôi cũng biết, bệnh dạ dày của mợ của em họ vợ tôi cũng được họ chữa khỏi đấy, ha ha, chỉ cần uống có 3 thang thuốc là khỏi rồi, quả thực là kỳ diệu. Thế nên tôi thấy rằng trung y của chúng ta vẫn là tốt nhất, anh tài xế này cũng giống như những tài xế khác ở Yến Kinh vậy, trên trời dưới đất cái gì cũng biết cả, những tin đồn của minh tinh cho đến dân thường, ai họ cũng biết. Bất kể nói đến đề tài gì họ cũng có thể tham gia đôi chút. Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc một cái rồi cười nói, xem ra, cái tổ chức từ thiện này đã ăn sâu vào lòng dân chúng rồi thì phải. Đây là việc tốt, Tần Lạc nói, tuy miệng hắn nói vậy, nhưng trong lòng có chút gì không được thoải mái cho lắm. Hắn đang nghĩ, nếu cái danh y đường này mà có quan hệ gì với quản tự, thì sự việc không đơn giản chút nào. Thu nạp lòng dân, mưu đồ không nhỏ, Lệ Khuynh Thành lắc đầu nói, nếu anh là người làm ra những chuyện như vậy thì tôi tin. Còn người khác làm ra những chuyện như vậy thì tôi không tin. Cả cái đất Trung Quốc to lớn này chỉ có một Tần Lạc mà thôi. Vậy cô nghĩ rằng bọn họ làm vậy là vì cái gì? Vì tiền, vì danh lợi. Tôi cũng có theo dõi về cái tổ chức này, hoạt động ban phát cho dân này đã đi vào lòng dân. Hết Tết năm nay, họ lại càng gia tăng các hoạt động quảng cáo và tuyên truyền vô cùng đa dạng. Gạch dưới Lệ Khuynh Thành nói, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì họ sẽ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Công hội Trung Y. Tại sao không phải là đối tác tốt nhất của Công hội Trung Y chứ? Tần Lạc cười hỏi, câu nói hắn vừa nói ra, đến bản thân hắn cũng không thể tin nổi. Nếu có người có thể đứng cùng chiến tuyến với hắn, làm cùng một việc với hắn, thì hắn sẽ hoan nghênh nhiệt tình. Nhưng, cái ý nghĩ này quả thực là có đôi chút ấu trĩ. Hơn nữa, sau khi hắn biết quản tự và Hoa Hạ danh y đường có quan hệ với nhau, thì hắn càng không hy vọng có thể hợp tác với danh y đường được. Nhiều khi, Tần Lạc cảm thấy mình giống như một người anh hùng trong những phim của Hollywood, là một nhân vật anh dũng có thể cứu rỗi cả một quốc gia, cả một địa cầu vậy. Anh nói những lời như thế này, Á Lệ Khuynh Thành chưa nói hết câu, thì đầu nàng liền bị Tần Lạc dí xuống dưới. Hơn thế, hướng của khuôn mặt nàng bị dí xuống lại đúng chỗ bộ hạ của hắn. Một tư thế làm cho người ta phải nghĩ ngợi lung tung. Tên trai tân ngây thơ này sao đột nhiên lại trở nên hoang dã như vậy chứ? Khi trong đầu nàng vẫn đang mơ hồ hiện lên những suy nghĩ này,
bỗng nghe thấy, choang, một cái, cánh cửa kính trên xe bị một vật gì đó làm cho vỡ tan ra, những mảnh thủy tinh rơi xuống đất kêu loang choang, bắn tung tóe lên đầu của Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành. Lúc này Lệ Khuynh Thành mới biết là đang có chuyện gì xảy ra, tuy vô cùng hoang mang lo sợ, nhưng biểu hiện của nàng vẫn rất bình tĩnh, thân thể nàng không động đậy, trầm giọng hỏi, Tần Lạc, xảy ra chuyện gì vậy? Có người nổ súng, Tần Lạc nói. Hắn không đem theo tiểu hắc bên người nên giờ có muốn phản kích lại cũng không có vũ khí mà sử dụng. Viên được đạn bắn ra từ chiếc xe 7 chỗ nằm chết đối diện, khi nãy Tần Lạc vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, liền nhìn thấy một nòng súng được giơ lên từ cửa xe của chiếc xe 7 chỗ đó. Thậm chí lúc đó hắn còn không rõ mục tiêu của khẩu súng này có phải nhằm vào mình hay không nữa, nhưng, ý thức về sự nguy hiểm trong đầu hắn mách bảo hắn phải lập tức đưa ra một sự lựa chọn chính xác. Hắn liền dí đầu của Lệ Khuynh Thành xuống, sau đó dùng thân thể mình để che chắn cho nàng. Anh chàng tài xế ngồi đằng trước ngước ánh mắt hoang mang của mình ra đằng sau nhìn, thì thấy những mảnh vỡ thủy tinh ở cửa xe và hai người đàn ông mặc một bộ vest đen vừa nhảy ra từ chiếc xe 7 chỗ và đang tiến bước hướng về phía mình. Cuối cùng thì anh ta cũng hiểu ra vấn đề, tay chân luống cuống cởi chiếc dây an toàn, đẩy cửa nhảy xuống chạy ra ngoài. Tần Lạc không biết mình nên ngăn cản hành động của anh tài xế hay là cứ để mặc cho anh ta chạy thoát chết. Bởi vì hắn biết, mục tiêu của những người này chắc chắn là mình chứ không phải ai khác, ai còn dỗi hơi cầm súng chạy đuổi theo một tên tài xế cơ chứ. Nhưng, rất nhanh, Tần Lạc đã bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Anh tài xế taxi vừa mới mở cửa chạy ra ngoài được hai bước thì một tiếng lại một lần nữa vang lên. Thân thể anh ta kèm theo một viên đạn được bắn với tốc độ lớn. Lập tức gục ngã trên chiếc xe BMW màu bạc gần đó. Giống như một trò chơi của những đứa trẻ ở nông thôn thích chơi mỗi dịp Tết đến, để những quả pháo vào trong đống phân bò, rồi sau đó đốt sợi dây pháo lên để nó bắn tung tóe ra xung quanh. Đầu của anh tài xế đã bị trúng đạn, não tủy cùng với máu trào ra tung tóe. Người phụ nữ chủ của chiếc xe BMW nhìn thấy tình cảnh vô cùng khủng bố qua chiếc gương chiếu hậu, liền hét lên một tiếng thất thanh rồi lập tức đẩy cửa xông ra ngoài. Những người ngồi trên xe bị ngăn ở giữa lòng đường cũng lần lượt chú ý tới tiếng xung ở phía này, sau đó ai nấy đều ôm lấy đầu mình, rồi hoảng hốt nhảy ra ngoài từ trong xe của mình hay người khác. Không được động đậy, Tần Lạc nói với Lệ Khuynh Thành vẫn đang nằm gọn dưới người hắn. Sau đó hắn tiện tay nhặt lấy một miếng thủy tinh rồi giữ chặt trong tay. Hắn biết là bọn chúng có súng, và cũng biết rằng bọn chúng đang tiến nhanh tới chỗ này. Nếu để cho bọn chúng đến gần thì hắn và Lệ Khuynh Thành sẽ chết chắc. Tần Lạc lấy một chân đạp mạnh vào cửa xe, sau đó hắn lăn mấy vòng trên mặt đất, nhanh như tia chớp, hắn ném miếng thủy tinh trong tay mình về phía hai người đàn ông mặc áo đen. Đây không phải là ném bừa, mà là một chiêu với độ sát thương cực lớn. Thủ pháp ném mảnh thủy tinh ẩn chứa chân khí trong cơ thể, miếng thủy tinh bay trên không xé gió vút đi, xoáy tròn, giống như một lưỡi dao sắc nhọn, bay thẳng vào mặt của mục tiêu. Tần Lạc không kịp kiểm tra xem cái ném này của hắn có đả thương được địch thủ hay không. Thì thân thể của hắn đã vội chui vào chỗ khe hở của hai chiếc xe. Ngay sau đó, liền lấy ra hai chiếc ngân châm ở trong ống tay áo. Tất nhiên, ngân châm cũng là một vũ khí lợi hại. Nhưng, dùng cái vũ khí băng giá ngân châm này để đối phó với tử đạn, thì vẫn làm cho người ta có cảm giác thật là hoang đường. Thế nhưng, hiện giờ Tần Lạc không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Cũng vào lúc này, hắn đã hạ quyết tâm, từ lần sau mỗi khi ra khỏi nhà. Bất luận thế nào cũng phải đem theo tiểu hắc bên mình, không rời nửa bước. Băng chiếu. Một viên đạn sượt vào chiếc xe, chỗ mà Tần Lạc đang ẩn nấp, viên đạn găm thẳng vào thành sắt của xe, phát ra những tiếng nổ giòn tan, nhưng lại vô cùng chết chóc, ghê rợn. Tần Lạc biết mục tiêu của mình đã bị bọn chúng phát hiện ra, nhưng hắn lại không dám đi quá xa, bởi vì Lệ Khuynh Thành vẫn còn ở trên xe, hắn không thể bỏ mặc người phụ nữ không có bất kỳ năng lực gì để phản kháng này. Tất nhiên, hắn biết rất có thể mục tiêu của những người này là mình. Chỉ cần mình bỏ chạy thì sẽ có thể lôi kéo sự chú ý của bọn chúng. Nhưng hắn không thể đánh đổi sự sống còn của Lệ Khuynh Thành như thế được. Nếu như trong lúc những người này truy đuổi hắn rồi tiện tay cho Lệ Khuynh Thành một phát đạn, thì liệu hắn có thể chịu đựng được cú sốc này không? Có thể chịu đựng được không đây? Địa vị của nàng ở trong tim mình lại quan trọng như vậy sao? Tần Lạc thất thần trong giây lát rồi lập tức kéo suy nghĩ của mình quay trở lại hiện trạng. Bùm, choang. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vỡ tan của những mảnh thủy tinh, Tần Lạc nhìn ra phía ngoài, sợ đến nỗi suýt tí nữa thì tim hắn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lệ Khuynh Thành,
người đàn bà điên cuồng kia dám cầm một nắm thủy tinh ném về phía hai tên sát thủ đang tiến về phía Tần Lạc. Liền sau đó hét lên với Tần Lạc, mau chạy đi. Khuôn mặt nàng lo lắng vô cùng, mất hết cả phong thái nho nhã, thư thái được duy trì từ trước đến giờ. Chạy, ta sao có thể chạy được đây? Hai tay súng bị Lệ Khuynh Thành khiêu khích thì tức giận thấy rõ, một tên vẫn tiếp tục chạy tới đuổi giết Tần Lạc, còn người kia thì cầm súng lên nhắm đúng vào Lệ Khuynh Thành đang đẩn cửa chạy ra chỗ đám đông. Tần Lạc không còn quan tâm đến cái gì nữa, hắn đã bất kể mọi thứ, trong giây lát, hắn từ chiếc xe che chắn trước mặt nhảy ra ngoài, tiến về phía tay súng nọ một cách oai hùng, không sợ sệt. Cuối cùng thì Tần Lạc cũng nhìn kỹ được mặt của tay súng này, mái tóc vàng bạch kim, khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt cùng với đôi mắt có phần hơi nhỏ nhưng lại rất có thần. Không ngờ lại là người da trắng. Hành động ngu xuẩn của Tần Lạc hoàn toàn nằm ngoài sự suy tính của hắn ta, tiếp đó, hắn ta nhếch mép cười với ý châm chọc, giơ súng lên nhắm vào người đàn ông đang chạy nhanh như bay này. Bùm! Hắn ta lại giật cò lên đạn thêm một lần nữa. Lần này, mục tiêu của hắn vẫn là cái đầu của Tần Lạc. Hắn ta thích cảm giác máu me tung tóe khắp nơi như đốt pháo vậy. Giống với trò chơi khi bé hắn thường chơi đùa với hội bạn. Thế nhưng, phát súng bắn ra rồi mà người đàn ông kia vẫn không nằm xuống, hơn nữa hắn vẫn giữ nguyên được tư thế chạy trốn hướng về phía trước. Hắn ta liền hoài nghi có phải mình đã hoa mắt rồi không? Rõ ràng vừa rồi đã nhắm thẳng vào đầu hắn mà, sao hắn lại có thể né tránh được cơ chứ? Ly từng nói, phải bị ăn đòn thì mới học được đi đánh người khác. Ngay từ 30 giây đầu bị đánh gục đến mười mấy phút kiên trì ở phía sau, nửa tiếng đồng hồ, Tần Lạc không chỉ liều mạng với Ly, mà đa phần là hai người luôn ở trong trạng thái quần lấy nhau. Tốc độ của Ly vừa nhanh vừa tàn bạo, vậy mà hắn còn chống đỡ được. Tốc độ của tay súng này so với Ly mà nói, thì có phần hơi chậm đôi chút. Nói cho cùng, thì đó là sự chênh lệch của cảnh giới. Hắn đã tự cứu mạng mình từ mấy chiêu học được ở Ly, chỉ hơi nhích sang bên một bước bèn tránh được viên đạn chí mạng này. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của tay súng, lại một lần nữa nhắm thẳng vào ngực của Tần Lạc mà bắn. Tiếng súng vừa vang lên, nhưng lại truyền lại tiếng kêu rên thảm thiết của chính tay súng. Hai cây ngân châm trong tay Tần Lạc được hắn đâm thẳng vào mắt của tay súng. Nhanh, mạnh, cây ngân châm đâm xuyên vào bên trong, chỉ để lại ít đuôi ở phía ngoài. Cực giống với chiêu thức châm của Thâm Hầu Pháp, chuyên dùng để trị những bệnh nặng. Chương 254, ai là hung thủ? Gió lạnh thấu xương, mùi máu đỏ tanh nồng, làn không khí nhơ bẩn, từng đám người đang chạy như bay trên đường, những tiếng gào thét đến chói tai. Gạch dưới và còn một thi thể vẫn nằm đó, chưa kịp nói lời từ biệt với thế giới này. Giai điệu chủ yếu của hoàng hôn ngày hôm nay đó là hỗn loạn, đây là một vụ mưu sát hiện trường có ác ý. Châm cũng là hung khí. Dùng nó có thể cứu sống mạng mình, lại có thể giết người. Sau khi Tần Lạc đâm xuyên hai cây ngân châm vào mắt của kẻ khủng bố này, thì để mặc cho hắn ta đứng đó giống lên đau đớn, Tần Lạc liền xông lên phía trước, một cú chém từ tay của hắn phất ra làm gãy cánh tay của hắn ta, tiếp lấy khẩu kiếm M1911 trước khi nó rơi xuống đất, lần lượt bắn hai phát vào hai bên đùi của hắn ta, liền sau đó liền chạy nhanh về hướng mà Lệ Khuynh Thành đang chạy trốn. Người đàn bà điên, đúng là người đàn bà điên. Tần Lạc điên tiết chửi thầm trong bụng. Rõ ràng người bọn chúng muốn giết là mình, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, nằm yên trong xe thì sẽ chẳng có nguy hiểm nào cả. Nàng ta nhảy ra ngoài làm gì? Nhảy ra ngoài làm gì cơ chứ? Khuôn mặt Tần Lạc bỗng nhiên trở nên hung dữ vô cùng. Không còn vẻ hòa nhã, hơi có chút xấu hổ hàng ngày của hắn. Những vệt máu tươi hiện rõ trên chiếc trường bào trên người hắn, tay hắn cầm súng, tựa như hung thần dáng thế vậy. Tiếng súng kinh hoàng ở nơi này đã làm kinh động đến hàng loạt người lái xe của đám xe bị kẹt tại đây, có vô số người đã bỏ lại những chiếc xe yêu quý của mình mà bỏ chạy. Vì vậy mà có thể thấy rất nhiều người đang ôm đầu mình đang trốn chạy trên khắp con đường. Tần Lạc nhìn thấy Lệ Khuynh Thành, cũng nhìn thấy tay súng mặc đồ đen lúc trước vẫn bám theo sau mình. Cũng là một tên nước ngoài tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ, điều này càng làm cho Tần Lạc càng thêm kiên trì, quyết tâm làm rạng danh nền trung y ở Mỹ. Thân thủ Tần Lạc vô cùng nhanh nhẹn, lập tức bám sát theo, bước tiềm hành thức, này cũng học từ Ly mà có. Mũi chân chạm đất, đi nhanh dưới hình thức từng bước nhỏ một, tốc độ cực nhanh nhưng không hề phát ra bất kỳ tiếng động gì khi bước trên mặt đất. Lệ Khuynh Thành chạy như điên như dại, cũng không biết đôi giày cao gót dưới chân nàng biến đi đâu mất, đôi chân trắng nõn nà dẫm từng bước trên nền đá. Vừa chạy,
Nàng vừa kêu lên hãm hiếp, người phụ nữ này, đến chạy trốn mà nhìn vẫn quyến rũ, thu hút lòng người đến vậy. Nhưng điều làm Tần Lạc phải thán phục đó là, mặc dù bị người ta cầm súng đuổi theo, nhưng nàng vẫn rất chi là trí tuệ. Người Trung Quốc ai cũng có thói quen ưa náo nhiệt, nhưng, phần nhiều, thì biểu hiện của họ lạnh lùng đến độ mất hết nhân tính với những người không có liên quan gì với họ. Bọn họ thờ phụng tiêu chuẩn hành sự, đó là, việc không liên quan đến mình, thì tránh càng xa càng tốt, coi cớ u nói, tuyết nhà ai người ấy quét, không quan tâm nóc nhà bên đã bị đóng băng, như một câu châm ngôn quý báu vậy. Chỉ cần việc hoặc người không có liên quan gì đến mình, thì họ hoàn toàn có thể coi đó như một trò khôi hài mà thưởng thức. Lệ Khuynh Thành hét lên câu, hãm hiếp, nên những người ở bên đường kia rất có thể sẽ vì tò mò không hiểu sự tình thế nào mà vây xung quanh để xem trò vui. Chỉ cần có người đứng xem là có thể tăng thêm xác suất cho nàng chạy thoát. Nếu nàng mà hô lên, cứu mạng, có người giết người, thì e rằng những người đi đường kia có khi còn chạy nhanh hơn nàng cũng nên. Gạch dưới. Nàng chạy gấp quá, không may dẫm phải một hạt lê. Hạt lê làm cho cả thân thể của nàng mà nhoài về phía trước, Lệ Khuynh Thành lảo đảo, rồi ngã đến bịch một cái xuống đất. Cuối cùng thì tên sát thủ áo đen cũng tìm ra được cơ hội nổ súng, hắn bình tĩnh giơ khẩu súng trên tay mình lên. Tần Lạc trong lúc kinh hãi, cũng bất chấp khoảng cách còn xa tít tắp của mình với Lệ Khuynh Thành, thậm chí đến thời gian để ngắm chuẩn cũng không có. Chỉ nhắm chuẩn vị trí của tên sát thủ, rồi bóp cò một cách dứt khoát. Hắn cũng cần cho tên sát thủ kia một lời cảnh cáo của một người cầm súng đừng từ đằng sau. Bằng, tiếng súng vang lên nhưng tên sát thủ áo đen lại không hề có bất kỳ thương tích gì. Bắn trượt rồi. Cũng giống với dự đoán của Tần Lạc Điều, tên sát thủ áo đen đó đã quay đầu lại, sau đó hắn ta nhắm đúng người Tần Lạc đang chạy như bay mà bắn. Một phát, hai phát, ba phát. Sau khi số đạn trong nòng súng của hắn ta đã được bắn ra hết, thì hắn tỏ ra không ham chiến chút nào, chạy nhanh như tia chớp vào bên trong đám đông, thoát một cái đã biến mất không để lại bất kỳ dấu tích gì. Tất nhiên Tần Lạc cũng sẽ không thèm đuổi theo làm gì, mà hắn chạy ngay đến bên Lệ Khuynh Thành, đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi, cô thấy thế nào? Có bị làm sao không? Tôi không sao, Lệ Khuynh Thành từ từ bò dậy, đầu gối trơn tru gợi cảm của nàng bị nền đá xi măng khô cứng làm cho rách hẳn một miếng da. Những giọt máu nhỏ bắt đầu chảy ra. Tuy không có vấn đề gì đáng ngại nhưng đau đớn vô cùng. Không sao là tốt rồi. Cuối cùng thì Tần Lạc cũng thấy an tâm. Khi nãy từ xa nhìn thấy Lệ Khuynh Thành bị ngã sấp xuống, hắn lại cứ tưởng nàng đã bị trúng đạn rồi cơ. Điều này làm hắn sợ đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Anh bị trúng đạn rồi kìa. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy máu đang xối ra từ những lỗ nhỏ trên vai Tần Lạc thì vô cùng lo lắng nói. Không sao, chỉ là bị viên đạn sượt qua một chút thôi. Tần Lạc cười khổ, nói thế nào thì hắn cũng không thể mạnh bằng Ly được, tuy đã học được chiêu thức đó của Ly để né tránh, nhưng vẫn bị trúng viên đạn đó trên vai. Đừng có cười trừ thế nữa, mau mau gọi xe cấp cứu đến đây. Lệ Khuynh Thành giơ tay định lấy điện thoại ra, thì phát hiện túi sách của mình vẫn để bên trong chiếc taxi. Nhớ lại cái chết thê thảm của anh tài xế, nàng cảm thấy buồn bã, ủ rột vô cùng. Không cần gọi xe cấp cứu đâu. Tần Lạc chỉ vào cái đoàn xe dài như đuôi rồng cả nửa ngày rồi mà không có nhúc nhích gì, nói, đợi đến khi xe cấp cứu đến, thì tôi đã chảy máu quá nhiều mà chết rồi. Báo cảnh sát đi. Lệ Khuynh Thành gật gật đầu, bò dậy chạy về phía chiếc xe taxi. Chuẩn bị tìm cái túi sách của mình để còn lấy điện thoại báo cảnh sát. Thực ra cũng không cần Tần Lạc báo cảnh sát thì những cảnh sát ở gần đó cũng đã kịp chạy lại rồi. Nổ súng ngay trên đường quốc lộ, xảy ra chuyện lớn như vậy. Thì kể cả bọn họ có lười biếng đến mấy đi nữa cũng không dám lơ là đứng yên một chỗ. Rất nhanh, Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành, một người bị trúng đạn còn một người bị thương, đều được đưa đến bệnh viện gần nhất. Quản tự đang ngồi trên ghế salon đọc mấy tờ báo tin tức ngày hôm nay, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ chiếc bàn uống trà vang lên. Hắn ta vớ lấy cái điện thoại, nhìn số gọi đến xem là ai rồi nhấn nút nghe. Quản thiếu gia, có tin tốt lành, tin vô cùng tốt lành. Từ bên kia đầu dây truyền đến giọng nói đầy sự vui sướng của Lý Lệnh Tây. Có chuyện gì mà vui thế? Một đường cong mê lòng người hiện ra từ khóe miệng của quản tự, hắn ta cười hỏi. Đúng là ác giả ác báo. Không phải không báo, mà là chưa tới lúc bị báo đó thôi. Lý Lệnh Tây cười ha hả nói. Anh biết không, cái thằng họ Tần đó, sau khi đi ra từ công ty chúng ta, trên đường về nhà bị người ta chặn ngay giữa đường quốc lộ. Nghe nói còn bị trúng đạn nữa. Vậy sao,
vết thương có nghiêm trọng không? Quản tự bình thản hỏi. Bị trúng một viên đạn trên vai. Đáng tiếc, của là đáng tiếc, nếu bắn trúng sọ hắn thì tốt biết mấy. Lý Lệnh Tây tiếc nuối nói. Ta cũng nghĩ như thế. Quản tự nói. Ha ha, tôi nói rồi mà. Tên họ Tần đó làm việc xấu nhiều quá, chẳng ai ưa gì hắn ta cả. Quản thiếu gia, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Hắn đi ra từ phòng làm việc của chúng ta, hơn nữa còn phát sinh một số chuyện không vui với tôi nữa, liệu bên cảnh sát có hoài nghi chúng ta không? Nói cho cùng thì có đến vài người đàn bà rất có thế lực đang đứng đằng sau tên công tử bột đó. Tôi lo sự việc sẽ khó giải quyết. Quản tự trầm ngâm hồi lâu rồi nói, mình ngay thẳng thì sợ gì tiếng xấu, cần phải làm gì thì tiếp tục làm đi. Nên nhớ rằng, nếu cảnh sát có hỏi đến thì cứ nói hết sự thật ra là được rồi. Nói cả xung đột giữa tôi và hắn ta ra ư. Nói hết, quản tự không ngần ngừ gì liền nói. Được rồi, tôi biết mình phải làm gì rồi. Lý Lệnh Tây nói xong liền cúp điện thoại. Lý Lệnh Tây thở dài một tiếng, sau đó cầm tờ báo ở bên cạnh lên. Đúng cái trang hắn đang nhìn thì thấy một mảng tin tức đăng rằng, chiều ngày hôm nay, tại đường Huyền Vũ xảy ra một vụ nổ súng, có 2 người bị chết và 7 người bị thương, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra. Chuyện lớn như vậy mà chỉ được đăng trên một góc báo bé xíu thế này. Tiểu Kiều, Lưu Thủy, Nhân Gia. Trong một gian nhà cổ kính, có một người con gái mặc chiếc áo sườn xám vô cùng quyến rũ, tao nhã ngồi bên ô cửa sổ, tay ôm đàn tranh, còn 2 người con trai lần lượt ngồi 2 bên bàn đá để hỗ trợ nàng, nhưng lại có vẻ gằm ghè nhau. Người con gái gảy bài Lâm Sung Dạ Bôn, là một trong những khúc cổ tranh nổi tiếng nhất, đây cũng là khúc mục mà thiếu gia nhà họ yêu thích nhất. Là một bản nhạc kể về câu chuyện báo tử đầu Lâm Sung sau khi bị quan phủ bức hại thì bất kể phong ba bão táp để tìm đến Lương Sơn nương tựa, khí thế hiên ngang, bi tráng, tâm tình phẫn nộ, có pha chút sát khí. Tần Tung Hoành trong tay cầm cây viên cờ trắng cờ vây, giống như khúc nhạc này vậy, nước đi như thần, ra tay tàn bạo, chiêu nào cũng có thể uy hiếp đến người khác, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Điền Loa cầm trong tay viên cờ đen, tuy có ra những chiêu kỳ diệu, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi sát khí nồng nặc từ đối phương, dưới đà khí thế đó thì cuối cùng cũng bị cờ trắng bao vây hết lại, không thể động đậy được nữa. Điền Loa ấn chặt viên cờ mà không có cách nào hạ thủ được cả, cười khổ nói, sát khí của đại thiếu gia ngày hôm nay nặng quá, tôi không phải là đối thủ của anh. Thua địch không được thua trận, thế trận của cậu đã thua rồi, thì làm sao có thể quyết sống còn với ta ở đại cục đây? Tần Tung Hoành người ngụ ý nói. Dừng chơi cờ là hắn lại khôi phục lại hình tượng phong độ, lịch sự của một công tử thế gia. Trong lòng đại thiếu gia có sát khí, còn tôi là trên ván cờ có sát khí. Đã rơi vào bước đường cùng, thì làm gì còn đủ tự tin mà tiếp tục đấu với anh chứ? Điền Loa cười nói, bởi vì chuyện hắn ta bị ám sát sao? Tần Tung Hoành giơ tay ra hiệu cho người con gái gảy đàn đi ra ngoài, sau đó cầm tách trà trên bàn trà lên, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới lên tiếng hỏi. Cậu nói đi, ai là người đáng hiểm nghi nhất? Điền Loa nhìn vào mặt Tần Tung Hoành cười ha hả, giơ tay cho vào túi lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, cũng không thèm quan tâm xem mùi thuốc có làm ô nhiễm bầu không khí thơm mát nhẹ nhàng, khoan khoái này không. Sau khi đốt thuốc lên, hắn rít lấy một hơi thật dài rồi nói, người đáng nghi nhất tất nhiên là đại thiếu gia rồi. Không sai, Tần Tung Hoành ôn hòa cười nói, người có hiểm nghi nhất là tôi. Tần Lạc sẽ nghĩ như vậy, Mộc Nguyệt cũng sẽ nghĩ như thế. Thậm chí đến cậu cũng cho là thế. Nhưng, dựa vào cái gì mà bắt ta phải chịu tội thay người khác chứ? Khuôn mặt Tần Tung Hoành xa sầm lại hỏi, đôi mắt tràn ngập sát khí. Bởi vì anh với hắn ta tranh nhau một người phụ nữ. Điền Loa cười tủm tỉm nói, cũng không thèm để ý chủ của mình đang tức giận. Từ cổ hồng nhan đều là mầm mối tai họa của mọi việc. Chiếm đoạt được thân thể của họ là được rồi, còn cái thứ như trái tim hay linh hồn gì đó, ai thích thì lấy đi đi. Phụ nữ, ta phải cướp cho bằng được, nhưng, việc này, ta cũng phải điều tra xem thế nào. Tần Tung Hoành nói, ta muốn biết, rốt cuộc là ai là người đổ bát nước bẩn vào người ta. Tôi biết phải làm thế nào rồi, Điền Loa nói, nhưng, đại thiếu gia, hắn ta đáng để anh phải ra tay ư. Nếu người khác đã ý thức được sự nguy hiểm của hắn, thì chúng ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua thế được. Tần Tung Hoành nói, hãy nhanh nhanh cho ta biết kết quả đi. Chương 255, bạn gái và nữ y tá. Khách sạn Nghi Nhân Phủ ngày trước là một cái miếu, trải qua cả một thế kỷ phong ba bão táp, lại trải qua cả một thời kỳ phức tạp, thiên biến vạn hóa, bây giờ trở thành một khách sạn mang đậm phong cách Trung Hoa.
Khách sạn nghi nhân phủ giống như phủ đệ thời ngày xưa của vương gia vậy, không có thang máy, không có nhà cao tầng, không có cả cái cửa thủy tinh lớn có thể xoay tròn được nữa, chỉ có những viên ngói ngũ sắc và tường đỏ, cùng với một đám nhân viên phục vụ với áo đỏ vạt dài, quần đen, giày vải mũi tròn. Vật càng hiếm càng quý, người Trung Quốc đã quen với những thứ như vậy, thì tất nhiên họ sẽ không cảm thấy có gì là mới lạ cả. Nhưng, người nước ngoài thì lại rất ưa chuộng phong cách đặc trưng của Trung Hoa này. Vì thế mà những người thường đến ở khách sạn nghi nhân phủ này chủ yếu là khách tới du lịch Trung Quốc hoặc những thương vụ người ngoại quốc. Một người đàn ông mặc một bộ vest đen bước nhanh vào trong sân, anh đứng gác cổng còn dùng tiếng Anh nói, hello, để lấy lòng hắn mà hắn không thèm để ý tới. Hắn đi xuyên qua hai cái hành lang, rồi từ trong túi rút ra cái thẻ phòng, mở cánh cửa phòng ra. Vừa bước vào phòng, cởi bỏ chiếc áo vest trên người xuống, chuẩn bị đi ngâm mình vào bồn nước nóng, thì bỗng vang lên hai tiếng gõ cửa ngắn ngủi bên ngoài cửa phòng. Người đàn ông tóc vàng giật mình đánh thót, ngay lập tức hắn lấy một hộp có mật mã trong tủ ra, nhấn mật mã, lấy ra một hộp đạn ở trong đó, lấy khẩu súng dưới gối ra lắp đầy đạn đâu vào đó, lúc này hắn mới cầm khẩu súng trên tay, cẩn thận bước tới cửa. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, vẫn là hai tiếng gõ nhẹ và ngắn. Giống như sợ làm kinh động người khách ở bên trong vậy. Ai, người đàn ông dùng tiếng Anh hỏi. Jim có ở đây không? Giọng của một người đàn ông truyền vào từ bên ngoài, cũng nói bằng tiếng Anh, mà còn là giọng London chính hiệu nữa. Hắn ta không phải là Jim, nhưng hắn vẫn mở cửa phòng ra. Bởi vì, Jim có ở đây không, là ám hiệu của tổ chức bọn họ. Bước vào cũng là một người nước ngoài, mặc một bộ vest đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo đen rộng, dài đến đầu gối. Tóc dài xõa ngang vai, một bộ râu xồm xoàm giống như những ca sĩ nhạc rock lang bạt bên ngoài vậy. Sao anh lại đến đây? Người đàn ông tóc vàng cau mày lại, nhìn tên râu xồm với vẻ mặt đề phòng. Hắn đứng chắn ở cửa, không có ý mời người khác vào bên trong. Lẽ nào, anh muốn đứng như thế này để nói chuyện với tôi sao? Tên râu xồm chỉ vào những ngọn đèn sáng chói cùng với những khách trọ lúc lúc lại đi ngang qua rồi hỏi. Người đàn ông tóc vàng do dự hồi lâu, cuối cùng cũng để ra một khe hở. Tên râu xồm lách người vào bên trong, cửa phòng lập tức được đóng lại. Anh đến đây làm gì? Lúc này đến đây, cẩn thận bị người ta phát hiện ra tung tích. Lẽ nào anh không biết sao? Dù có chết, thì lần hành động này của chúng ta cũng không thể bại lộ. Người đàn ông tóc vàng không vui nói. Tôi cũng vì cái này mà phải tới đây đấy. Tên râu xồm nhếch môi cười. Giống như nhân vật nam chính trong King Kong vậy, đó là một con tinh tinh khổng lồ. Anh nói thế là có ý gì? Người đàn ông tóc vàng hỏi, trong lúc hỏi thì ngón trỏ của hắn đã ngoắc vào chỗ để chuẩn bị bóp cò rồi. Chỉ cần đối phương có những động tác gì bất thường thôi là hắn sẽ bóp cò hạ gục đối phương luôn. Kế hoạch của anh đã thất bại rồi. Người liên lạc của chúng ta vô cùng tức giận. Tên râu xồm dường như không nhìn thấy những động tác nhỏ của người đàn ông tóc vàng thì phải, vẫn cười nhạt chỉ trích. Tình báo có vấn đề. Các người đã đánh giá thấp thực lực của hắn ta. Người đàn ông tóc vàng nói với giọng không cam tâm. Đây không phải là lý do. Trên thực tế, thì hành động của các anh đã thất bại. Tên râu xồm nói. Tôi sẽ giải thích với người liên lạc. Không cần đâu, ta đã giải thích giúp anh rồi. Tên râu xồm cười nói. Tôi nghĩ, ông ấy nhất định sẽ hiểu thôi. Người đàn ông tóc vàng nói. Không, tên râu xồm nhún vai nói. Ông ấy bảo tôi phải giết anh. Người đàn ông tóc vàng dùng mình một cái, nhưng ngay lập tức giơ súng lên bắn vào người tên râu xồm. Bùm! Viên đạn bắn lên trên tường, còn tên râu xồm vung tay lên một cái, một nhát dao sắc nhọn vụt qua, từ cổ họng của người đàn ông tóc vàng phun ra một tia máu đỏ tươi. Hai tròng mắt của người đàn ông tóc vàng trợn tròn, nhìn tên râu xồm với vẻ không tin vào mắt mình nữa. Liền sau đó thì té ngửa đập đầu xuống đất. Tên râu xồm cầm con dao lên lau đi lau lại vào cái áo trắng trên người của nam nhân tóc vàng, lúc này mới chịu nhét nó vào trong túi trong của chiếc áo choàng. Hắn liếc nhìn thi thể đang nằm dưới đất một cái, lầm bầm nói, không sợ những đối thủ đáng gờm như sói, chỉ sợ những đồng đội ngu ngốc như heo. Đúng là đáng kiếp, sao tổ chức lại có thể phái một tên ăn hại như thế này đến đây thi hành nhiệm vụ cơ chứ? Lẽ nào, họ lại nghĩ rằng sự việc có thể hoàn thành một cách dễ dàng như vậy sao? Tần Lạc là một người đàn ông rất yêu thích, gần gũi với thiên nhiên, vì thế nên, khi hắn cảm thấy không khí trong phòng có phần nặng nề, áp lực, nhiệt độ có chút gia tăng, hô hấp cũng không được thoải mái thì hai mắt liền mở ra. Á, thầy Tần tỉnh rồi. Thầy Tần, thầy không sao chứ?
Tần Lạc, anh cảm thấy thế nào? Biết bao nhiêu âm thanh díu ra díu dít ở bên tai hắn, lại còn biết bao nhiêu khuôn mặt nhỏ nhắn ngọc ngà đang nhìn mình với ánh mắt ân cần, lo lắng, Tần Lạc hạnh phúc đến độ muốn nhắm nghiền hai mắt một lần nữa. Sao các nàng đều đến hết đây thế này? Đương nhiên rồi, mắt đã mở ra thế này, giờ mà lại nhắm vào tiếp thì nghe có vẻ không hợp tình hợp lý chút nào. Tần Lạc cười nói, tôi không sao đâu, chỉ là rách chút ra thôi mà, làm sao có chuyện gì xảy ra được cơ chứ? Rách chút ra gì cơ chứ? Bác sĩ còn gắp ra được một viên đạn cơ đấy, chảy biết bao nhiêu là máu. Vương Cửu Cửu nói với vẻ mặt đầy lo lắng, thầy Tần, rốt cuộc là ai mà lại độc ác như vậy? Dám hạ thủ với thầy ở ngay trên phố thế, thật đáng ghét, thầy đừng lo, em đã cho người điều tra giúp thầy rồi. Rất nhanh sẽ có thể báo thù cho thầy được rồi. Vương Cửu Cửu giống như một bạn gái nhỏ của hắn vậy, nàng ghé miệng vào bên tai Tần Lạc an ủi nói. Đạn, Tần Lạc thầm nghĩ, lúc đó cảm giác vẫn ổn mà, sao lại có đạn được nhỉ? Lẽ nào khả năng kháng đạn của mình sao có thể lớn như vậy chứ? Sao em lại tìm được đến đây? Tần Lạc cười khổ hỏi. Là tôi nói cho cô ấy biết đấy. Lệ Khuynh Thành ngồi ở một góc giường bệnh tủm tỉm cười nói. Vị học sinh này của anh gọi vào điện thoại của anh, đúng lúc anh đang làm phẫu thuật ở bên trong, nên tôi đã nói cho cô ấy biết tình hình của anh. Không thể để cho người ta lo lắng phải không? Tần Lạc nhìn vẻ tươi cười trên khuôn mặt đầy quyến rũ của nàng, vừa vui sướng lại vừa buồn bực. Vui sướng là vì trải qua việc nguy hiểm đến vậy mà hai người vẫn có thể ngồi nói chuyện với nhau. Và còn những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước nữa. Còn buồn bực là vì, rõ ràng là nàng làm vấn đề trở nên phức tạp hơn. Hoán Khê, sao em lại đến đây? Tần Lạc cười khổ nói. Bản thân mình khi ở bên Lệ Khuynh Thành thì có người dùng súng tấn công, cái cảm giác này giống như. Gạch dưới chồng đang ở bên tình nhân thì bị bọn cướp làm trọng thương, còn vợ thì vội vàng chạy đến bệnh viện để thăm nom. Lâm Hoán Khê người mặc một bộ đồ nhân viên văn phòng màu bạc. Tóc búi cao trên đỉnh đầu, khuôn mặt vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng đôi mắt thì lại không thể che giấu nổi sự lo âu, nàng nói, là cô Lệ đã gọi điện thoại thông báo cho em biết. Tôi nghĩ, anh xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng nên báo cho người nhà biết một tiếng. Lệ Khuynh Thành thành khẩn giải thích, nàng làm bộ như không biết Tần Lạc lúc này xấu hổ nhường nào. Anh không sao, em đừng lo, Tần Lạc an ủi nói. Bối bối thì sao, cô bé không biết à? Đang ở với ông. Em không để mọi người đến hết đây, Lâm Hoán Khê nói. Mà ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, Tần Lạc cũng không biết nói thêm điều gì nữa. Hắn không nói gì thì những người khác cũng không biết phải nói gì nữa. Người đi cùng Vương Cửu Cửu vào đây thăm Tần Lạc là bạn học Tiểu Hoa, nàng đang trợn tròn mắt, lướt hết một lượt những người trong phòng bệnh này mà cuối cùng cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Sao không ai nói gì hết cả vậy? Một lát sau, Tần Lạc không thể chịu được nữa rồi. Bèn lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ quái này đi, hắn nói, tôi cảm thấy hơi khát. Vương Cửu Cửu và Lâm Hoán Khê cùng lúc đứng dậy định đi lấy nước cho Tần Lạc, nhưng khi chú ý đến động tác của nhau thì lại cùng lúc dừng bước. Hai người nhìn nhau một cái, Vương Cửu Cửu ngượng ngùng nói, cô Lâm, hay là cô đi lấy đi. Cửu Cửu đi lấy cũng được mà, Lâm Hoán Khê nói. Ồ không, cô lấy thì hơn, Vương Cửu Cửu chối từ một lần nữa. Lúc này Lâm Hoán Khê mới gật gật đầu. Đi ra rót cho Tần Lạc một cốc nước ấm. Sau đó đỡ đầu hắn dậy, nhét một cái gối vào sau lưng hắn, rồi cẩn thận cho hắn uống từng hớp một. Lệ Khuynh Thành trông thấy sự ăn ý và ngại ngùng của hai người thì cười đến suýt chút nữa không thở nổi. Tần Lạc uống xong mấy hớp liền lên tiếng hỏi, mấy giờ rồi? 10 giờ đúng rồi, Vương Cửu Cửu nói. Muộn thế này rồi sao? Cửu Cửu, em với Tiểu Hoa hãy mau về nghỉ ngơi đi. Mai còn phải lên lớp nữa chứ? Tần Lạc lên tiếng khuyên răn, đối đãi với những địch thủ to lớn, thì nên chia cắt ra mà hóa giải. Tuy rằng Tần Lạc chưa đọc qua những luận tập chiến tranh bao giờ, nhưng đạo lý cơ bản như thế này .tin là người đàn ông nào cũng hiểu. Không vội, em tự lái xe đến đây, em ngồi với thầy một chút nữa, rồi em sẽ đưa Tiểu Hoa về. Vương Cửu Cửu nói, hôm nay nàng mới đi lấy chiếc xe BMW của mình về, vốn là muốn đến tìm Tần Lạc đi hóng gió. Nàng muốn Tần Lạc là người khách đầu tiên của xe mình. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nên người khách đầu tiên đành nhường cho người đúng lúc đó gọi điện thoại đến cho nàng, đó là Tiểu Hoa. Đúng vậy, thầy Tần, chúng em không vội về đâu. Tiểu Hoa cũng đứng bên cạnh nói đỡ. Ý đồ của Vương Cửu Cửu với Tần Lạc,
chẳng khác nào lòng dạ của Tư Mã Chiêu, dã tâm cướp ngôi của Tư Mã Chiêu ở đời Tấn thời Tam Quốc thì ai ai cũng biết, người đi đường cũng biết. Là người bạn chí cốt với nàng, đương nhiên là phải giúp nàng nói đỡ vài câu rồi. Tần Lạc không biết phải làm sao nữa, lại quay người lại hỏi Lệ Khuynh Thành, chân cô không sao chứ? Không sao, đã khử độc rồi, lại bôi kem dưỡng da kim dũng của chúng ta lên rồi. Chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu, Lệ Khuynh Thành nói. Cô không đi nghỉ ngơi chút đi, Tần Lạc hỏi, hắn nghĩ rằng nên đưa tiễn người tạo ra nỗi phiền toái này đi trước cũng không tồi chút nào. Tôi vừa mới tỉnh lại, đã ngủ mấy giờ đồng hồ rồi. Không sao, tôi ngồi đây nói chuyện với mọi người một lát. Lệ Khuynh Thành cười hi hi nói. Tần Lạc thầm nghĩ, sao mình có thể tỉnh dậy nhanh như vậy được chứ? Tại sao lại tỉnh dậy cơ chứ? Bên ngoài hành lang có hai cô y tá đứng ở cửa thầm thì với nhau điều gì đó. Tiểu Giai, bệnh nhân bên trong hình như đã tỉnh lại rồi. Sao cậu không vào chăm sóc người ta đi? Một cô bé có khuôn mặt trái xoan lên tiếng hỏi. Mình biết chứ, nhưng mình có vào thì cũng thành vô dụng à. Bên trong đã chật cứng người rồi, việc gì cũng bị người khác tranh lấy làm hết rồi. Đã thế làm còn chuyên nghiệp hơn cả y tá chuyên nghiệp như mình. Mình đứng đó chẳng khác nào kẻ ngốc cả, tay còn không có chỗ để nữa. Cậu nói đi, sao trên thế giới này lại có thể có nhiều người phụ nữ đẹp đến vậy chứ? Sao hôm nay bao nhiêu người phụ nữ đẹp đều tập trung ở bệnh viện này nhỉ? Họ không phải đều là bạn gái của người đàn ông đó đấy chứ? Tiểu Giai nghĩ một lát rồi nói, có thể lắm chứ? Mình thấy vẻ mặt của ai cũng lo lắng, ánh mắt họ khi nhìn người đàn ông kia. Chẳng khác nào những con ong bắt gặp phải hoa phấn. Xuyệt, nói nhỏ một chút đi. Lại thêm một người nữa này. Cô mặt trái xoan lên tiếng ngăn lại. Chương 256, tâm tình người phụ nữ. Có một người mặc áo da đen, quần da đen, giày da đen, làn da cũng ngăm đen, đầu thì ngẩng cao, ngực ưỡn về phía trước đi qua mặt hai cô y tá, sau đó lại dừng lại hỏi, có phải Tần Lạc nằm trong phòng bệnh này phải không? Tần Lạc, cô y tá nghĩ một lát, rồi nhớ ra tên của bệnh nhân nằm trong phòng bệnh này hình như là Tần Lạc, liền vội vàng gật đầu nói, đúng rồi. Đúng là anh ấy nằm ở phòng bệnh này, nhưng bệnh tình của bệnh nhân có phần không ổn định, bác sĩ nói tốt nhất là nên tránh bị người khác quấy rầy. Ly liếc nhìn cô y tá một cái, như không nghe thấy mấy câu nói phía sau của cô y tá vậy, nàng đi thẳng vào bên trong phòng bệnh. Khi nàng chuẩn bị đẩy cửa đi vào, thì bỗng dừng lại nói với hai viên cảnh sát đi theo sau, hai anh đứng đợi ngoài này một chút. Vâng, vâng, cô vào đi, chúng tôi đợi ở ngoài này. Viên cảnh sát mập gật đầu liên tục, tươi cười nói. Vụ án nổ súng trên đường quốc lộ là một vụ án lớn, ở thành Yến Kinh mà xuất hiện chuyện này thì đó sẽ là vụ án trọng điểm trong tất cả các vụ án. Vụ án này ngay từ đầu đã được giao cho cục của thành phố Yến Kinh phụ trách, các khu cục khác vẫn chưa đủ tư cách để nhúng tay vào. Nếu như là trước kia thì những lãnh đạo của cục thành phố như họ đây đi đến đâu cũng được thơm lây, nhiều ít gì cũng có thể mò được chút ít. Nhưng đi theo sau bà nội này thì họ không thể đứng thẳng lưng lên được. Mặc dù họ không biết thân phận của bà nội này là thế nào, nhưng, sau khi nàng đi vào phòng làm việc của cục trưởng cục cảnh sát một chuyến, khi đi ra ngoài, thái độ của cục trưởng không khác gì hai bọn họ bây giờ là mấy. Cục trưởng còn thế, bọn họ lại dám giở trò gì sao? Ly vừa nói xong câu thì lập tức quay đầu lại, nàng không một chút lo lắng họ sẽ cãi lại mệnh lệnh của mình. Vừa mở cửa phòng bệnh ra, nàng đã nhìn thấy cả một đàn chim oanh có, yến có, đứng có, ngồi có, thì vẻ mặt ngẩn ra thấy rõ. Rất nhanh, nàng lại bình tĩnh trở lại, chỉ đứng ở cửa nhìn Tần Lạc đang nằm trên giường bệnh ăn táo mà không nói lời nào. Tần Lạc nhìn thấy Ly đến thì vội vàng bỏ miếng táo trong miệng ra, ngạc nhiên hỏi, Ly, sao cô cũng biết tin nhanh vậy? Vừa nói dứt câu thì hắn cũng cười lớn, từ lúc hắn gặp chuyện không may đến giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Nghe nói đến cả tờ Yến Kinh Đô Thị Vãn Báo cũng đã đăng tin rồi thì làm sao Ly lại không biết được cơ chứ? Có điều, từ viện điều dưỡng đi đến đây cũng mất không ít thời gian. Cũng khó trách nàng đến giờ mới đến. Vốn định đến sớm hơn, Ly nói, trước khi đến bệnh viện thì phải đến cục cảnh sát thành phố một chuyến đã. Nói xong những lời này, nàng liền nhìn đám phụ nữ trước mặt mình một lượt rồi lại im lặng. Hiển nhiên có thể biết rằng, những lời phía sau không tiện nói trước mặt bao nhiêu người như vậy. Tần Lạc hiểu ý nàng, bèn nói với Vương Cửu Cửu, Cửu Cửu, muộn lắm rồi, em với Tiểu Hoa mau về đi, nếu không người nhà lại lo đấy. Vương Cửu Cửu thông minh hơn người,
nàng để ý Ly suốt nãy giờ như vậy thì làm sao không biết Ly đang có điều gì muốn nói với Tần Lạc cơ chứ? Vì vậy nên nàng cười nói, vâng, vậy thì em đưa Tiểu Hoa về trước, thầy Tần, thầy nghỉ ngơi cho tốt nhé, mai em lại đến thăm thầy. Nếu mai em bận thì không phải đến đây nữa đâu, tôi không sao mà, Tần Lạc cười khổ nói. Không sao, em dỗi mà, Vương Cửu Cửu cười cười, bướng bỉnh nói. Nhưng trong lòng nàng thì có chút tủi thân. Hắn cứ đẩn mình ra hết lần này đến lần khác, mình còn có thể chủ động thế này đến bao giờ được nữa đây? Lòng dũng khí của ta còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Vương Cửu Cửu chào Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành xong đâu đấy rồi liền kéo Tiểu Hoa rời đi. Lệ Khuynh Thành chống vào chiếc nạng đứng lên nói, mọi người cứ nói chuyện đi nhé, tôi về phòng nghỉ trước đây. Lệ Khuynh Thành cũng phải nằm lại bệnh viện, phòng bệnh nằm ngay bên cạnh phòng Tần Lạc. Nàng là một trong những người đương sự của vụ án nổ súng này, trước khi bị cảnh sát hỏi thì nàng cũng không được rời khỏi bệnh viện, huống hồ vết thương ở đùi nàng cũng cần phải xem xét xem sao. Lâm Hoán Khê thấy phòng bệnh khi nãy đông đúc vậy, nhưng giờ lại chỉ còn lại có mình liền nói, em đi ra ngoài gọi Điền về thông báo cho mọi người trong nhà biết đã. Tần Lạc bỗng nắm chặt cổ tay nàng, rồi nói với Ly, không sao. Có chuyện gì cô cứ trực tiếp nói ra đi. Ly cũng không thấy xa lạ gì với Lâm Hoán Khê cả, nàng cũng biết hai người đã đặt mối quan hệ với nhau, nên cũng không kiêng kỵ gì nữa, nói, hai tên hung thủ đều đã chết rồi. Một tên sau khi bị anh đâm cho mù mắt thì bị người ta bắn thẳng vào đầu một phát. Còn một tên thì chết trong phòng của khách sạn Nghi Nhân Phủ. Khách sạn đó được xây theo kiểu khách sạn cổ điển, nên có rất nhiều nơi quan trọng lại không lắp máy quay phim. Cảnh sát kiểm tra máy giám sát của khách sạn rồi mà vẫn không tìm ra được bóng dáng của hung thủ. Tần Lạc cũng bí ơ tên hung thủ mà bị mình dùng ngân châm đâm cho mù mắt đã bị giết chết. Lúc đó hắn cùng với Lệ Khuynh Thành chạy đi lấy túi sách, kết quả là nhìn thấy tên hung thủ mà bị hắn đánh cho gãy chân để khỏi chạy trốn đã bị bắn một phát trúng đầu, nằm bẹp trên mặt đất. Vì vậy có thể thấy rằng, có người đã lợi dụng khe hở, thừa cơ lúc hắn chạy đi cứu Lệ Khuynh Thành, đã chạy tới bắn cho tên sát thủ đó một phát trúng đầu. Hắn đặt hết niềm hy vọng vào tên sát thủ còn lại, nhưng không ngờ lại bị giết người diệt khẩu nhanh như vậy. Rốt cuộc thì đây là một nhân vật như thế nào đây, làm sao có thể ra tay một cách tàn nhẫn như vậy? Đến cả người của mình cũng không buông tha. Đến cả người của cô cũng không biết sao. Tần Lạc hỏi. Chúng tôi không phải là thần. Ly lạnh lùng đáp, hơn nữa, đây là việc riêng của anh. Tôi không có cách nào điều động tất cả nguồn nhân lực để điều tra giúp anh được. Tôi chỉ có thể dùng thân phận là Long Tức để có thể tự mình đi điều tra. Tranh thủ phối hợp với những bộ phận có liên quan. Thế đã điều tra ra lai lịch của hai tên sát thủ đã bị giết đó chưa? Chưa, Ly nói, bọn chúng đều dùng hộ chiếu giả. Cho dù có lai lịch rõ ràng đi chăng nữa thì cũng không phải thân phận thật của chúng. Đây chỉ là một cách che giấu để có thể đi ra ngoài xử lý mọi việc được thuận tiện hơn. Hơn nữa, bọn chúng đều là quốc tịch nước ngoài, nên việc tìm kiếm, điều tra vô cùng phiền phức. Tần Lạc cười khổ nói. Không biết là ai mà lại thù hận tôi như vậy, ra tay tàn ác như thế chứ. Xem ra anh đắc tội với quá nhiều người rồi đấy. Ly hơi nhoẻn miệng cười nói. Sư phụ biết việc này không? Tần Lạc hỏi. Biết, ông bảo tôi đến đây mà. Ly gật gật đầu. Xem ra, ngày mai tôi không có cách nào đến điều trị cho sư phụ rồi. Cô bảo mấy người phục vụ cứ xoa bóp cho sư phụ theo cách mà tôi dạy họ từ năm trước đó nhé. Tần Lạc dặn dò nói. Thấy Tần Lạc bị thương nặng như vậy mà vẫn còn quan tâm đến tình hình điều trị cho bệnh tình của nghĩa phụ, thì Ly thấy xúc động vô cùng, nàng nói, anh cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Tôi biết phải làm thế nào. Còn nữa, tôi sẽ giúp anh theo sát vụ án này, mấy đồng chí trong cục thành phố đang đứng bên ngoài, có thể bọn họ muốn tìm anh để hỏi một số chuyện, tốt nhất là anh nên tiếp họ một lát. Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê nói, mời họ vào đi. Đợi đến khi Lâm Hoán Khê đi ra ngoài. Tần Lạc vẫy vẫy tay với Ly, chờ đến khi Ly tiến đến giường bệnh của hắn với vẻ mặt nghi hoặc, thì hắn thấp giọng nói, nếu bắt được hung thủ thì giữ lại cho tôi nhé. Anh muốn làm gì? Ly nhìn Tần Lạc hỏi. Tôi muốn giết người, Tần Lạc nghiến răng nói. Từ khi bị ám sát đến giờ, hắn vẫn nhẫn nhục ghê lắm, giờ ở trước mặt Ly hắn mới phát tiết ra được một chút. Vô duyên vô cớ bị người ta tấn công, suýt chút nữa thì hắn và Lệ Khuynh Thành đều bị giết chết. Là người thì ai cũng có chút nóng nảy. Hơn nữa, chỉ vì việc này mà anh tài xế lái xe taxi cho bọn họ đã bị thiệt mạng. Gạch dưới. Anh ta đâu có tội tình gì, anh ta cũng có gia đình của mình, có vợ, có con. Vậy mà bây giờ,
chỉ vì chở khách mà bị sát hại dã man như vậy, thì ai sẽ là người đòi lại sự công bằng cho anh ta đây? Cha mẹ, vợ con anh ta phải làm sao bây giờ? Không phải người trong cuộc thì người ta cũng là người, từng người qua đường họ đều có cuộc sống riêng của họ. Tần Lạc bị thương, có biết bao nhiêu người đẹp đến để an ủi, thăm nom, lại còn có Ly và một đám cảnh sát bôn ba bên ngoài nữa chứ. Nhưng, một tài xế không quyền, không tiền thì phải biết làm sao đây? Bất luận thế nào, Tần Lạc cũng phải tìm lại sự công bằng cho anh ta. Phải báo bằng được cái huyết hận này cho những con người bị hại vô tội đó. Giết người là phạm pháp, Ly nói. Tần Lạc có chút bất đắc dĩ, nói, vậy cô giúp tôi giết nó đi. Thù lao. Tần Lạc nghĩ ngợi một lát, cắn răng nói, cho dù cô có muốn thân thể của tôi cũng được. Ly liếc nhìn Tần Lạc một cái rồi quay người rời đi. Điều này làm Tần Lạc vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc thì nàng đồng ý hay là từ chối đây? Hay nói cách khác là coi như không nhìn thấy. Lâm Hoán Khê dẫn hai người cảnh sát, một béo, một gầy vào, hai người gật đầu cúi người, điều này làm cho Tần Lạc cảm thấy hoài nghi năng lực phá án của bọn họ. Hy vọng trong khi bọn họ làm tốt công việc chính là nịnh bợ, lấy lòng của mình, thì cũng có thể nâng cao trình độ nghiệp vụ phá án của mình lên một chút. Cuộc sống của văn nhân Mục Nguyệt từ trước đến nay đều rất có trật tự. Nếu không có việc gì đặc biệt, thì nàng đều lên giường đi ngủ vào 11 giờ tối hàng ngày. Đây là thói quen đã được rèn luyện từ nhỏ, bao nhiêu năm trôi qua nhưng thói quen đó cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Cũng giống như mọi khi, nàng mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm, bóng loáng như cánh ve nằm trên giường, tựa vào một chiếc gối ôm mềm mại đọc sách. Mỗi tối nàng thường thích xem những sách làm cho tâm hồn trở nên khoan khoái như tản văn hoặc những tập thơ nước ngoài. Rất hiếm khi nàng xem những tạp chí về tài chính khô khan, vô vị trước khi ngủ. Đối với người thành công mà nói, thì bất kỳ thứ gì cũng trở thành kinh nghiệm. Còn với người thất bại thì tất cả kinh nghiệm đều chẳng là gì hết. Vì vậy mà, nếu nàng cầm đến bút thì đó nhất định sẽ là thầy của những tác giả viết những bài về tài chính đó. Sau khi cởi bỏ bộ đồ tinh hoa mỹ lệ đi làm ra, mặc lên mình bộ đồ trong nhà, mái tóc dài xõa xuống ngang vai, không trang điểm mà mặt nàng vẫn như ánh tuyết khi bình minh vậy. Văn nhân Mục Nguyệt lúc này, đã có thêm một phần hơi thở của cuộc sống, và bớt đi phần nào tư thái cao ngạo, vô tình của mình. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy người giúp việc. Nàng sống một mình, nhưng bên trong khuôn viên nàng sống thì có vô số vệ sĩ và những người giúp việc. Còn Mã Duyệt, trợ thủ đắc lực của nàng thì ở ngay gần đấy đợi lệnh bất kể lúc nào. Thông thường mà nói thì không có ai đến làm phiền nàng nghỉ ngơi vào lúc này cả. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Cổ nhiên! Nàng vừa mới ngồi xuống thì ở bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiểu thư, tôi là Mã Duyệt, có chuyện báo cáo, âm thanh của Mã Duyệt cất lên ở bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Văn nhân Mục Nguyệt lên tiếng hỏi, nghĩ một lát rồi nói tiếp, vào đi. Mã Duyệt đẩy cửa bước vào, vẫn mặc trên người bộ quần áo đi làm ban sáng, nói, 6 giờ 25 phút ngày hôm nay, Tần Lạc bị bắn. Anh ấy có bị làm sao không? Vừa rồi văn nhân Mục Nguyệt khó khăn lắm mới có một chút cảm giác buồn ngủ vậy mà bây giờ nó đã bay đi mất tăm mất tích. Chỉ là bị thương nhẹ thôi, không có trở ngại gì to lớn cả. Mã Duyệt đáp, sao đến bây giờ mới báo cho ta biết, nghe nói Tần Lạc an toàn thì văn nhân Mục Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cuộc họp cổ đông của công ty năng nguyên kéo dài mãi đến 10 giờ 45 phút mới kết thúc, sau đó lại đi cùng cô đến bữa tiệc của các nhân vật cao cấp trong tập đoàn. Nên không có thời gian để xem mấy tin tức mà trí não đưa đến. Mã Duyệt giải thích. Chuẩn bị xe, văn nhân Mục Nguyệt nói. Nàng đặt tập văn kiện trong tay xuống, chuẩn bị đi thay quần áo. Tiểu thư, đã muộn quá rồi, Mã Duyệt thấp giọng khuyên. Có khi Tần Lạc tiên sinh đã ngủ rồi. Văn nhân Mục Nguyệt sững người lại, nghĩ ngợi một lát rồi khoát tay nói, thôi vậy. Lần sau có chuyện gì liên quan đến anh ấy thì bảo trí não báo cáo bằng miệng cho cô. Vâng. Tiểu thư, Mã Duyệt đáp. Không có việc gì rồi. Cô đi nghỉ đi. Vâng, Mã Duyệt nói xong bèn chuẩn bị đóng cửa rời đi. Buổi tiệc vào 10 giờ ngày mai hủy bỏ. Đến bệnh viện, văn nhân Mục Nguyệt đột nhiên nói. Vâng, Mã Duyệt lại lên tiếng đáp lời một lần nữa. Thấy tiểu thư của mình có tâm tình, thì Mã Duyệt thầm thở dài một cái. Phụ nữ một khi đã quyết định đắm chìm vào trong đó thì sẽ bắt đầu có những do dự không thôi. Nếu dựa theo phong cách ngày trước thì sau khi tiểu thư hạ lệnh, chuẩn bị xe thì sẽ không thay đổi ý kiến. Còn bây giờ, lại trở nên cẩn thận vô cùng. Kỳ thực, trong lòng nàng rất muốn đi,
Chương 257, ở bên nhau. Đối với Yến Kinh mà nói, cho dù mùa đông đã qua đi, nhưng nó cách mùa xuân vẫn còn xa lắm. Gió vẫn thổi mạnh vào buổi sáng sớm, bên ngoài cửa sổ là những cành cây chọc lốc, còn mấy chiếc lá vàng vẫn kiên trì không chịu rời đi theo gió. Âm thanh rào rạt vang lên, tựa như một tiếng hát ca tụng mùa xuân đã về vậy. Nhưng, cảnh sắc này không hề ảnh hưởng đến tinh thần khoan khoái của Lý Học Văn chút nào. Lý Học Văn bước xuống từ chiếc xe Audi A6 của mình, đôi giày da sáng bóng bước trên nền xi măng cứng ngắc, vang lên những tiếng lộp cộp. Hắn thích cái âm thanh này, hắn vô cùng thích thú với cảm giác như được chinh phục khi có vật thể gì đó bị hắn làm cho vỡ vụn. Hắn là viện trưởng, đồng thời cũng là chủ nhân của bệnh viện này. Mỗi lần hắn đến nơi thuộc địa bàn của mình này, thì hắn thấy vui mừng phấn khích vô cùng, cảm giác vui sướng tột độ đến khó tả. Giống như tướng quân tiến bước nơi chiến trường, như thương nhân đang đi trên phố, như ca sĩ bước lên sân khấu vậy. Những người suốt dọc đường nhìn thấy hắn, đều mỉm cười chào hắn. Hắn gật đầu một cách cao ngạo, kiêu căng, liền sau đó lại nghiêm mặt bước đi qua mặt bọn họ. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy có người hô hào từ phía sau. Đây không phải âm thanh của một người, mà là một đám người cùng lúc hô vang. Hắn quay đầu lại theo phản xạ, liền nhìn thấy một cảnh không bình thường vào một buổi sáng sớm bình thường như mọi khi. Một đội xe màu đen nối đuôi nhau đang tiến dần vào bên trong của bệnh viện. Đi đầu là một chiếc Mercedes, Benz màu đen bóng, cứng cáp, bá đạo, sang trọng. Nhưng, chiếc xe này cũng không thuộc dạng hiếm thấy. Ở Trung Quốc, có rất nhiều người có thể sở hữu chiếc xe như thế này. Nếu hắn muốn thì hắn cũng có thể mua một chiếc như vậy. Nhưng, chiếc thứ hai được kẹp ở giữa thì lại làm cho hai tròng mắt hắn không kìm nổi kinh hãi, giật lên liên tục. Đây là một chiếc Rolls-Royce thuộc Phantom Series, đầu miệng xe nói lên rằng đây không phải là một chiếc xe tầm thường. Hắn yêu thích xe hơi và cũng hiểu về xe hơi. Hắn biết chiếc xe loại này thì cả đất Trung Quốc chỉ có duy nhất một chiếc và cả thế giới chỉ có ba chiếc mà thôi, hai chiếc còn lại được phục vụ cho tầng lớp vua chúa ở châu Phi. Bởi vì chiếc xe này có chức năng phòng đạn, tên lửa thông thường chỉ có thể làm nó lật ngửa, chứ không thể làm nó phát nổ hay làm tổn hại đến hành khách ngồi bên trong được. Vậy mà không ngờ chiếc xe Rolls-Royce duy nhất có ở Trung Quốc này lại xuất hiện trước mặt hắn vào hôm nay. Hơn nữa còn đi vào địa bàn của hắn. Chiếc xe thứ ba giống với chiếc thứ nhất, cũng là một chiếc Mercedes, Benz màu đen cùng loại. Hai chiếc xe một trước một sau bảo hộ an toàn cho chiếc xe ở giữa, tựa như một vệ sĩ trung thành nhất. Một đội xe xa hoa như vậy đến bệnh viện của hắn để làm gì cơ chứ? Lý Học Văn suy nghĩ hồi lâu, thời gian gần đây chỉ có ông bố vợ của phó thị trưởng thành phố nằm trong viện này. Và còn một vị phu nhân của phó cục vệ sinh nằm ở phòng bệnh cao cấp. Đối với hai nhân vật đặc biệt này, thì mỗi ngày hắn đều đến hỏi thăm hai lần vào buổi sáng và tối. Lẽ nào vẫn còn nhân vật lớn nào khác nằm trong viện này mà mình không biết sao? Lý Học Văn cau mày lại, thầm nghĩ, hôm qua mình không đi làm, chẳng lẽ lại là tên khốn nạn Triệu Khải Việt cố tình lừa gạt mình điều gì đó sao? Nghĩ đến viên trợ thủ của mình, thì tâm tình Lý Học Văn lại cảm thấy có phần khó chịu. Trong lúc hắn nghĩ đến điều này, thì chiếc xe Mercedes, Benz đã dừng lại. Dường như xe vẫn chưa được dừng hẳn lại thì cánh cửa ở phía trước và sau xe đã được mở ra, liền phát ra những tiếng loạt soạt, có bốn người đàn ông thân hình to lớn mặc áo vest đen từ trên xe nhảy xuống. Sau đó bốn người này đồng thời chạy đến vây quanh cửa chiếc Rolls-Royce, bảo vệ chặt chẽ, gắt gao cho chiếc xe. Tựa như bất kỳ khi nào cũng có thể gặp phải tập kích vậy. Còn chiếc Mercedes, Benz màu đen ở phía sau cũng đã dừng lại, cũng giống với chiếc xe trước. Có bốn người đàn ông to lớn mặc áo đen bước ra. Hai người trong bốn người này trực tiếp bước đến cổng bệnh viện, hai người còn lại thì đứng khoanh tay trước ngực, đưa lưng về phía cửa xe, vẻ mặt cảnh giác dò xét bốn phía. Bởi vì có quá nhiều người đứng chắn trước chiếc Rolls-Royce, nên Lý Học Văn chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra, cũng có thể nhìn thấy có người từ trên xe bước xuống. Nhưng, hắn lại không nhìn ra được người vừa từ trên xe bước xuống là ai. Những vệ sĩ này quả thật rất chuyên nghiệp. Không để cho một giọt nước có thể lách qua được cánh cửa đó. Tiếp đến là một đám vệ sĩ sáu người vây xung quanh một người vừa bước từ trên xe xuống, rồi tiến nhanh vào bên trong bệnh viện. Lý Học Văn vội đi sát theo sau bọn họ. Đợi cho đến khi đám người này đi hết rồi, thì những nhân viên trong bệnh viện và người nhà bệnh nhân đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho người nhà mình đang nằm viện từ sáng sớm, giờ mới khôi phục được một chút dũng khí, bắt đầu nghị luận việc này. Trời ạ, đây là ai thế không biết? Chẳng khác gì lãnh đạo đi ra nước ngoài phỏng vấn.
nhìn quy mô này thì có lẽ đúng là có lãnh đạo đến bệnh viện của chúng ta rồi cũng nên. Nhìn thấy chiếc xe đi ở giữa không, tổng lương cả năm của tất cả nhân viên trong bệnh viện chúng ta cộng lại cũng không mua nổi đâu. Làm gì có chuyện đó, xe gì mà đắt vậy? Chấm, chị đã nhìn thấy cái biểu tượng ở phía trước chiếc xe đó chưa? Gạch dưới chiếc xe nổi tiếng như vậy mà chị không nhận ra sao? Không nhận ra, người này lắc đầu vẻ khó hiểu. Rốt cuộc thì đó là xe gì vậy? Chị nhìn kỹ lại xem, ồ, đúng rồi, hôm nay tôi còn một ca phẫu thuật phải tiến hành. Tôi đi trước nhé. Đã rèn luyện thành thói quen hàng ngày nên hôm nay Tần Lạc dậy từ khi trời còn tờ mờ sáng. Chỉ nhìn thấy Lâm Hoán Khê đang ngon giấc ở giường bên cạnh, chẳng có gì có thể kinh động nàng được. Lâm Hoán Khê vốn có tính ngủ nướng, hơn nữa tối hôm qua còn bận rộn đến khuya mới được ngủ. Thể xác mệt mỏi còn tinh thần thì uể oải nên trời đã sáng như bưng rồi mà nàng vẫn chưa có điệu bộ gì báo hiệu là sắp tỉnh cả. Nhìn nàng khi ngủ có phần hơi co người lại giống như một chú mèo lười quyến rũ vậy, trong lòng Tần Lạc cảm thấy ấm áp và thỏa mãn vô cùng. Đây là người phụ nữ của mình, là người đã giao hết hạnh phúc của cuộc đời nàng vào tay mình. Cộc cộc, gạch dưới. Có người gõ cửa ở bên ngoài, âm thanh rất nhẹ. Nếu không phải Tần Lạc đã tỉnh rồi thì căn bản là không thể nghe thấy. Tần Lạc cau mày, thầm nghĩ sao y tá lại vào đây vào giờ này cơ chứ? Nếu mình lên tiếng trả lời cô ấy thì chắc chắn lẽ làm tỉnh giấc ngủ ngon của Lâm Hoán Khê. Vì thế nên hắn dùng một cánh tay đỡ người mình bò dậy từ trên giường, rồi đi ra mở cửa, phần phía trên người không một mảnh vải che thân. Vì bả vai của hắn bị trúng đạn, nên hắn không mặc chiếc áo khó coi của bệnh nhân vào làm gì. Hơn nữa, bạn học của Tần Lạc cho rằng, để cho những cô y tá đó lợi dụng mình đôi chút cũng chẳng sao. Từ cổ đến giờ bác sĩ với y tá đều được coi là người một nhà, vậy thì cần gì phải phân rõ cô, tôi chứ. Nhưng, khi hắn nhẹ nhẹ mở dần cánh cửa ra thì trong phút chốc, hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hắn không thấy cô y tá nào cả, chỉ nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời như ánh nắng ban mai, đẹp như cầu vồng buổi sớm cùng với một đám vệ sĩ đi đằng sau nàng. Liếc mắt nhìn một cái thì thấy dường như ngoài cửa đã đứng chật cứng người. Sao cô lại đến đây? Anh không sao chứ? Hai người cùng đồng thanh nói, rồi lại cùng dừng ngay lại. Tần Lạc hiểu rằng, mình không muốn làm phiền Lâm Hoán Khê cũng không được nữa rồi. Có khách thì cũng phải mời người ta vào bên trong ngồi một chút chứ. Tần Lạc liền cười nói, vào bên trong ngồi một chút đi. Hắn đoán là sau khi văn nhân Mục Nguyệt biết tin, thì chắc chắn sẽ đến thăm hắn. Nhưng không đoán ra được nàng lại đến sớm như vậy. Lúc này, bệnh viện mới vừa làm việc thì phải. Cũng đúng lúc đi ngang qua đây. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc cười cười, đáp án của người phụ nữ này mãi vẫn chỉ là cũng đúng lúc đi ngang qua. Hắn lại nghĩ, không biết có nam nhân may mắn nào có thể làm cho chính từ miệng nàng nói ra câu, em đến đây thăm anh, đây nhỉ. Chỉ thầm nghĩ trong lòng một lát thôi mà đã làm cho xương người ta mềm nhũn hết cả ra rồi. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn xuyên qua khe hở bên cạnh Tần Lạc, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp vẫn đang say giấc trên giường. Bèn nói, tôi đã cho người chuẩn bị chút cháo cho hai người rồi đấy. Mã Duyệt từ phía sau tiến lên trước một bước, đưa hộp cháo vẫn còn nóng hổi vào tay Tần Lạc. Tần Lạc nhớ lại cảnh văn nhân Mục Nguyệt bón từng thìa cháo cho hắn khi tay hắn bị thương. Khi tiếp lấy hộp cháo còn nóng hổi trên tay từ tay Mã Duyệt, hắn liền cười nói, cảm ơn cô. Vào bên trong ngồi chút đi. Không cần đâu, văn nhân Mục Nguyệt liếc mắt nhìn vết thương trên vai Tần Lạc một cái, sau đó liền quay người rời đi. Mã Duyệt cứ ngẩn người ra một hồi, rồi cũng vội vàng đuổi theo sau. Đám vệ sĩ lại một lần nữa thay đổi hình phía trước giờ thành đội hình phía sau, còn đội hình ở phía sau thì lại biến thành đội hình ở phía trước, tất cả vây xung quanh bảo hộ cho văn nhân Mục Nguyệt. Tiểu thư, chúng ta cứ thế này mà đi sao? Mã Duyệt hỏi có chút không cam tâm. Vốn tiểu thư định đến đây từ tối hôm qua, nhưng lại bị mình ngăn lại. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay đã dậy. Rồi bảo nhà bếp ninh một nồi cháo, đã thế lại còn tạm thời gác lại một hội nghị vô cùng quan trọng. Vậy mà lại cứ thế này mà đi sao? Ta biết là anh ấy không sao rồi, văn nhân Mục Nguyệt nói. Nhưng, Mã Duyệt nghĩ, nói thế nào thì cũng nên đi vào bên trong ngồi nói chuyện với anh ta một chút chứ. Không có nhưng gì cả, văn nhân Mục Nguyệt lạnh lùng nói. Đến công ty, nàng biết, người phụ nữ có tư cách để ngủ trong căn phòng đó đã tỉnh rồi. Họ còn liếc nhìn nhau một cái nữa mà. Rồi nàng lại nhắm mắt lại, giả bộ như đang ngủ ngon. Nhưng,
nếu mình vào trong đó thì phải xử lý ra sao cho phải đây? Xem ra, có những chuyện thật là phiền toái, còn phiền toái hơn cả mua chọn luôn một công ty vừa mới được tung ra thị trường. Tần Lạc đứng ở cửa hồi lâu, cho đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho toàn thân hắn nổi hết cả da gà lên, lúc này hắn mới xách hộp cháo giữ nhiệt vào bên trong phòng. Em tỉnh rồi à? Tần Lạc cười nói, cuối cùng thì vẫn làm Lâm Hoán Khê thức giấc. Lâm Hoán Khê gật gật đầu, đôi mắt sáng trong suốt nhìn Tần Lạc cùng với chiếc hộp giữ nhiệt trên tay hắn. Văn nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc cười cười giải thích, bị dán mắt nhìn bởi ánh mắt như vậy thì Tần Lạc cảm thấy có phần chột dạ. Hôm qua thì là Vương Cửu Cửu cộng thêm Lệ Khuynh Thành, một người có danh tiếng không tốt chút nào. Hôm nay thì là văn nhân Mục Nguyệt, mới sáng sớm tinh mơ đã đem cháo đến cho hắn. Gạch dưới ai mà có người bạn trai nào luôn được vây quanh bởi một đám phụ nữ thì tâm lý cũng không thoải mái chút nào. Em biết, Lâm Hoán Khê nói, khuôn mặt vẫn không thể hiện bất kỳ sắc mặt nào. Anh và cô ấy chỉ là bạn thôi. Tần Lạc nghĩ một lát rồi lại bổ sung thêm một câu. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu lên nhìn Tần Lạc, nói, anh chỉ cần làm theo những gì trái tim mình mách bảo là được rồi. Làm theo những gì trái tim mình mách bảo, em nói vậy là có ý gì? Tần Lạc có phần khó hiểu hỏi. L khẽ thở dài ra một tiếng, trên thế giới này có rất nhiều việc có thể miễn cưỡng được, nhưng duy có tình cảm là phải thuận theo tự nhiên thôi. Có người đã từng nói, trên chiến trường tình cảm, ai là người có tình cảm trước, thì người đó sẽ bị thua trong trận chiến này trước. Nhưng, mình thì lại cảm thấy thỏa mãn, toại nguyện. Bởi vì mình chưa khi nào muốn thắng trận chiến này cả, mình chỉ muốn được ở bên nhau. Anh có gặp em hay không, thì em vẫn ở đó, không buồn cũng không vui. Anh có nhớ em hay không, thì tình vẫn còn đó, không đến cũng không đi. Anh có yêu em hay không, thì tình yêu vẫn ở đó, không tăng cũng không giảm. Anh có theo em hay không thì bàn tay của em vẫn nằm trong bàn tay anh, không bỏ không rời. Chương 258, nhân vật lớn. Lý Học Văn vừa đi vào phòng làm việc, liền gọi ngay cô y tá trưởng trực ngày hôm nay của bệnh viện tới. Y tá trưởng là một phụ nữ đã ngoài 30, mặc một chiếc áo blouse màu trắng, đeo kính, vóc người cao gầy thon thả, thoạt nhìn cũng có vài phần hấp dẫn. Ai là người trực của phòng bệnh đặc biệt 609 vậy? Lý Học Văn vừa cho thêm nước vào cốc trà của mình, vừa chậm rãi hỏi. Y tá trưởng nhìn vào kẹp văn kiện trong tay mình, rồi nói, là An Tiểu Giai. Bảo cô ấy đến gặp tôi. Lý Học Văn đưa mắt nhìn cô y tá trưởng một lượt rồi cười nói. Viện trưởng, có chuyện gì xảy ra sao? Y tá trưởng nhìn thấy tâm tình Lý Học Văn vui vẻ như vậy liền hỏi lại. Không có chuyện gì đâu. Chỉ là muốn tìm cô ấy để hỏi một số vấn đề. Lý Học Văn nói, đi đi, bảo cô ấy đến đây nhanh lên. Vâng, thưa viện trưởng. Tôi đi gọi ngay đây. Y tá trưởng vừa đáp xong lời liền quay lưng rời đi. Y tá trưởng vừa mới ra khỏi cửa, thì gặp An Tiểu Giai đang bưng một cái khay ở ngoài hành lang, nàng cũng mặc một chiếc áo blouse to màu trắng, khuôn mặt cũng rất đẹp, đến cái đĩa cầm trên tay nhìn cũng không tồi chút nào, thầm nghĩ, lẽ nào viện trưởng lại hứng thú với nàng ta sao? Nếu mà đúng là như vậy, thì cũng không cần thông qua mình để làm việc này chứ. Không kịp nghĩ ngợi nhiều. Y tá trưởng vội lên tiếng gọi, An Tiểu Giai. Cô đợi một chút. An Tiểu Giai dừng bước, thấy đó là y tá trưởng, liền vội vàng cười lấy lòng, nói, y tá trưởng, chị tìm em à? Không phải là tôi tìm cô, mà là viện trưởng tìm cô. Cô mau đến phòng viện trưởng đi. Y tá trưởng không biết viện trưởng tìm An Tiểu Giai có việc gì, nhưng thái độ với An Tiểu Giai cũng tỏ ra hòa nhã hơn rất nhiều. Viện trưởng tìm em, An Tiểu Giai sửng sốt. Từ khi đến bệnh viện này làm đến giờ, nàng chưa bao giờ được viện trưởng tìm cả. Mình là một cô y tá thông thường, còn ông ấy là viện trưởng của bệnh viện này, khoảng cách giữa hai người quả là rất xa, rất xa. Đúng vậy, mau đi đi, y tá trưởng vỗ vào vai của An Tiểu Giai, cười cười nói. Nhưng, viện trưởng tìm em làm gì cơ chứ? Tiểu cô nương lo lắng hỏi. Đi rồi thì sẽ biết ngay mà, y tá trưởng cố tình làm ra vẻ huyền bí nói. Chứ nàng cũng đâu biết viện trưởng tìm cô đến làm gì đâu. Nếu viện trưởng thực sự là sẽ làm gì cô thì cái mũ y tá trưởng này cũng không giữ được lâu nữa rồi. An Tiểu Giai gõ cửa phòng làm việc của viện trưởng mà trong lòng bất an vô cùng, từ bên trong vọng ra một tiếng, mời vào, sau đó An Tiểu Giai cẩn thận đẩy cửa bước vào bên trong. Lần đầu tiên được trực diện với viện trưởng như thế này, khi trước chỉ có duy nhất một lần nhìn thấy viện trưởng, đó là vào một cuộc họp lớn của toàn viện.
bụng chân dưới của An Tiểu Giai đang run bắn lên, vẻ mặt tươi cười nhưng lại rất cứng, âm thanh lo lắng, run rẩy hỏi, viện trưởng, ngài tìm tôi sao? Lý Học Văn liếc nhìn An Tiểu Giai một cái, rồi hỏi, phòng bệnh đặc biệt 609 là do cô phụ trách phải không? Vâng, là tôi đang phụ trách, An Tiểu Giai nói. Tên của người bệnh đó là gì vậy? Lý Học Văn hỏi một cách kín kẽ. Câu hỏi này không thể làm khó dễ An Tiểu Giai được, bởi vì hôm qua đã có người hỏi nàng câu này rồi. Nàng đến nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời, anh ấy tên là Tần Lạc. Tần Lạc, Lý Học Văn nghĩ một lát rồi lại hỏi, thế cô có biết thân phận của anh ta không? Thân phận gì ạ? Cái này thì tôi không được rõ. Hình như là bị trúng đạn, được cảnh sát đưa đến đây. Hôm qua làm một ca phẫu thuật nhỏ, gắp ra được một viên đạn trên vai anh ấy. Có điều bây giờ không còn gì đáng ngại nữa rồi. An Tiểu Giai nói. Thế cô có thấy anh ta có điểm gì khác lạ không? Hoặc là, có ai đến thăm anh ta không? Lý Học Văn tiếp tục dò hỏi. Nhớ lại đoàn xe xa hoa ban sáng nay làm chấn động biết bao nhiêu người, thì hắn không tin là người bệnh nằm trong đó là một nhân vật bình thường. Điểm gì khác người? An Tiểu Giai nghĩ một lát rồi nói, bạn gái của anh ta có vẻ rất nhiều. Nhiều bạn gái, Lý Học Văn nhướn nhướn lông mày, hỏi lại. Hôm qua có mấy người phụ nữ đến thăm anh ta. Hơn nữa họ còn đều rất đẹp. An Tiểu Giai thật thà đáp. Chỉ có thế. Cảnh sát hình như cũng rất khách khí với họ. Tối qua còn có hai viên cảnh sát thủ ở bên ngoài suốt, tựa như lo sợ có người đến hãm hại anh ta vậy. An Tiểu Giai tiếp tục báo cáo. Nụ cười trên khuôn mặt của Lý Học Văn bắt đầu nhiều lên trông thấy, nói, được rồi. Tôi hiểu rồi, cô đi làm việc của mình đi. Phải nhớ một điều, nhất định phải phục vụ khách một cách chu đáo, toàn diện nhất mức có thể, đem những mặt tốt nhất của bệnh viện biểu hiện ra cho bệnh nhân biết. Vâng, thưa viện trưởng. An Tiểu Giai đáp lời. Trong bụng thầm nghĩ. Nằm trong phòng bệnh chắc là một nhân vật lớn. Bởi vì chỉ có nhân vật lớn thì viện trưởng mới quan tâm như vậy. Khi An Tiểu Giai chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ vinh quang, cao cả mà tổ chức giao cho, thì Lý Học Văn lại nói thêm, ồ, đúng rồi, chút nữa tôi đến phòng 609 xem. Việc này cô không phải nói lại với bệnh nhân đâu. An Tiểu Giai đồng ý đáp, thầm nghĩ, đã không cần nói cho bệnh nhân biết, thì ông nói cho tôi biết trước thế để làm gì. Lý Học Văn ngồi trong phòng làm việc uống trà, chuẩn bị lát nữa sẽ tự mình đi đến thăm người bệnh có tên là Tần Lạc kia. Ngồi ở địa vị như thế này, thì nhất định phải quan hệ với càng nhiều người có tiền, có quyền thì càng tốt. Mạng lưới quan hệ, không làm tốt mối quan hệ thì làm sao có lưới được cơ chứ? Nhưng, một cốc trà còn chưa uống hết, thì đường dây điện thoại nội tuyến của hệ thống y tế đã vang lên. Alo, xin chào, Lý Học Văn nhấc điện thoại lên nghe. Thái độ vô cùng ôn hòa. Bởi vì biết số điện thoại này của hắn thì không phải là cấp trên thì cũng là đồng liêu của hắn gọi tới. Viện trưởng Lý Học Văn của bệnh viện trực thuộc thứ hai đó phải không? Giọng một nam nhân truyền từ đầu dây bên kia. Vâng, là tôi đây. Ông là, Lý Học Văn lên tiếng hỏi. Âm thanh trong điện thoại có phần lạ hoắc, hơn nữa số điện thoại gọi đến cũng không quen chút nào. Đối phương là thần thánh phương nào hắn cũng không rõ nữa. Xin chào. Tôi là Minh Hạo, thư ký của Thứ trưởng Thái Công Dân. Người đàn ông trong điện thoại nói. Thứ trưởng Thái Công Dân. Lý Học Văn nghĩ một lượt về cái tên này, thì lập tức nhớ ra lai lịch của nó, sau đó thì đứng phắt dậy, vẻ mặt cung kính nói, thư ký Minh, chào anh. Xin hỏi có chỉ thị gì vậy? Là thế này, 11 giờ hôm nay, Thứ trưởng Thái sẽ đến bệnh viện trực thuộc để thăm một người bạn. Anh sắp xếp một chút nhé. Minh Hạo thuận miệng dặn dò. Mặc dù anh ta chỉ là thư ký của thứ trưởng, cấp bậc còn không cao bằng Lý Học Văn, nhưng, quyền lực thì cao hơn không ít. Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay đây. Lý Học Văn đáp lời. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi. Trong lòng sốt ruột vô cùng, sao ông này không gọi điện đến báo cho hắn sớm hơn một chút. Cũng đâu có nhận được thông báo gì của bộ phận liên quan đâu. Thứ trưởng đại nhân đến bệnh viện thăm bạn, đây không phải là việc nhỏ đâu nhé. Thời gian ngắn như vậy thì biết sắp xếp thế nào đây? Dường như đoán ra được tâm tư của Lý Học Văn, nên ở đầu dây bên kia Minh Hạo nói thêm vào, ý của thứ trưởng có nghĩa là không cần kinh động đến những người xung quanh. Lúc này Lý Học Văn mới hiểu ra, thứ trưởng Thái chuẩn bị âm thầm đi đến đây, không muốn gây sự chú ý của những người khác, cú điện thoại này là do thư ký Minh Hạo của thứ trưởng Thái tự mình gọi tới. Sau khi cúp điện thoại, Lý Học Văn mới nhớ ra là chưa hỏi xem người bạn mà Thứ trưởng Thái muốn gặp là ai. Nhưng, thời gian gấp gáp,
Lý Học Văn cũng không có thời gian để trì hoãn nữa, gấp rút mở một cuộc họp lãnh đạo các cấp của viện để bàn về thủ tục tiếp đãi thế nào. Nên hắn cũng quên luôn cả việc đến thăm Tần Lạc. Chiếc xe chuyên dụng của Thứ trưởng Thái Công Dân vừa mới rẽ vào bệnh viện, thì đã được Lý Học Văn cùng những lãnh đạo khác của viện ra đón. Minh Hạo nhỏ giọng giải thích bên tai Thứ trưởng Thái Công Dân, Thái Công Dân hơi cau mày lại, nhưng vẫn bắt tay và hàn huyên vài câu với Lý Học Văn và mấy người. Tôi muốn đến thăm một người bạn tên là Tần Lạc, xin viện trưởng Lý cha giúp tôi xem cậu ấy ở phòng nào vậy. Thái Công Dân nói, Tần Lạc, Lý Học Văn sửng sốt, không ngờ Thái Công Dân cũng là đến thăm người đàn ông đó. Rốt cuộc thì lai lịch của hắn là gì vậy? Lẽ nào là con ông to bà lớn nào đây? Rất nhanh Lý Học Văn lại bình tĩnh trở lại, cười nói, Tần Lạc tiên sinh nằm ở phòng 609. Tôi dẫn đường cho thứ trưởng. Thái Công Dân gật gật đầu nói, anh ở lại đây được rồi. Bảo các đồng chí khác quay về làm việc hết đi. Lý Học Văn mừng thầm trong lòng, vội vàng nói mọi người quay về vị trí cũ làm việc. Khi Tần Lạc đang vô cùng hạnh phúc khi được ăn những thìa cháo do Lâm Hoán Khê đút cho, thì cửa phòng lại một lần nữa vang lên. An Tiểu Giai liếc nhìn Tần Lạc một cái, thấy Tần Lạc gật đầu với mình, thì lập tức chạy đến mở cửa phòng ra. Tần Lạc nhìn thấy người đi đầu là Thứ trưởng Thái Công Dân, thì kinh ngạc lắm, lập tức muốn bỏ từ trên giường xuống, cười nói, Thứ trưởng, sao ông lại đến đây thế? Lại quay sang nói với Minh Hạo, sao không nói trước cho tôi biết một tiếng? Tôi có sao đâu, làm sao có thể làm phiền Thứ trưởng đích thân đến đây một chuyến như vậy chứ? Sao? Chê một ông già như tôi đến quấy rầy cuộc sống của những thanh niên các anh sao? Yên tâm đi, tôi chỉ nói vài câu là đi ngay thôi. Thái Công Dân cười ha ha nói. Thấy thái độ giữa Thái Công Dân và Tần Lạc khi nói chuyện rất thân mật, không giống với quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới tí nào, thì Lý Học Văn còn ngạc nhiên hơn. Trong lòng hối hận vô cùng, sao không đến nói chuyện với người thanh niên này trước chứ? Tôi không có ý thế, chỉ là đây là phòng bệnh, không dễ tiếp đãi thứ trưởng. Tần Lạc ngại ngùng nói, trước mặt người lớn tuổi, hắn luôn vô tình biểu hiện ra sự e thẹn của mình. Nhưng những người có tuổi đó thì lại rất thích tính này của hắn, thấy rằng hắn là một đứa trẻ ngây thơ, lương thiện. Thái Công Dân gật gật đầu, nhìn vào bả vai được cột băng gạc của Tần Lạc xong thì nụ cười trên mặt của ông chợt tan biến, đôi lông mày cau lại với nhau, hỏi, tình hình sức khỏe thế nào rồi? Không sao cả rồi, Tần Lạc cười nói. Tôi đã tìm bác sĩ trị liệu chính cho Tần Lạc tiên sinh hỏi rồi, đạn đã được gắp ra, vết thương cũng được xử lý xong xuôi hết rồi. Sẽ không có vấn đề gì nữa cả. Lý Học Văn cười cười với Tần Lạc, tỏ vẻ như mình luôn quan tâm đến bệnh tình của hắn vậy. Thái Công Dân gật gật đầu. Nhất định phải làm cho bệnh nhân mau hồi phục. Chúng tôi cần đến cậu ấy. Lý Học Văn tuy không biết Thái Công Dân nói câu, chúng tôi cần đến cậu ấy, là nghĩa gì, nhưng vẫn trả lời với dáng vẻ trịnh trọng. Xin Bộ trưởng cứ yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, sẽ dùng những thuốc tốt nhất, cử bác sĩ giỏi nhất đến phụ trách trị liệu bệnh tình cho Tần Lạc tiên sinh. Thái Công Dân khoát khoát tay, ý bảo Lý Học Văn lui ra trước. Đợi đến khi hắn rời đi đóng cửa lại rồi, Thái Công Dân mới nhìn Tần Lạc hỏi, phía bên cảnh sát có tin tức gì không? Tạm thời vẫn chưa có. Tần Lạc cười khổ đáp. Có phải vì việc của Công hội Trung y không thế? Thái Công Dân hỏi. Bộ trưởng có tin tức gì sao? Mắt Tần Lạc vụt sáng hỏi, nếu Thái Công Dân đã chạy hẳn đến đây để hỏi về việc này thì chắc chắn đã có tin tức gì bên trong rồi. Cái công hội trung y của cậu, làm rung động không ít người. Thái Công Dân suy nghĩ cách dùng của từng từ trong câu nói của mình. Hơn nữa, còn có một công hội trung y ngầm, cậu có biết không? Biết, họ cũng đã từng đến tìm tôi, Tần Lạc nói. Gần đây, trong hệ thống có một số người nói giúp bọn họ. Thái Công Dân cau mày nói, thậm chí còn có người đề ra là phế trừ công hội trung y. Tuyên truyền linh tinh, Tần Lạc vô cùng kinh ngạc, không ngờ cái công hội trung y ngầm này lại có mức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Chương 259, vết rạn nứt nội bộ. Sắc mặt Tần Lạc có phần lo lắng, nói, không ngờ họ có thể ảnh hưởng đến cả quyết định bên trong bộ. Ngày trước trong bộ đều đặt niềm hy vọng vào bọn họ. Đến cả tôi đây cũng luôn đặt niềm hy vọng vào bọn họ. Tôi luôn mong đợi, đợi mấy nhà bọn họ có ai đứng ra ngăn chặn cơn sóng dữ. Nhưng, họ ngoài việc đấu đá lẫn nhau ra, thì căn bản là không có ý xuất thủ. Tôi đã đợi đến mấy chục năm rồi, tôi không thể đợi thêm mấy chục năm nữa. Tôi không có nhiều thời gian đến vậy, cũng không có đủ độ kiên nhẫn. Trung y cũng không chịu nổi sự dày vò này được nữa.
cho đến khi gặp được cậu tại Đại hội Trung y ở Yến Viên, tôi mới biết, người tôi đợi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cho nên, bây giờ tôi đặt hết trọng trách này lên cậu. Mà từng lời nói từng hành động của cậu đều làm tôi tin rằng, cậu chính là người có thể đưa Trung y đến với con đường huy hoàng nhất, ngày càng thịnh vượng. Đôi mắt sáng quắc của Thái Công Dân đang dán vào Tần Lạc, thẳng thắn nói. Nghe Thái Công Dân nói vậy, trong lòng Tần Lạc cũng cảm thấy vững tin hơn phần nào. Biết rằng Thái Công Dân vẫn rất xem trọng mình, chỉ cần có ông ấy đứng sau ủng hộ, thì mình cũng không còn nỗi lo nào nữa cả. Nhưng, hắn vẫn phải nhét thêm một mớ củi vào tâm tình đang thiêu đốt của Thái Công Dân một cái. Công hội Trung y hiện nay đã sơ bộ đi vào quỹ đạo, xu thế phát triển vô cùng tốt đẹp. Nó không chỉ là hy vọng của một mình tôi, hy vọng của Bộ trưởng Thái, mà còn là hy vọng của vô số người hành nghề Trung y này. Nếu vào thời điểm này mà phế trừ công hội Trung y thì quả thật điều đó sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với Trung y. Trung y vốn đã bị rơi xuống đáy vực, giờ lại còn gặp khó khăn hơn. Tần Lạc căm phẫn nói, tựa như chút nữa sẽ có người đến ép hắn phải giải tán công hội Trung y ngay vậy. Không thể nào, Thái Công Dân trầm giọng nói. Đây là một việc lớn cuối cùng mà tôi động tay vào trong cuộc đời này, và cũng là việc tôi muốn làm một cách thành công nhất. Chỉ cần tôi vẫn còn, thì đừng có ai nghĩ đến chuyện giải tán công hội Trung y. Cậu cứ làm cho thoải mái đi, tôi đứng đằng sau đỡ cho cậu. Cảm ơn Thứ trưởng Thái, Tần Lạc cảm kích nói. Đúng rồi, cậu nói là bọn họ đã từng đến tìm cậu, Thái Công Dân hỏi. Vâng, cứ cách 3 năm là họ lại tổ chức một lần những cuộc đấu so tài về y thuật. Lần này, họ mời tôi đến đó xem lễ, Tần Lạc cười híp mắt nói. Xem lễ, Thái Công Dân có chút nghi hoặc hỏi. Có thể họ cho rằng, chỉ cần tôi ở bên cạnh nhìn vài cái, thì tôi sẽ bị y thuật của họ làm cho phục sát đất. Sau đó tự bỏ cuộc, quay về giải tán luôn công hội Trung y. Tần Lạc đùa nói. Thái Công Dân và Minh Hạo đều bị câu nói đùa này của Tần Lạc làm cho vui vẻ hẳn lên. Khuôn mặt Thái Công Dân tươi cười đầy ngụ ý hỏi, cậu định làm thế nào đây? Ý nghĩ của tôi giống với họ. Tần Lạc nói, thầm nghĩ, có lẽ mình cũng nên qua bên đó dở chút thân thủ cho bọn họ xem. Nếu không, họ cũng không coi thôn trưởng là cán bộ, trong mắt họ thì mọi người trở nên mờ ảo, vô hình. Thái Công Dân gật gật đầu tán thưởng, nói, chúc cậu thành công. Chắc chắn là như thế. Nếu cậu cần gì thì trực tiếp nói với Minh Hạo được rồi, để cậu ta giúp đỡ phối hợp giải quyết. Còn nữa, cậu cứ dưỡng thương cho tốt vào, những việc khác không phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Tôi đã nói qua với những bên có liên quan rồi, họ sẽ cố gắng phá án trong thời gian sớm nhất. Nói xong, Thái Công Dân bèn đứng dậy cáo từ ra về. Tần Lạc cảm ơn ông một lần nữa. Vì người hắn đang bị thương nên không tiện đi lại, do đó Lâm Hoán Khê thay mặt cho Tần Lạc tiễn Thái Công Dân và Minh Hạo ra ngoài. Lâm Hoán Khê quay lại nhìn thấy Tần Lạc đang ngồi trên giường bệnh, liền hỏi, buổi trưa anh muốn ăn chút gì? Đã sắp ăn trưa rồi sao? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi, cảm giác như vừa mới ăn xong chỗ cháo mà văn nhân Mục Nguyệt đưa đến mà. Đã 12 giờ rồi, Lâm Hoán Khê nói. Anh không đói, Tần Lạc vỗ vào chỗ ngồi gần mình. Ý bảo Lâm Hoán Khê qua đó ngồi, nói, khó khăn lắm mới được yên tĩnh một chút. Nào, đến đây ngồi chúng ta nói chuyện một chút. Cộc cộc, Tần Lạc vừa mới dứt lời thì lại có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Vừa lúc Lâm Hoán Khê đứng ở gần cửa, bèn tiện tay mở cửa phòng ra. Cửa vừa mở đã hiện ra khuôn mặt xinh xắn, dễ thương của Vương Cửu Cửu. Nàng ngượng ngùng cười cười với Lâm Hoán Khê, nói, thầy Tần, chúng em đến thăm thầy đây. Đứng sau nàng là người bạn chí thân chí cốt của nàng, Trương Tiểu Hoa. Sao hai em lại đến đây? Hôm nay không phải lên lớp sao? Tần Lạc cười khổ, nằm viện cũng không yên nữa, người đến thăm non có vẻ hơi đông. Chúng em xin nghỉ rồi. Vương Cửu Cửu xách trên tay một chiếc hộp giữ ấm nhỏ xinh, lắc qua lắc lại trước mặt Tần Lạc, nói, em đem canh gà đến cho thầy uống. Bác sĩ nói, thầy bị mất rất nhiều máu, phải bồi bổ nhiều mới được. Là chị Cửu Cửu tự mình vào bếp đấy. Tiểu Hoa đứng bên cạnh giải thích. Tần Lạc dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Lâm Hoán Khê một cái. Lâm Hoán Khê nói, thế thì em đi chuẩn bị bữa tối vậy. Tiếng sáo du dương của người Iredmin đem tâm hồn người ta đến với những miền đất xa xôi rộng lớn, hoang vu. Nhân viên phục vụ mặc một chiếc váy kẻ ô màu đỏ, đi đi lại lại trong quán, thỏa mãn tất cả những yêu cầu mà khách hàng đưa ra. Đây là một quán cà phê mang phong cách Iredmin. Được mở trên một khu phố cũng không có gì là náo nhiệt cả, những người đến đây thì hầu hết đều là khách quen. Cho nên,
công việc buôn bán trông có vẻ không được tốt cho lắm. Ngồi sát bên ô cửa sổ cạnh đường, quản tự nhẹ nhàng khuấy tách hồng trà trong tay mình. Tư thế của hắn rất ư là tao nhã, không một chút nóng vội, trên mặt còn nở một nụ cười huyền bí, tựa như đang say đắm vào những điệu nhạc vui tai, dễ chịu này. Tiên sinh, tôi có thể ngồi ở đây không? Một nam nhân râu sồm, mặc một chiếc áo khoác dài màu đen đứng bên cạnh bàn hỏi, khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Mời ngồi, quản tự ngẩng đầu lên nhìn hắn ta một cái, rồi dùng tiếng Anh nói. Trình độ tiếng Anh của hắn không tồi, phát âm đúng cách theo âm người Mỹ. Cảm ơn anh, râu sồm bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, lễ phép đặt nó xuống bên cạnh bàn, rồi gọi phục vụ đến gọi một tách cà phê Irishmin, sau đó nhìn vào người ngồi đối diện, quản tự nói, tại sao lại hẹn gặp tôi ở đây? Lẽ nào anh không biết thân phận của anh là không được lộ ra ngoài sao? Chiếc thìa đang khuấy dở trong tay quản tự bỗng dừng lại, sắc mặt sầm xuống nói, nếu anh đã biết điểm này rồi, thế sao còn tùy tiện động thủ như vậy? Lẽ nào anh không biết những hành động của các anh ngu xuẩn đến mức nào sao? Hắn trưởng thành nhanh quá, râu sồm thấy được sự tức giận hiện lên trong con mắt của quản tự, thì cười nói, nhanh đến mức làm cho người ta cảm thấy áp lực. Nếu để hắn đi thành công bước này, thì nhiệm vụ về sau sẽ càng khó khăn hơn. Tôi đã tăng tốc rồi, tất cả các kế hoạch đều nằm trong bàn tay tôi. Quản tự biện hộ, nếu hắn chết rồi, thì công hội trung y cũng coi như hết đời. Nếu thế không phải là rất tốt không? Nhưng hắn ta đã chết đâu. Hơn thế nữa tôi rất có khả năng bị bại lộ. Quản tự tức giận nói. Đừng có quên chức trách của anh đấy. Các anh chỉ là đến để bảo vệ cho tôi, làm tốt công tác hỗ trợ là được rồi. Đừng có mà thử nhúng tay vào kế hoạch của tôi. Nếu không thì hậu quả tự mình gánh chịu. Tôi không thích bị một người Trung Quốc uy hiếp. Râu sồm đỡ tách cà phê từ tay người phục vụ, cảm ơn một cách lịch thiệp. Đừng có quên thân phận của anh là gì. Quản tự nheo mắt nhìn tên râu sồm ở trước mặt mình, tên râu sồm đang hưởng thụ hết mình vị cà phê trong tách hắn, dường như không để ý đến ánh mắt của quản tự đang nhìn hắn vậy. Tự lo lấy bản thân mình đi, quản tự nói, sau đó bỏ lại mấy tấm séc rồi đi ra khỏi quán. Anh cũng tự lo lấy bản thân mình đi, người Trung Quốc giảo hoạt, râu sồm nhìn theo bóng của hắn, cười nhạt nói. Quản tự mua một quyển giới trung y ở sạp báo nằm ngay trước cửa quán cà phê. Vừa mới mở mấy trang đầu ra nhìn được cái mục lục, bèn có hai người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp tươi cười đi đến. Hai người phụ nữ, một người tóc ép thẳng, một người tóc hơi xoăn một chút, một người mặc một chiếc áo choàng màu bạc dài đến đầu gối, còn một người thì mặc một chiếc áo vest lửng cùng quần jean, chân đi bốt. Trên cổ quấn hai chiếc khăn giống nhau, thoạt nhìn giống như hai chị em xinh đẹp như hoa vậy. Từ đằng sau hai cô gái không xa, có một nam nhân trẻ tuổi đi sát theo, trên tay còn xách cả một đống túi. Có thể nhận ra ngay rằng, đây đều là chiến lợi phẩm của hai người con gái này. Quản tự, sao anh không vào bên trong quán cà phê đợi chúng tôi? Bên ngoài lạnh lắm, Lăng Tiếu thấy quản tự đứng bên kia đường bị gió thổi làm cho mái tóc hắn rối bời, thì đau lòng nói. Lăng đại tiểu thư, cô chỉ biết thương quản thiếu gia thôi. Tôi đi theo sau hai cô cả nửa ngày rồi, lúc thì xách đồ, lúc thì đưa nước đến, sao cô không thấy tôi vất vả khổ cực chứ? Lý Lệnh Tây bước nhanh lên phía trước. Kêu khổ. Hứ, anh cũng đâu phải vì đi cùng tôi đâu. Việc gì tôi phải thương anh chứ? Lăng Tiếu nguyết hắn một cái thật dài rồi nói. Để Toái Toái nhà anh thương anh đi. Tiếu Tiếu, chị mà còn nói vậy là em đi trước đấy. Ninh Toái Toái tỏ vẻ không vui nói. Khi nói, nàng còn quay ra chớp chớp mắt với Lý Lệnh Tây. Chuyện Lý Lệnh Tây theo đuổi Ninh Toái Toái cũng không phải là chủ đề bí mật gì đối với bọn họ cả. Cho nên... chỉ cần có cơ hội là quản tự và Lăng Tiếu bèn tạo cho họ chút không khí lãng mạn. Có điều, có thể nhận ra rằng, Ninh Toái Toái chẳng có cảm giác gì khác với Lý Lệnh Tây cả. Được rồi, chị sai rồi, em gái tốt tha thứ cho chị nhé. Chị chỉ đùa một chút thôi mà. Lăng Tiếu ôm vào cánh tay của Ninh Toái Toái, cầu xin được tha thứ. Lần sau không được thế này nữa nhé, Ninh Toái Toái nói, nhưng nói cho cùng thì nàng cũng không thể tức giận với người bạn chí cốt này của mình được. Quản thiếu gia, anh gặp bạn rồi à? Lý Lệnh Tây cười cười chuyển đề tài, để tránh khỏi tình huống khó xử của mình. Gặp rồi, chúng ta đi ăn thôi. Quản tự gật đầu nói. Đợi chút, em xem tờ tạp chí trong tay anh một chút. Ninh Toái Toái đột nhiên nói, còn mắt nàng thì đang dán vào bìa của quyển tạp chí giới trung y đang nằm trong tay hắn. Đăng trên bìa tạp chí là khuôn mặt không được coi là anh tuấn lắm của Tần Lạc, cùng với một dòng tít lớn, truyền nhân của Thái Ất Thần Châm gặp phải ám sát bằng súng.
hiện giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao. Quản tự cười cười, đưa cho nàng quyển tạp chí trên tay mình. Anh ta bị thương sao? Ninh Toái Toái tiếp lấy quyển tạp chí, nhanh tay lật dở từng trang. Lăng Tiếu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tần Lạc là lại thấy khó chịu vô cùng, nói, cô cũng đâu thân quen gì với hắn ta đâu, cần gì phải quan tâm đến hắn ta như vậy. Cũng gặp qua mấy lần, Ninh Toái Toái nói, nhưng vẫn chăm chú nhìn vào bản tin đăng về Tần Lạc. Sao lại bị thương chứ? Hứ, hắn ta đắc tội với nhiều người như thế, thì chắc chắn sẽ có người tìm đến báo thù thôi. Lăng Tiếu giật quyển tạp chí trên tay của Ninh Toái Toái, rồi nói. Loại người này à, không đáng để thương. Toái Toái, em đúng là thơ ngây quá, không nhìn ra được bản chất giả tạo của tên này. Trong lòng Ninh Toái Toái có phần khó chịu, kiềm lại sự tức giận của mình, nói, Tiếu Tiếu, trong lòng em thấy anh ta là một người tốt. Tất nhiên, chỉ có thể không cho là như vậy, nhưng từ trước đến nay e chưa bao giờ muốn thử làm thay đổi thừa nhận của chị cả. Cho nên, chị cũng đừng thử sửa đổi ý nghĩ của em. Lăng Tiếu trợn tròn mắt nhìn người bạn chí cốt của mình, không ngờ nàng lại vì một tên mới gặp có mấy lần mà giận mình ghê vậy. Quản tự và Lý Lệnh Tây bốn mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Một vết nứt, đang sản sinh ra từ ngay bên trong nội bộ của bọn họ. Chương 260, ai điên hơn ai? Trong mắt của Lăng Tiếu, thì Ninh Toái Toái là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn. Rất ít khi vì một chuyện gì đó mà phát biểu ý kiến riêng của mình, cho dù có ý kiến đi chăng nữa, thì thường cũng rất chung chung, không nghiêng về bên nào hết. Giọng nói dịu dàng, hòa nhã, trước giờ chưa bao giờ thấy nàng đỏ mặt giận dữ với ai, hơn nữa lại trước mặt bạn bè mình như vậy thì lại càng chưa bao giờ xảy ra cả. Vậy mà ngày hôm nay nàng lại vì một tên nam nhân lạ hoắc mà tranh cãi với mình. Thực sự là rất khó tin. Tất nhiên, chỉ là do vẻ mặt của Ninh Toái Toái có phần lạnh lùng. Băng giá và giọng điệu thì cũng nặng nề hơn ngày thường đôi chút. Nhưng tuy chỉ là một chút thay đổi đó thôi, cũng đủ nói lên điều này khác xa so với Ninh Toái Toái của mọi khi. Do vậy hành động của Ninh Toái Toái mới làm cho mấy người bọn họ ngạc nhiên như vậy. Toái Toái, Tiếu Tiếu không có ác ý gì đâu. Tính tình cô ấy từ trước đến giờ vồn vã, tùy tiện như vậy rồi, em là bạn tốt nhất của cô ấy, em phải hiểu cho cô ấy mới phải chứ. Quản tự cười an ủi nói. Nói cho cùng thì hắn cũng không muốn Lăng Tiếu và Ninh Toái Toái giận dỗi nhau, càng không muốn từ bỏ lợi dụng Ninh Toái Toái làm quân cờ sau này cho hắn. Đối với hắn mà nói Ninh Toái Toái là một quân cờ không tồi chút nào. Quản tự có một quan điểm cho rằng mỗi người bên cạnh hắn, bất kỳ người nào đều có tác dụng đối với hắn sau này. Đúng vậy đấy Toái Toái, em vẫn không hiểu Tiếu Tiếu sao. Đây là do ngày trước giữa cô ấy và Tần Lạc có một số mâu thuẫn với nhau, nên Tiếu Tiếu mới không thích hắn ta như vậy. Nếu em thực sự quan tâm đến hắn ta như thế, thì mọi người cũng không có ý kiến gì cả. Anh biết tuy rằng chúng ta đều là bạn của nhau, nhưng mấy người bọn anh cũng không thể can thiệp vào việc em kết giao với những người bạn khác. Lý Lệnh Tây cũng lên tiếng khuyên bảo, nhưng trong lòng hắn giờ đây thì lại phẫn uất và tức giận đến cực độ. Ninh Toái Toái là người phụ nữ mà hắn thích, Lý Lệnh Tây đã theo đuổi từ khi nàng còn đang theo học cấp 3, tính đến giờ đã được mấy năm rồi, vậy mà vẫn không có tiến triển gì tốt đẹp cả. Nhưng, tên Tần Lạc đó mới xuất hiện trước mặt của Ninh Toái Toái có mấy lần, mà đã được nàng xem trọng như vậy sao? Nếu là người khác thì Lý Lệnh Tây cũng không giận dữ đến vậy. Nhưng tại sao lại cứ phải là cái gã Tần Lạc đáng ghét đó cơ chứ? Lý Lệnh Tây đang rất muốn chửi thề, nhưng hắn cũng chợt nhớ ra rằng hình như đến cả người phụ nữ của quản thiếu gia cũng bị tên tiểu tử đó cướp đi mất, thì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Mặc dù hắn biết đây là một suy nghĩ rất không đạo đức, không quân tử. Nghĩa khí gì cả, nhưng con người vốn là vậy, khi bạn cảm thấy mình bị người khác ăn hiếp mà bên cạnh mình cũng có người có cùng cảnh ngộ như mình thì đều cảm thấy được an ủi đi rất là nhiều. Em xin lỗi, em xúc động quá. Ninh Toái Toái cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi nhoẻn miệng cười nói với Lăng Tiếu. Em có chút việc phải đi ngay giờ, mọi người đi ăn đi, em xin lỗi. Nói xong, nàng liền chạy ra bên đường, vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi chui luôn vào trong đó, bỏ về luôn. Nhìn bóng dáng nàng khuất dần ở phía xa, ba người còn lại đứng đó suy nghĩ hồi lâu. Lăng Tiếu không ngờ chỉ mấy câu nói của mình mà làm cho bạn mình phản ứng mạnh đến vậy, trong lòng có chút áy náy. Nhưng lại thấy nàng ta chỉ vì một người đàn ông lạ hoắc mà giận mình, thì thật không nên chút nào. Lý Lệnh Tây thầm chửi thề trong bụng, chửi mẹ chửi cha Tần Lạc. Còn quản tự thì hơi ngửa mặt lên, ánh mắt dõi theo bóng dáng của chiếc xe taxi đã đi rất xa rồi mà thất vọng vô cùng.
theo kế hoạch từng bước tiến hành của mình, thì về sau, những người bạn bên cạnh mình liệu có giống với Ninh Toái Toái, cứ từng người quay lưng ra đi hay không? Anh đang nghĩ gì thế? Lăng Thiếu đứng bên cạnh quản tự, dịu dàng hỏi. Quản tự cúi đầu cười với nàng, nói, đang nghĩ, ngày sau liệu em có quay lưng ra đi như thế này không? Không đâu, nhất định sẽ không như thế đâu, Lăng Thiếu khẳng định. Nếu ngày trước việc Tần Lạc bị ám sát bằng súng chỉ được đăng một mẩu tin nhỏ trên mặt báo, thì đến nay, sau khi phóng viên, truyền thông biết về thân phận của hắn, thì bắt đầu tung ra hàng loạt tin tức dài lê thê về tình hình của hắn. Do vậy mà bệnh viện nơi Tần Lạc ở, đến một kẽ hở nhỏ thôi cũng bị phát hiện, bị bọn phóng viên đào bới ra. Lúc đầu, chỉ có phóng viên lượn lờ trước cửa phòng bệnh của hắn, cũng có những phóng viên nhân lúc y tá mở cửa ra, thì liền ôm máy xông vào bên trong. Nếu không phải nhìn thấy tấm biển đeo trên cổ bọn họ thì người ta lại nghĩ đấy là cướp ấy chứ. Vì thế mà cuộc sống của Tần Lạc vốn đã không yên tĩnh, giờ lại càng thêm hỗn loạn. Cũng may mà có hai viên cảnh sát của cục thành phố vẫn đứng canh giữ ở bệnh viện suốt, không để cho những phóng viên đó xông vào trong phòng bệnh. Cũng đúng lúc Tần Lạc từ chối phỏng vấn của giới truyền thông, nên khi họ đăng tin về bệnh tình của Tần Lạc, thì thường dùng những từ ngữ có tính phỏng đoán và những tiết giật gân, để thu hút sự chú ý của độc giả, ví dụ như, chưa rõ sống chết. Dù sao thì họ cũng không biết là vẫn còn sống hay đã sắp chết rồi, nên dùng những từ ngữ này cũng rất phù hợp với tình hình hiện nay. Chỉ là khi bị một số người nhìn thấy, thì sẽ có phần giật mình kinh hãi, giống như Tần Lạc nằm trên giường bệnh trong bệnh viện chỉ còn hơi thở cuối cùng vậy. Tần Lạc nằm 2 ngày trong bệnh viện, sau khi xác định được vết thương trên người không có gì đáng ngại lắm, bèn từ chối sự níu kéo của viện trưởng Lý Học Văn, làm thủ tục xuất viện trước. Hắn nhập viện trong 2 ngày này, thì trường học cũng chính thức bắt đầu kỳ học mới. Vì hắn bị thương, nên chủ nhiệm Hùng Chí Triều đã điều những tiết của hắn sang tuần sau. Cố gắng để mở rộng cánh cửa tiện lợi cho hắn. Cửu Yên Mị cũng gọi điện thoại đến, nàng đã quay về Yến Kinh. Đi cùng nàng còn có ông nội cùng em họ Cửu Trọng Mưu của nàng. Tần Lạc không nói cho nàng việc mình bị thương, vì sợ tên tiểu tử Cửu Trọng Mưu cười mình, nên chỉ nói là gần đây có việc bận, đợi khi nào giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ đến tiếp tục chữa cho ông Cửu. Chấn thương ở đùi của Lệ Khuynh Thành đã hoàn toàn khỏi, nên đã sớm quay về lo liệu mọi chuyện ở quốc tế Khuynh Thành rồi. Năm mới bắt đầu, nên các nghiệp vụ của công hội Trung Y cũng phải bắt đầu đi theo một quỹ đạo đúng đắn, công việc của Lâm Hoán Khê càng lúc càng bận rộn. Duy chỉ có Vương Cửu Cửu là vẫn thường xuyên mang theo một người chạy đến thăm nom mình, Tần Lạc đã ám chỉ cho nàng nhiều lần, nhưng không biết là nàng không hiểu hay giả bộ không hiểu, vẫn kiên trì đòi đến đây. Nhớ lại đêm đó mình đã nhìn thấy hết và cũng sờ hết thân thể của nàng, nên Tần Lạc cũng không có cách nào nói ra những lời tuyệt tình quá. Chỉ có thể tiếp tục im lặng như vậy để có cảm giác thoải mái, vui sướng khi được những người đẹp vây quanh. Tần Lạc ngồi dưới mái hiên nhà, gọt giúp Bối Bối một quả táo to. Bối Bối đang đeo tai nghe của chiếc MP4 mà Vương Cửu Cửu cho bé, rồi bé hát theo nó, lắc lắc cái đầu, bộ dạng rất nhập tâm. Lâm Thanh Nguyên đến bệnh viện làm rồi, Lâm Hoán Khê cũng đến công hội Trung Y rồi. Trường của Bối Bối vẫn chưa lo xong, vừa đúng lúc Tần Lạc có thể ở nhà chơi cùng với bé. Bối Bối, ăn táo. Tần Lạc đưa quả táo đã được gọt sạch sẽ cho bé. Bối Bối gỡ bỏ chiếc tai nghe xuống, tiếp lấy quả táo cắn luôn một miếng, hỏi, anh Tần Lạc, sao chị Cửu Cửu vẫn chưa đến vậy? Hôm nay chị Cửu Cửu phải lên lớp, Tần Lạc cười khổ nói. Vương Cửu Cửu nhìn thấy Bối Bối thì hai mắt sáng lạng, lúc thì ôm, lúc thì hôn, phải vân vê con bé một hồi mới chịu thôi. Nhưng, Bối Bối bình thường khó mà bị người khác mua chuộc thì lại rất yêu quý nàng. Ồ, Bối Bối gật gật đầu rồi lại hỏi, anh Tần Lạc ơi, anh thấy chị Cửu Cửu với chị Lâm Hoán Khê ai đẹp hơn? Đều đẹp, Tần Lạc liếc mắt nhìn Bối Bối một cái rồi đáp. Thế anh thích ai hơn? Tất nhiên là chị Lâm Hoán Khê rồi. Tần Lạc nhéo nhéo vào cái mũi bé xinh của Bối Bối rồi nói. Một con nhóc con thì làm sao hiểu được thế nào là thích cơ chứ? Thế, chị Cửu Cửu thì phải làm thế nào bây giờ? Đôi lông mày thanh tú đáng yêu của Bối Bối cau lại. Điệu bộ vô cùng khó xử. Cái gì mà phải làm thế nào? Tần Lạc nghi hoặc hỏi. Anh thích chị Lâm Hoán Khê, vậy anh không thích chị Cửu Cửu sao? Nhưng chị Cửu Cửu nói là chị ấy thích anh mà. Ai nói cho em thế? Tần Lạc trợn tròn mắt. Đám đàn bà này, sao lại nói cho trẻ con biết những chuyện này cơ chứ? Em hỏi chị ấy là có thích anh Tần Lạc không? Chị ấy nói có. Bối Bối nói, anh Tần Lạc ơi, em quý cả chị Lâm Hoán Khê lẫn chị Cửu Cửu.
anh có thể vừa thích chị Lâm Hoán Khê, lại vừa thích chị Cửu Cửu được không? Tần Lạc ngẩn người sửng sốt nói, chuyện của người lớn, trẻ con không hiểu đâu. Ăn táo của em đi. Bị những câu nói của bối bối làm cho tinh thần hắn trở nên rối hết cả lên. Khi Tần Lạc đang định tìm một tờ báo đọc thì tiếng chuông cửa vọng lại từ bên ngoài sân. Chị Lý chạy nhanh đến nói, tôi đi mở cửa. Một lát sau, chị Lý chạy ra, khuôn mặt ngượng ngùng nói, Tần Lạc, bên ngoài có người tên Âu Dương Lâm đến tìm cậu. Tôi mời vào nhà ngồi mà anh ta không vào. Âu Dương Lâm, Tần Lạc nghĩ một lát, mai mới là ngày bắt đầu chính thức cuộc đấu so tài y thuật của bọn họ, vậy hôm nay hắn đến đây tìm mình làm gì chứ? Nhưng, nếu đã là đi mời người ta thì sao lại có kiểu mời kỳ lạ như vậy? Nhìn biểu hiện của chị Lý, Tần Lạc cũng biết chắc rằng tên kiêu ngạo đó nói năng không được dễ nghe cho lắm. Tần Lạc nói với chị Lý, phiền chị ra nói với anh ta là tôi không có nhà. Cái này, nhưng vừa rồi tôi đã nói với anh ta là cậu ở trong nhà. Chị Lý băn khoăn, cảm thấy khó xử. Không sao, chị cứ nói như thế đi, Tần Lạc cười nói. Chị Lý gật gật đầu, rồi lại chạy ra ngoài một lần nữa. Lần này, Âu Dương Lâm khí thế hùng hồn theo chân chị Lý vào bên trong. Nhìn thấy Tần Lạc đang ngồi trên ghế salon đọc báo, thì vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, nói, Tần Lạc, rốt cuộc thì anh muốn gì? Rõ ràng là anh đang ở nhà, sao lại bảo người giúp việc nói với tôi là không có nhà? Tôi không muốn gặp anh, nên nói là không có nhà. Tần Lạc cười nói, tôi có nhà hay không thì liên quan gì đến anh? Anh, sắc mặt của Âu Dương Lâm đỏ lựng lên, cố kiềm chế sự tức giận trong lòng, nói, lẽ nào anh không nhận được thư mời do đích thân cha tôi viết sao? Không phải anh đã quyết định tham gia cuộc đấu so tài về y thuật rồi sao? Đúng là tôi đã quyết định tham gia, nhưng không phải mai mới bắt đầu sao? Tần Lạc cười hỏi. Nếu tôi không đến đón anh, thì anh biết được chỗ đó tổ chức ở đâu à? Âu Dương Lâm cười mỉa nói. Liếc mắt nhìn Tần Lạc một cái rồi nói, đi theo tôi luôn đi. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tôi là khách mời danh dự của các anh thì phải. Tần Lạc hơi nheo mắt lại, nhìn tên thanh niên không coi mình ra gì hỏi. Không sai, Âu Dương Lâm đáp. Đây chính là thái độ đi mời khách mời của anh sao? Tần Lạc hỏi lại. Anh, rốt cuộc là có đi hay không đây? Nếu không đi, tôi cũng không muốn miễn cưỡng. Âu Dương Lâm đứng trước mặt Tần Lạc, nói như một người bề trên nói với bề dưới vậy. Quỷ y phái có thể nói đó là trung y chính thống nhất trong thiên hạ, giống như những nhà giàu có trong giới làm ăn buôn bán vậy. Làm gì có chuyện coi Tần Lạc, một tên trung y quèn ra gì chứ? Hơn nữa, đều là người trẻ tuổi, nên thực sự hắn có phần không phục Tần Lạc cho lắm. Hắn không hiểu vì sao mà cha của hắn lại xem trọng tên này đến vậy. Lại còn tự tay viết thư cho hắn nữa chứ. Tần Lạc cười lớn, nói, nếu anh đã như vậy, thì anh hãy về đi. Cái vị trí khách mời danh dự này, anh hãy nhường cho người khác đi. Tôi rất bận, không thể đi được. Chương 261, sỉ nhục. Âu Dương Lâm thoáng cái bừng tĩnh, đứng ở đó có cảm giác luống cuống tay chân. Không biết mình là nên giận dỗi bỏ đi, hay là cần phải mắng to hắn một phen rồi mới rời đi. Gã là phụng mệnh đến mời Tần Lạc tham gia đại hội đấu y giữa ba môn phái trung y lớn. Tần Lạc đi tham gia hội nghị này không chỉ là làm một người khách quý, mà cuối cùng còn phải đề cập đến vấn đề sáp nhập và thuộc sở hữu của ai trong hai trung y công hội một tối một sáng nữa. Nếu Tần Lạc không đi, vấn đề quan trọng kia làm sao bàn đây? Tìm ai nói? Chẳng lẽ, là một gã trung y, hắn cũng không muốn đi xem đại hội đấu y thần thánh kia sao? Chẳng lẽ hắn không có chút tâm kính ngưỡng và tối kỵ nào với ba môn phái trung y lớn sao? Chẳng lẽ hắn không muốn đi xem thử tuyệt kỹ bí pháp của ba môn phái khác sao? Nhưng mà, hắn đã cự tuyệt thẳng thừng, không có chút do dự nào. Thấy Âu Dương Lâm đứng ngây ra đó, sắc mặt thay đổi lúc trắng lúc xanh, mở miệng muốn nói lại thôi, Tần Lạc khe khẽ thở dài, nói, một người sở dĩ có biểu hiện vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ tay lên trời trước mặt người khác, chứng minh người này có một ưu thế nhất định nào đó đối với những người khác. Nhưng tôi thấy rất kỳ lạ, biểu hiện kiêu ngạo của anh trước mặt tôi là từ đâu mà có? Anh là nhiều tiền hơn tôi, hay là quyền lớn hơn tôi? Hay là do tuổi anh lớn hơn tôi vài tuổi? Tần Lạc chào phúng hỏi. Tính cách hắn chính là như vậy, nếu anh nói chuyện tới tôi tốt, tôi tất nhiên cũng khách khách khí khí với anh. Mọi người tâm bình khí hòa cùng vui vẻ, nhưng nếu như anh muốn đùa giỡn cậy ngạo, lấy khí ép người, vậy xin lỗi, tôi không nuốt không trôi bộ dạng đó của anh. Tôi không thất lễ trước mặt anh cũng đừng điên cuồng trước mặt tôi.
Nhìn thấy Âu Dương Lâm sắc mặt xanh mét, kích động đến nói không nên lời, Tần Lạc Được Lý không buông tha người mà nói, cho dù có so tướng mạo, anh cũng không bằng tôi á. Tần Lạc cúi đầu nhìn Bối Bối nằm trong lòng hắn, hỏi, Bối Bối, em thấy anh Tần Lạc và người kia, ai đẹp hơn? Anh Tần Lạc đẹp, Bối Bối trả lời rất hồn nhiên, đây là đáp án duy nhất trong lòng cô bé. Cho dù Âu Dương Lâm kia có là Mỹ Nam tử thế gian ít có như Phan An, có thể nàng vẫn chỉ đưa ra một đáp án này. Tần Lạc mặt mừng hớn hở, chỉ vào Bối Bối nói, anh xem, ngay cả cô nhóc 4 tuổi cũng thấy, tôi đẹp trai hơn anh một chút. Anh còn có điểm nào mạnh hơn tôi chứ? Anh dựa vào cái gì mà lộ vẻ kiêu ngạo như vậy trước mặt tôi, giống như tôi nợ anh mấy trăm vạn chứ? Anh rốt cuộc muốn thế nào? Âu Dương Lâm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Người này đúng thật là người trung y sao? Người học trung y có dạng vô sỉ như gã sao? Làm gì có ai vô lại như hắn chứ? Vấn đề này nên là tôi hỏi anh mới đúng. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tần Lạc cười lạnh hỏi. Tôi là đến mời anh tham gia đại hội đấu y giữa ba nhà. Âu Dương Lâm nói. Mời, anh từng nói chứ mời lúc nào thế? Tần Lạc nhìn gã cười tủm tỉm, hỏi. Tôi không nợ anh cái gì, cũng không cầu anh cái gì, anh cũng không có tư cách dùng loại thái độ ngữ khí đó nói chuyện với tôi. Tần Lạc giễu cợt. Được rồi, những điều nên nói tôi đã nói xong. Anh có thể đi. Xin, tham gia đại hội đấu của chúng tôi. Âu Dương Lâm giọng khàn khàn nói, đầu rũ xuống, hai mắt nhìn đất, giống như dưới đất có hoa văn đẹp mắt gì đó. Chẳng lẽ chưa từng có người nói cho anh biết, lúc nói với người khác, nhìn mắt người khác đại biểu cho lễ phép sao? Tần Lạc lần nữa nói cay nghiệt, hắn định đánh bẹp duệ khí của gã này. Xin tham gia đại hội đấu y của chúng tôi. Âu Dương Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Lạc ánh mắt sáng quắc nói, cũng có chút tức giận. Lúc này mới như mời chứ. Tần Lạc gật đầu hài lòng. Mặc dù tôi không quá để ý, nhưng mà, ở trong mắt một số người, nói thế nào các người cũng đại biểu cho trung y chính thống. Đừng để người ta chê cười chúng ta học y mà không biết lễ tiết. Tôi không muốn bị quy đồng là loại người này đâu. Anh, Âu Dương Lâm bừng bừng nổi giận, lại muốn nói. Đi thôi, đi theo anh xem thử thế nào. Tần Lạc cắt lời gã nói. Hắn gọi Lý Tẩu, giao Bối Bối cho bà, lại an ủi cô bé này một phen, rồi mới đi theo Âu Dương Lâm ra ngoài. Trước cửa biệt thự đỗ một chiếc BMW màu bạc, xem ra là do Âu Dương Lâm lái tới. Tần Lạc nhớ rõ, lần đầu tiên khi nhìn thấy chú cháu Âu Dương Lâm và Âu Dương Mẫn ở Thần Châm Vương, hai người đều mặc trường sam. Không ngờ bây giờ gã lại thay vest, dùng xe BMW gã còn tưởng mọi người mặc trường sam giống mình sẽ không biết lái xe chứ. Chúng ta đi đâu? Tần Lạc ngồi ở chỗ phía sau của BMW, lên tiếng hỏi. Mặc dù hắn từng nghe nói qua uy danh hiển hách của Quỷ Y Phái, Chính Nghĩa Môn và Bồ Tát Môn ba môn phái trung y lớn, nhưng cũng không biết tổng điếm thiết lập ở chỗ nào. Bọn họ rất ít xuất hiện trước mắt công chúng, cơ hồ như ngăn cách. Tới rồi sẽ biết, Âu Dương Lâm lạnh lùng nói. Mặc dù trong lòng gã không dám đắc tội với Tần Lạc, nhưng cũng không muốn nói nhiều với hắn. Đi tới Thần Châm Vương một chuyến trước đi, là quán bảo kiện trung y lần trước các người đi đấy. Tần Lạc cười nói. Đi chỗ đó làm gì? Âu Dương Lâm không vui hỏi. Tôi đã đáp ứng với một người bạn, muốn dẫn hắn cùng đi xem. Tần Lạc nói. Không được, chúng tôi chỉ mời một mình anh. Chỉ có một mình anh có tư cách tới đó. Những người khác không có tư cách này. Âu Dương Lâm cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. Hắn xem đó là cửa hàng chắc. Ai muốn tiến vào thì vào được à? Nhất định phải qua đó. Tôi đã đáp ứng với người đó. Tần Lạc nói không chút nhân nhượng. Đó là chuyện của anh, Âu Dương Lâm nói. Tần Lạc híp mắt cười, nói, đáng tiếc, bây giờ đã thành chuyện của anh rồi. Nếu anh không chở bạn tôi tới đó, tôi liền cự tuyệt đi làm khách quý chết tiệt gì đó của các người. Cơ mặt Âu Dương Lâm run rẩy, trên trán gân xanh nổi rõ, nói, chỉ có cha tôi mới có tư cách đưa thư mời. Chuyện này tôi không có quyền làm chủ. Tần Lạc khoát tay nói, không sao, tôi có thể trở về chờ một lát, anh về trước nói với cha anh thử. Đợi các người bàn bạc xong thì qua đón tôi, được chứ? Hơn nữa, chỉ một mình tôi qua đó với anh, an toàn của tôi làm sao bảo đảm được? Tần Lạc chất vấn, tôi vẫn muốn dẫn người đó đi vào với tôi, lỡ có chuyện gì, cũng còn có người giúp tôi gọi điện báo cảnh sát. Chúng tôi là công hội trung y, không phải là tổ chức sát thủ. Âu Dương Lâm cố gắng nén lửa giận trong lòng, tận lực biến giọng mình nhu hòa đi một chút. Ai nói công hội trung y không thể giết người? Nếu không phải sợ cũng đâm chết cả mình,
Âu Dương Lâm rất muốn đâm xe lên lan can ven đường. Lúc xe dừng trước của Thần Châm Vương, Vương Dưỡng Tâm nhận được điện thoại của Tần Lạc đã chờ ở đó sẵn. Tần Lạc ấn cửa kính xe xuống vẫy tay với gã, gã vội cười chạy tới, nói với Tần Lạc, tôi còn tưởng anh quên chuyện của tôi rồi chứ. Lại lên tiếng chào Âu Dương Lâm ở phía trước, đối phương chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm chào lại. Gã cũng chẳng để ý, ngồi cạnh Tần Lạc, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với hắn. Tần Lạc tưởng là, giống như chính nghĩa môn, Bồ Tát môn, quỷ y phái này có chút giống tổ chức môn phái giang hồ thời xưa, tổng bộ chúng nhất định sẽ thiết lập ở chỗ Sơn Thanh Thủy Tú hoặc là vùng ngoại thành phong cảnh mỹ lệ mà hoang vu. Nhưng mà, xe BMW mà Âu Dương Lâm lái vẫn không chạy ra khỏi thành nội Yến Kinh, từ Nhất Hoàn chạy tới Nhị Hoàn, từ Nhị Hoàn chạy tới đường Kiến Thiết, lại từ đường Kiến Thiết chạy tới đường Huyền Thiên. Luôn đảo quanh nội thành. Rốt cuộc, sau khi chạy hơn nửa tiếng, xe cuối cùng dừng trước cửa một hiệu thuốc lớn ở giao thành thị với ngoại ô. Tên hiệu thuốc lớn là Khổ Tế Đường, một kiến trúc giả cổ xưa phong cách trang nhã. Cửa chính cao cao, tường ngói đỏ thắm, mái lưu ly, ở cửa còn có hai con thần thí tỷ hưu lớn vô cùng. Hai thần thú này điêu khắc tinh tế, trông rất sống động, đầu rồng, thân ngựa, chân lân, dưới trán có râu dài, hai sườn có cánh, cao hơn đầu người, hung mãnh uy vũ. Tần Lạc sau khi xuống xe thưởng thức cặp thần vật kia một phen, hỏi, cửa tiệm thuốc bày một đôi tỷ hưu, không phải là dọa khách chạy mất sao? Âu Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, nói, Khổ Tế Đường là tổng điếm làm ăn bên ngoài của quỷ y phái, chỉ phụ trách hoạt động khai trương, hàng hóa và điều hành nhân viên của cửa hàng, cũng không phải là phát thuốc chữa bệnh. Quỷ y phái ở bên ngoài cũng có sản nghiệp à? Tần Lạc kinh ngạc hỏi, sao trước kia không nghe người khác nói qua nhỉ? Nói nhảm. Không có sản nghiệp, chúng tôi ăn cái gì? Tần Lạc ngẫm lại cũng đúng. Nếu quỷ y phái không có sản nghiệp, Âu Dương Lâm ở đâu mà có tiền mặc vest hiệu, lái xe hiệu chớ có sợ tôi chứ? Nhưng mà, bọn họ chỉ một lòng vội kiếm tiền, mà lại quên sứ mệnh lịch sử mà bậc tiên hiền giao trên người bọn họ, đây có phải là có chút ích kỷ không? Tần Lạc cũng không phải đối kiếm tiền, bởi vì hắn biết, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng mà, có chút trách nhiệm. Anh có phải nên gánh lấy không? Trung y sa sút đến lúc này, những người này đáng lẽ nên cứu vớt trung y, nhưng lại vội vàng tranh danh đoạt lợi, nội đấu không ngừng. Nhớ tới chuyện này, ấn tượng của Tần Lạc đối với bọn họ càng thêm ác liệt. Các người đã làm không được, vậy hãy nhường cho người khác đi. Trong lòng Tần Lạc lại một lần nữa kiên định tín niệm của mình. Cái gọi là trung y chính thống, cũng gặp quỷ đi thôi. Chỉ cần mình có thể đem trung y phát dương quang đại, vậy mình sẽ đại biểu cho trung y chính thống. Không phải chỉ có những kẻ lớn tuổi hơn, khẩu hiệu vang dội mới có thể là đại biểu trung y. Âu Dương Lâm dẫn bọn Tần Lạc sải bước lên cầu thang của Khổ Tế Đường, lúc ở cửa, đột nhiên xoay người nói, sỉ nhục phải chịu hôm nay, Âu Dương tôi sẽ không bao giờ quên. Hy vọng những ngày này có cơ hội tỉ thí y thuật với anh một phen. Vậy mà cũng là sỉ nhục sao? Tần Lạc híp mắt cười. Nếu nói như vậy, vậy sẽ cho anh nhận thức một phen cái gì mới gọi là sỉ nhục chân chính đi. Chương 262, các người đều không bằng tôi. Dưới sự dẫn dắt của Âu Dương Lâm, mấy người xuyên qua tiền đường Khổ Tế Đường, thông qua một cửa ngầm đi ra phía sau, trước mắt liền có cảm giác sáng rộng. Vừa tiến vào trước mắt chính là một tiểu viện cảnh trí thanh u, mặc dù đang là mùa đông, lá cây phần lớn sớm đã rụng, nhưng bồn cảnh được đặc biệt rời tới kia vẫn nhã trí xưa cũ. Ở giữa có vài cây bốn mùa tô điểm như thêu hoa trên gấm, khiến viện này hơi lộ vẻ tiêu điều tăng thêm mấy vẻ tươi xanh. Lại đi về phía trước, chính là một căn tiểu lâu còn mới 7 phần. Tần Lạc nghĩ, có lẽ đây là một cứ điểm của quỷ y phái ở Yến Kinh. Đại hội đấu y lần này, chẳng lẽ tổ chức ở chỗ này? Thật chẳng long trọng chút nào, Tần Lạc âm thầm oán thầm. Tiểu lâu thoạt nhìn có chút thảm, nhìn từ bên ngoài, không chút thu hút nào. Nhưng mà, khi bọn họ đi vào, lập tức bị mấy đồ trang trí bày biện bên trong chấn nhiếp. Tần Lạc lấy tay vuốt một cái đỉnh đồng lớn cao hơn người, hỏi, đây là thật hay giả? Đỉnh tất nhiên là thật, Âu Dương Lâm hèn mọn nhìn Tần Lạc một cái, nói, nhưng chẳng qua là mô phỏng đỉnh vô cực chiến quốc thôi. Tần Lạc bĩu môi, nói Vương Dưỡng Tâm, hóa ra là hàng vỉa hè, tôi còn tưởng là thật chứ. Tôi cũng tưởng là thật đấy. Vương Dưỡng Tâm cũng rất không thích sự cuồng vọng tự phụ của Âu Dương Lâm, nói, đầu năm nay hàng giả nhiều lắm, cũng rất khó để nhận ra. Đồ làm giả đều không kém là bao.
Trước đó vài ngày nghe nói có người trả 10 vạn đồng mua bức họa cổ Trương Quả Lão cưỡi lừa, kết quả trở về cẩn thận nhìn lại, thứ Trương Quả Lão mang chính là đôi giày da của mấy ông già. Tần Lạc cùng Vương Dưỡng Tâm nhìn nhau cười một tiếng, Âu Dương Lâm tức giận nghiến răng. Nhưng mà, kế tiếp câu nói đầu tiên của Âu Dương Lâm khiến trong lòng Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm rất không thoải mái. Đồ thật là bày biện trong nhà cũ ấy, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện bày ở bên ngoài được chứ? Âu Dương Lâm vẻ mặt kiêu ngạo nói, hơn nữa, đây chỉ là một chỗ đặt chân tạm thời. Loại địa phương quỷ quái, điều kiện kém như vậy, ai mà ở đây quanh năm suốt tháng chứ? Sao anh biết phương đỉnh nhà anh là thật? Tần Lạc cười hỏi. Tôi đương nhiên là biết, thứ lão tổ tông để lại mà còn là giả à? Lão tổ tông nhà các anh nếu gạt người thì sao? Anh, Âu Dương Lâm cười lạnh, nói, ăn không được nhỏ nên nói nhỏ chua chứ gì? Tôi biết rõ tâm tư loại người như các anh, bụng dạ hẹp hòi, khó thành người tài. Tần Lạc cũng không để ý sự châm biếm của gã, nói, tôi chỉ là nhớ trong nhà bạn tôi cũng có một cái đỉnh như vậy, hắn cũng nói cho tôi biết là lão tổ tông truyền xuống, giá trị liên thành. Tôi sợ các người đều bị người ta lừa, Trương Quả Lão mà cũng có thể mang giày ra, đỉnh nhà các người nói không chừng cũng có sơ hở gì có thể lộ ra. Anh trở về tốt nhất là gõ xuống một miếng, cầm đi giám định thử xem. Sở dĩ Tần Lạc biết dám bảo kiểm tra bảo vật là vì hắn lúc xem TV cùng Lâm Thanh Nguyên, trong lúc vô tình đã từng thấy một lần. Lão gia tử với tiết mục này rất thích. Còn nguyên nhân khiến Tần Lạc ký ức hãy còn mới mẻ là do người chủ trì kia luôn đoan trang thanh lịch, vẻ mặt vui cười nói, vị tiên sinh này, bây giờ xin lộ bảo bối của ngài ra để mọi người cùng xem. Trước mặt công chúng, bảo nam nhân lộ bảo bối. Bạn Tần Lạc thuần khiết thiện lương lập tức bị câu nói này khiến ngoài cháy trong vỡ. Quá cường đại, quá thẳng thắn, quá hạ lưu. Âu Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm nói chuyện với Tần Lạc nữa. Chỉ đi trước dẫn đường, lúc Tần Lạc lại hỏi mấy vật phẩm sứ men xanh, tranh sơn thủy. Là thật hay giả, gã cũng làm bộ không nghe thấy. Anh nói thật, hắn không phải sẽ nói là giả à, anh có thể làm gì được. Chẳng lẽ cắt một miếng của đồ thật xuống đem đi giám định. Có bệnh. Lên lầu 3, Âu Dương Lâm dừng lại ở trước một cửa phòng. Gõ nhẹ mấy cái, bên trong liền truyền ra thanh âm mời vào. Tiến vào chính thất, Tần Lạc lại một lần nữa cảm giác được sự xa hoa trong tiểu lâu mà ở ngoài không thấy được, nguyên bộ hồng mộc gia cụ, đồ sứ thanh hoa cao hơn người, đầu thú một sừng sáng bóng, thoạt nhìn có chút nghiên mực đá thô đầu năm, thước chấn đồng xanh, trên tường treo bức trúc bằng mực nho Trịnh lão quái bát quái Dương Châu. Chỉ cần anh chú ý nhiều hơn thì thấy mỗi một chi tiết nhỏ đều trang trí hoàn mỹ phi thường. Mà những thứ nhỏ thoạt nhìn không chút nào thu hút, ra bên ngoài đều là bảo bối giá trị liên thành. Đương nhiên, nếu người Âu Dương gia thích đánh mặt xưng giả người mập, tất cả những thứ trong phòng này đều là hàng giả, vậy thì không còn gì để nói. Có hai người trung niên ngồi trên ghế gỗ lim, một là Âu Dương Mẫn mặc trường bào đen. Lần trước đã từng gặp ở thần châm vương của Vương Dưỡng Tâm. Gã khẽ gật đầu với Tần Lạc. Ngồi ở vị trí chủ là một trung niên mập mặc vest, đầu tóc bóng mượt. Trên khuôn mặt béo nung núc sắc mặt hồng hào. Đeo kính gọng vàng, trên ngón tay trái đeo một chiếc nhẫn khảm viên du, bi cực đại. Gã không giống như một trung y, mà giống một gã nhà giàu mới phất hơn. Vốn tưởng môn lớn phái lớn của trung y trong truyền thuyết này nhất định là thanh cao liêm khiết, giống lão gia tử nhà mình. Nhân vật ở bên trong đều mặc trường bào, hai gò má gầy, thần hoa nội liếm, khí chất thoát tục, giống như đạo sĩ cầu đạo. Sự chênh lệch giữa ảo tưởng và thật tế. Khiến Tần Lạc với lần xem lễ này cũng không trông mong gì, trong lòng càng khinh thị quỷ y phái này ba phần. Khó trách trung y sa sút đến vậy, đại khái là từ trên trang phục và trang sức trên nam nhân này là có thể nhìn ra được. Phái chủ, Tần Lạc đã tới, còn có thêm một người bạn của hắn. Âu Dương Lâm đứng ở trước mặt trung niên mập mạp, vẻ mặt cung kính nói. Gã đã từng nói, Tần Lạc có thể đến làm khách quý xem lễ là cha tự tay viết thư mời. Mà lúc gã trở về liền lập tức tới đây trình diện gã trung niên mập này, chứng minh kẻ mập này chính là phái chủ quỷ y phái. Về phần Âu Dương Lâm vì sao gọi cha gã là phái chủ thì cũng không biết nguyên nhân gì. Hiểu rõ đạo lý này rồi, sự thất vọng của Tần Lạc đã khó có thể che giấu mà lộ ra mặt. Điều này giống như anh là một tuyệt thế mãnh tướng mặc áo giáp, thúc ngựa múa thương. Nghe trong trận doanh nói địch quân cũng có một cao thủ, thú huyết trong cơ thể sôi trào, tất nhiên khát vọng cùng đánh một trận. Vì vậy, anh dồn hết toàn lực mà xông tới trước. Nhưng khi anh chạy tới trước mặt hắn, lại phát hiện hắn là một lão già chân đứng không vững, gió thổi qua là có thể ngã.
trong lòng của anh có phải rất thất vọng không? Tần Lạc đối mặt với gã trung niên mập này, chính là cảm giác như vậy. Ánh mắt Âu Dương Mệnh luôn đảo trên mặt và trên người Tần Lạc, gã muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là thanh niên ưu tú thế nào mà lại có thể làm ra thanh thế công hội trung y lớn như vậy. Gã càng muốn biết, là thanh niên dạng gì, mà thậm chí có gan nói mua công hội trung y ngầm mà bọn họ duy trì trăm ngàn năm. Khi gã rất nhạy cảm mà phát hiện ý trào phùn và khinh thường trong mắt Tần Lạc, con mắt sau thấu kính lập tức co rút kịch liệt, giống như bị kim châm đâm một cái. Đúng vậy, ánh mắt của Tần Lạc cho gã một loại cảm giác bị châm đâm. Cậu rất khinh thường tôi. Âu Dương Mệnh híp mắt đánh giá Tần Lạc, con mắt gã vốn đã nhỏ, lại đeo kính, cho nên, khi gã nheo mắt lại, giống như không có mắt vậy. Chỉ có thể nhìn thấy một khe hở nhỏ. Chỉ là có chút thất vọng, Tần Lạc thẳng thắn nói. Hắn không muốn giấu giếm, cũng không thấy có bất cứ cái gì cần giấu giếm. Anh đừng được voi đòi tiên, nói chuyện nên khách khí một chút. Âu Dương Lâm thấy Tần Lạc lại dám nói với cha như vậy, sắc mặt phẫn hận nói. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, Tần Lạc cười nói. Âu Dương Mệnh khoát khoát tay, nói, cậu cảm thấy tôi rất quê mùa, giống như một tên nhà giàu mới phất phải không? Tần Lạc sửng sốt, không ngờ gã lại rõ cách ăn mặc của mình thế. Hơn nữa, hắn càng không ngờ đối phương lại hỏi thẳng như thế. Không sai, ngài quả thật giống như một phú hộ mới phất, phú hộ phất lên nhờ trung y. Đây chính là nguyên nhân cậu thất vọng. Âu Dương Mệnh nhìn sự đau lòng và tức giận trên mặt Tần Lạc chợt lóe rồi biến mất, lên tiếng hỏi. Không phải, Tần Lạc nói, nguyên nhân tôi thất vọng là, ngài đã quên chức trách của mình. Vậy cậu tới để nói cho tôi biết, chức trách của chúng tôi là gì sao? Âu Dương Mệnh cười ha hả nói. Gã cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt kia có thú vị hơn so với đồn đại một chút. Phát triển trung y, Tần Lạc hãnh diện nói. Cậu làm sao biết chúng tôi không phát triển trung y? Âu Dương Mệnh hỏi, vô số hiệu thuốc trung y lớn bên ngoài, hầu như đều do mấy nhà chúng tôi mở. Chẳng lẽ đây không tính là phát triển trung y à? Nếu cái đó cũng được coi là phát triển trung y, vậy các người yêu cầu đối với bản thân cũng quá khoan dung rồi. Còn nữa, những hiệu thuốc lớn kia tiền kiếm được đâu? Không phải đều rơi vào trong túi mấy người à? Chúng ta có gì khác nhau sao? Âu Dương Mệnh đứng lên nói. Công hội trung y của câu, cũng chẳng phải áp dụng hình thức đầu tư cổ phần sao? Theo tôi được biết, một phe cầm cổ phần lớn nhất ở xí nghiệp dân doanh là Khuynh Thành Quốc tế và cậu thì phải. Tần Lạc biết, vì lo cho sự phát triển lớn mạnh của công hội trung y sau này, có một số người thèm đỏ mắt, muốn một cước đá văng mình khỏi vị trí hội trưởng kia, lúc đó, công hội trung y chẳng có chút quan hệ gì với mình. Giang Sơn mình khổ cực tạo ra cũng có khả năng bị những con sâu hư việc nhiều hơn là thành công chỉ biết thu tiền vào túi mình làm hỏng. Cho nên, hắn và Lệ Khuynh Thành thương lượng, quyết định dùng hình thức đầu tư cổ phần để tránh một số vấn đề. Cũng chính nhờ chế độ này, khiến Tần Lạc bị rất nhiều người xỉ vả. Trong ngành y dược có người công kích Tần Lạc, là dùng cớ này. Quỷ y phái bôi đen Tần Lạc, cũng dùng cớ này. Đương nhiên, Tần Lạc cũng xác thực nghĩ tới kiếm tiền nhờ công hội trung y. Hắn không chỉ muốn bản thân kiếm tiền, hơn nữa còn muốn tất cả những người làm trung y, có cống hiến với công hội trung y kiếm tiền nữa. Ích lợi mới là nguyên nhân duy trì một đoàn thể và phát triển liên tục. Không phải hữu nghị, không phải khẩu hiệu, lại càng không phải là roi ra. Tôi và ngài khác nhau, Tần Lạc cười nói, các người chỉ vội tự mình kiếm tiền, tôi thì nhường tất cả trung y có năng lực kiếm tiền. Các người tiền kiếm được tất cả đều bỏ vào túi mình. Tôi tiền kiếm được đại bộ phận sẽ chia người trong công hội trung y. Tôi và các người khác nhau lớn nhất là, các người khiến không khí trung y trầm lặng, không hề có chút sinh khí nào. Tôi sẽ ra sức khiến trung y một lần nữa tỏa sáng, tôi muốn đưa trung y ra thế giới. Ánh mắt Tần Lạc sáng rực nhìn chằm chằm Âu Dương Mệnh, vẻ mặt ngạo khí bất khuất, nói, mà điểm này, các người làm đều không bằng tôi. Chương 263, anh cho tôi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lúc này đây, không chỉ sắc mặt Âu Dương Lâm khó coi, ngay cả Âu Dương Mẫn công phu dưỡng khí cao thâm cũng ngồi không yên. Ánh mắt như đao, ngôn ngữ như kiếm, lạnh giọng quát, không biết lớn nhỏ, nói năng càn rỡ. Cũng không xem thử đây là chỗ nào. Tần Lạc cười lạnh nhìn gã, nói, tôi thừa nhận, dùng loại thái độ này mà đối mặt với các tiền bối trung y như các người là có chút khinh cuồng thất lễ. Nhưng nếu lúc các người còn trẻ, cũng có thể khinh cuồng như vậy thì trung y đã không yên lặng mấy chục năm. Thậm chí để một số người bảo bãi bỏ, đến nay nguyên khí đại thương, vẫn chưa có cách khôi phục lại. Lúc đó, nếu các người có thể khinh cuồng một hồi,
có thể càn rỡ một hồi, lần gặp mặt này, tôi nhất định sẽ lấy ba vái chín lạy mà cảm tạ các người vì trung y mà làm hết thảy. Không biết chuyện gì xảy ra, Tần Lạc hôm nay rất muốn phát tiết cơn giận, muốn đè cũng không đè được. Những người này gánh vác sứ mệnh cứu vớt và kéo dài trung y, nhưng lại chỉ biết tranh chấp nhau, ngồi không ăn bám, không muốn làm. Bọn họ chịu ơn huệ của trung y, cả đám hầu bao căng đầy, nhưng lại không chút bận tâm tới hiện trạng sinh tồn của trung y. Quên trách nhiệm, quên sứ mạng, không có cảm giác vinh dự. Chẳng hiểu con mắt của các bậc tiên hiền có mù không, sao lại giao trung y vào tay của những trung y này nhỉ? Vô năng không phải là tội, mà tội ác tày trời chính là những người kia rõ ràng có năng lực, nhưng lại là những tên khốn kiếp chiếm nhà xí lại ỉa không ra. Người như thế, có thể kéo thẳng ra ngoài xử bắn nửa tiếng. Yêu thích trung y bao nhiêu thì hận những người này bấy nhiêu, khiến tâm tình Tần Lạc có chút kích động. Luôn muốn mắng vài câu, nói vài câu chào phúng không tốt mới có thể cảm thấy dễ chịu một chút. Họ Tần, anh có điên không? Anh tưởng anh là chúa cứu thế chắc? Chỉ bằng một mình anh cho rằng anh có thể làm ra được chuyện gì? Anh cho rằng anh có thể cứu vớt trung y? Anh đứng là kẻ điên nằm mộng. Âu Dương Lâm đi tới trước mặt Tần Lạc, định lôi hắn ra ngoài. Khách quý xem lễ này, không có cũng được. Gã không tin, chỉ một Tần Lạc là có thể làm ra trận chiến lớn, lấy thực lực quỷ y phái của mình, còn lo không cứu vớt được trung y ư. Nếu lần đại hội đấu y này, quỷ y phái có thể giải hòa với hai nhà kia, cộng đồng vì một mục tiêu này mà cố gắng. Còn lo đại sự không thành sao? Phải làm thật nhiều chuyện, cứu thật nhiều người, mới có thể được người ta gọi là chúa cứu thế. Tần Lạc nhìn mấy vị trước mắt giọng mỉa mai, cười lạnh nói, các người tưởng rằng chỉ động miệng lưỡi, hô vài câu khẩu hiệu, nâng biển trung y chính thông, thì bản thân chính là chúa cứu thế sao? Về phần tôi có thể làm ra chuyện gì, tôi rất chờ mong, các người cũng nên chờ mong. Trong giọng nói của Tần Lạc có chút buồn bã, cũng có chút cô độc mất mát. Là một thầy thuốc chịu ân huệ sâu sắc của trung y mà nói, nếu điều gì tôi có thể làm thì tôi đều làm toàn bộ. Cho dù không thể thành công, không thể đưa trung y tới mỗi một góc của thế giới, thì lúc tôi rời đi, có thể chứa vài phần tiếc nuối, nhưng tôi tuyệt sẽ không hối hận. Các vị, tự thu xếp vậy. Tần Lạc nói xong, nhìn Vương Dưỡng Tâm một cái. Vương Dưỡng Tâm hiểu ý, hai người xoay người đi ra ngoài. Con bà nó, không cần các người đuổi người. Đại gia còn không thèm ở lại đây ấy chứ. Là các người ngại chạy tới cửa tìm mắng, lại tự mình đem người mới tôi tới, bây giờ lại ngại đuổi khách đi. Người hả, một khi số lần ngại mà nhiều, thì sẽ thành bị coi thường. Quỷ y phái này, nói thẳng là bị coi thường. Dừng tay, Âu Dương Mệnh quát Âu Dương Lâm con mình, ngăn gã đuổi Tần Lạc ra khỏi cửa, lại nói với Tần Lạc, cậu chờ một chút. Những lời muốn nói tôi đã nói xong. Chắc hẳn các người cũng không muốn thấy tôi lượn lờ trước mặt các người. Tôi và sư đệ ra mặt mỏng, cũng không thể không biết xấu hổ mà để các người ngại. Vẫn là nên nhanh rời đi thôi. Tần Lạc cười nói. Cậu nói đã xong, đã sảng khoái, chẳng lẽ không thèm nghe một chút xem mấy lão già như chúng tôi muốn nói gì à? Âu Dương Mệnh nhìn Tần Lạc cười tủm tỉm, giống như Phật Di Lặc thu nhỏ. Bị một người trẻ tuổi châm chọc khiêu khích một phen mà còn có thể giữ khuôn mặt tươi cười, ánh mắt Tần Lạc đã bắt đầu đánh giá lại người này. Có lẽ, gã không phải là một nhân vật đơn giản. Một người cha, một người anh nếu là bộ dạng phú hộ mới phất, làm sao có thể khiến con và em mình kính trọng như thế chứ? Tần Lạc quay lại, nói, nhưng tôi thật hy vọng có thể nghe được một cái giải thích hoàn mỹ. Âu Dương Mệnh gật đầu, nhìn Tần Lạc hỏi, cậu cảm giác trung y thế suy, là trách nhiệm của ai? Tất nhiên là cùng các người không làm mà có quan hệ. Tần Lạc cười lạnh nói, các người có tiền, có y thuật cao minh, có nhân tài đầy đủ, nếu các người có thể kéo nhanh tốc độ phát triển của trung y sao có thể suy bại đến tình trạng muốn bãi bỏ chứ? Không sai, Âu Dương Mệnh không ngờ gật đầu thừa nhận, sự suy bại của trung y, đúng là có quan hệ rất lớn với chúng tôi. Nhưng mà, chỉ như vậy thôi sao? Sự xâm lấn của Tây y, Tần Lạc nói, không sai. Âu Dương Mệnh lần nữa gật đầu, Tây y lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, toàn bộ thị trường thế giới đều bị bọn họ chiếm. Ngay cả một số thầy thuốc và quan viên của chúng ta cũng đầu nhập phe cách bọn họ, chúng ta làm sao ngăn cản? Ông ngay cả thử cũng chưa thử, làm sao biết không ngăn cản được chứ? Tần Lạc căm hận nói. Cậu sao biết tôi không thử? Âu Dương Mệnh cũng nổi giận, nhìn chằm chằm Tần Lạc kẻ gây sự nói. Ông đã thử, Tần Lạc liếc nhìn Vương Dưỡng Tâm. Đối phương khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết chuyện này.
Không sai, chúng tôi đã thử qua. Âu Dương Mệnh miệng đầy chua xót mà nói, nhưng đều thất bại. Những người chúng tôi phái đi cứu vớt Trung Y đều thất bại. Sao lại thất bại? Tần Lạc hỏi. Lúc Tây Y vừa mới xâm lấn, ba nhà chúng tôi đều phái người đi ra ngoài, muốn cùng bọn họ tranh hùng một phen, Âu Dương Mệnh giải thích nói. Đệ tử chúng tôi phái đi hàng năm, đều là thanh niên tuấn kiệt y thuật cao minh nhất bổn môn. Thậm chí liên tục 2 năm, tôi ngay cả khách khanh của bổn phái cũng phái ra. Nhưng mà, thế suy không thể cứu vãn, bọn họ đều thất bại không hề có ngoại lệ. Thua ở đâu? Tần Lạc lần nữa hỏi. Lời này của Âu Dương Mệnh, khiến cho trong tiềm thức của hắn cảm giác được nguy hiểm. Bởi vì chuyện hai môn một phái trước kia làm thì bản thân mình hiện tại đang tiến hành. Thua ở đại thế, cũng thua ở âm mưu. Âu Dương Mệnh nói, bọn họ cũng người mang tuyệt kỹ, vừa mới xuất đạo liền chiếm được danh tiếng rất lớn, ở giới y thuật thanh danh bay cao, giống như thanh thế của cậu hiện tại vậy. Một số môn phái chính nghĩa, thậm chí thanh thế còn lớn hơn cậu bây giờ, đều chạy đến Nhật Hàn tạo sân giảng giải Trung Y. Truyền thông toàn bộ thế giới đều tranh nhau đưa tin. Tần Lạc không tiếp tục hỏi, chỉ dùng ánh mắt thúc giục Âu Dương Mệnh nói tiếp. Vương Dưỡng Tâm cũng bị câu chuyện này hấp dẫn, lắng nghe rất chăm chú. Sau lại trải qua thảo luận chúng tôi mới hiểu được, kỳ thật đây là sự thổi phồng giết người của bọn họ. Bọn họ trước tiên thổi anh bay thật cao, để toàn bộ thế giới đều biết Trung Y lợi hại, mọi người Trung Quốc trên thế giới lấy Trung Y làm niềm tự hào. Đợi tới khi danh tiếng của anh lên tới đỉnh điểm, bọn họ đột nhiên đẩy mạnh anh xuống. Từ trên đỉnh núi cao mà rớt xuống vực sâu, cho anh thoáng cái trở thành vạn kiếp bất phục, mà Trung Y anh đại biểu, cũng thành cái bia cho toàn bộ thế giới công kích. Từ sự kiêu hãnh chưa từng có tới thất vọng, tuyệt vọng, nhiệt tình của nhân dân nước chúng ta cũng sẽ trôi sạch. Bọn họ dùng cách nào để đánh ngã hắn? Tần Lạc hỏi. Trị bệnh cứu người, trong mắt Âu Dương Mệnh lộ sự bi ai cùng áp lực đến mức phẫn nộ khó có thể thấy. Hắn liên tục cứu ba người kia đều không ngoại lệ, sau khi hắn cứu trị xong đều chết. Mà những người bạn do hắn tụ tập được cũng xuất hiện sai lầm, có trần lầm, có lầm ngộ độc trung dược, còn có người chỉ chết người bệnh. Trong nhất thời, truyền thông toàn thế giới đều ở trên báo nói Trung Y vô dụng, nói Trung Y có độc. Truyền thông chúng ta cũng không ngoại lệ. Trong đầu Tần Lạc linh quang vừa hiện, phảng phất nghĩ tới thứ gì đó, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không nắm bắt được. Khi muốn tìm kiếm lần nữa, thì lại tìm không thấy chút tung tích nào. Tần Lạc lắc đầu có chút ảo não, thở dài nói, đây là âm mưu của bọn họ. Người giỏi, sao có thể trị chết được? Đúng vậy, nhưng mà mạng người to như trời. Nếu Trung Y đã trị chết nhiều người như vậy, ai còn dám để cho nó trị? Âu Dương Mệnh cười khổ nói. Vậy hóa ra tôi đã trách oan các người. Tần Lạc nói. Cũng không tính là trách oan. Sau khi liên tục trải qua mấy lần đả kích, tâm cứu vớt Trung Y của chúng tôi đều phai nhạt. Sau ba nhà lại xảy ra một chút mâu thuẫn, so đấu ở mặt Trung Y không ngừng. Mọi người cũng không rảnh chú ý đến nó nữa. Âu Dương Mệnh nhìn thoáng qua Tần Lạc, nói, cậu làm không sai, gần giống như bọn tôi nhiều năm trước. Tôi cũng thật không muốn thấy cậu đi đường quanh co, đi vào vết xe đổ của bọn họ. Cho nên, lần này tôi mới mời cậu tới, mọi người đồng tâm hiệp lực, thương lượng để đưa ra một biện pháp có thể hợp tác. Nếu những người như chúng tôi không đứng ra vì Trung Y làm chút gì đó, sau này nhìn thấy liệt tổ tiên hiền của chúng tôi, cũng có mặt mũi nào nhìn bọn họ. Nghe được bọn họ chịu rời núi cứu vớt Trung Y, trong lòng Tần Lạc vui vẻ, cười nói, nhiều người thì lực lớn. Nếu như mỗi người Trung Y đều có thể xuất một phần lực, Trung Y rất có thể cứu được. Âu Dương Mệnh nhìn sắc mặt Tần Lạc, cười gật đầu, nói, đúng vậy. Cho nên, tôi muốn nói chuyện sáp nhập công hội Trung Y với cậu. Tần Lạc sửng sốt, hỏi, tại sao công hội Trung Y nhất định phải sáp nhập? Chẳng lẽ cùng giúp đỡ nhau không được sao? Lực lượng của mọi người nên vắt thành một cái dây thừng, nếu lực hướng một chỗ, tạo ra thanh thế của chúng ta. Như vậy, mới có sức liều mạng. Âu Dương Mệnh nhìn Tần Lạc lộ vẻ chân thành, giải thích. Tần Lạc suy nghĩ một chút, sau khi do dự một đoạn thời gian, rốt cuộc gật đầu, nói, được rồi. Sáp nhập cũng được, các người nói một cái giá công hội Trung Y của các người, tôi mua. Tâm nhỏ nhen, các người tưởng tôi là đứa trẻ 3 tuổi. Lừa vài câu thì tôi sẽ đem công hội Trung Y cho các người à? Chương 264, khát vọng đánh một trận. Nếu như không có thái công dân chạy tới nhắc nhở bệnh viện, Tần Lạc có lẽ thật đúng là sẽ xem xét khả năng hai bên hợp tác. Nhưng mà, bọn họ ngầm đâm một đao, sau đó lại quang minh chính đại mà tới thâu tóm công hội Trung Y của mình, đây không phải là chuyện Tần Lạc có thể dễ dàng tha thứ.
mặc dù Thái công dân không có nói cho Tần Lạc biết, áp lực bên trong lớn như thế nào. Nhưng nếu Thái công dân lấy tôn sư của bộ trưởng nhiều lần nói tới chuyện này, thì liền biết những người này ở bên trong gây ra bao nhiêu áp lực rồi. Nếu không có áp lực, Thái công dân xách những chuyện này ra nói sao? Nhưng bọn họ chẳng nghĩ tới chính là, Thái công dân không ngờ lại coi trọng Tần Lạc như thế, lấy lực mạnh dẹp tan tất cả những lời đồn thị phi, thái độ ép buộc phải tươi cười mà ủng hộ hắn, căn bản là không có ý buông tha. Bọn họ biết lợi dụng đại bổng thể chế đánh ngã nguyên vọng của Tần Lạc là không có khả năng, chỉ có thể dùng lý để hiểu, dùng tình để động. Hy vọng Tần Lạc suy nghĩ cho đại cục của Trung Y, hy sinh cái tôi, thành toàn cho tập thể. Tần Lạc không phải là người thông minh, nói về âm mưu quỷ kế, hắn vẫn chỉ là một học sinh tiểu học mới nhập đạo mà thôi. Nhưng mà hắn lúc nhỏ đã rõ một đạo lý, nắm được báng súng mới có thể xuất chính quyền. Nắm tay người nào cứng, người đó mới có tư cách nói chuyện. Nếu mình đem công hội Trung Y cho bọn họ, mình còn cái gì? Còn có người nào xem mình ra gì? Lúc đó, cho dù mình có hối hận, muốn một lần nữa làm công hội gì gì đó, cũng còn khả năng sao? Hắn làm sao có thể chắc chắn, nhận vật quyền thế như Thái công dân sẽ luôn ủng hộ mình? Người ủng hộ này nếu từng bị mình tổn thương thì còn có thể tin mình sao? Cho nên, thái độ của hắn chính là như thế. Xác nhập cũng không phải là không thể, nhưng mà, cái công hội Trung Y không có giấy phép của các người muốn xác nhập thì tiến vào trong công hội Trung Y của tôi đi. Hết thảy, do tôi quyết định. Lông mày Âu Dương Mệnh nhíu lại, phần nung núc thịt trên mặt sau khi giật hai cái, cuối cùng lại không phục bình tĩnh. Gã nhìn Tần Lạc, nói, cậu có lòng tin có thể cứu vớt được Trung Y. Đây không phải là vấn đề có lòng tin hay không, mà là vấn đề có muốn làm hay không. Trung Y đã sa sút như thế này, tôi tất nhiên muốn cố gắng phấn đấu một hồi rồi. Tần Lạc nói, cậu đủ tự tin với y thuật của mình chứ? Đương nhiên, Âu Dương Mệnh đưa tay vuốt vuốt mặt mình, có chút khổ não mà nhìn người trẻ tuổi tràn trề tự tin này, không biết nên nói cái gì với hắn. Cậu nên rõ, hai nhà hợp làm một mới có thể phát huy tác dụng, phát huy năng lực. Âu Dương Mệnh ngẩng đầu nhìn Tần Lạc, trong giọng nói mang theo chút uể oải. Khuyên bảo một hồi lâu như vậy, hình như không có bất cứ hiệu quả gì. Cho nên tôi mới cho các người ra giá. Tần Lạc híp mắt gật đầu. Trên mặt Vương Dưỡng Tâm cũng mang theo ý cười, đối với đại sư huynh của gã thật sự bội phục không thôi. Người khác nghe danh tiếng của Quỷ Y phái, sợ là sẽ bị hù tới nỗi chân nhũn. Cho dù là lấy thân phận của ông mình, sau khi biết lai lịch thân phận những người này, cũng phải khiêm nhường giữ lễ. Thậm chí còn đề nghị Tần Lạc tìm một cớ hủy bỏ lần xem lễ này, tránh xảy ra xung đột trực diện với bọn họ. Sự cường đại của bọn họ đã ăn sâu trong lòng mọi người, giống như không thể phản kháng. Nhưng mà, Tần Lạc thật không để bọn họ ở trong lòng ư? Không chỉ không để bọn họ ở trong lòng, thậm chí còn không để vào mắt. Dùng công hội Trung Y hắn mới thành lập mấy ngày mà muốn đi mua công hội Trung Y sừng sững trăm ngàn năm không ngã của người ta, phần can đảm và khí phách này, không thể thấy được trên người bình thường. Ra giá, anh có bao nhiêu tiền? Anh có thể mua nổi sao? Âu Dương Lâm cười lạnh nói. Tôi muốn 1.000 tỷ, anh có không? 1.000 vạn đi, Tần Lạc trả giá nói. Tôi thấy giá như vậy là cao rồi. Một giá này của hắn, cơ hồ biến công hội Trung Y thành bảo kiện phẩm hỏng. Anh, Âu Dương Lâm mặt đỏ bừng, tức giận không nói nên lời, hận không thể xông lên đại chiến 300 hiệp với Tần Lạc. Nhưng biết cha sẽ không cho phép, chỉ có thể uất nghẹn trong lòng. Âu Dương Mệnh thấy biểu hiện của con mình, trong lòng có chút thở dài. Xem ra, nó so với người trẻ tuổi trước mặt này, vẫn còn kém xa. Khoát khoát tay, ý bảo gã không nên xúc động, nói với Tần Lạc, như vậy đi. Chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc gì? Đánh cuộc như thế nào? Tần Lạc hỏi. Đại hội đấu y, cậu có thể đứng xem. Nếu cậu cảm thấy y thuật của mình không bằng nhất phái nhị môn, thì xác nhập công hội Trung Y của cậu lại đây. Nếu như tôi cảm thấy các người không bằng tôi thì sao? Âu Dương Lâm giận dữ, lại muốn lên tiếng, bị cha gã nhìn lướt qua, một quyền tức giận đánh lên trên tủ. Một bình hoa đào trên mặt tủ rơi xuống đất, sau khi lăn một vòng trên thảm trải dày, đánh vào chân ghế vỡ tan tành. Âu Dương Lâm kinh hãi, len lén liếc nhìn cha một cái. Quả nhiên, thấy gã vẻ mặt tức giận. Âu Dương Lâm cúi đầu xuống, giả bộ không thấy. Nếu cậu thật thấy như thế, hai bên có thể so tài một phen. Nếu cậu thắng, nhất phái nhị môn chúng tôi sẽ chịu sai khiến của cậu. Âu Dương Mệnh cười nói. Cuộc đánh cuộc này nhìn thì công bằng,
nhưng trên thực tế lại cực kỳ không công bằng với Tần Lạc. Tỉ thí một phen mà gã nói, là để Tần Lạc cùng một người tỉ thí, hay là cùng tất cả những người ưu tú một phái hai môn bọn họ tỉ thí. Hơn nữa, Âu Dương Mệnh dù sao cũng sẽ không tin, trong một phái hai môn không có người nào có thể hơn Tần Lạc. Cùng lắm thì tìm mấy lão gia hỏa xuất trận là được. Không đánh cuộc, Tần Lạc nói. Cho dù là tôi thắng hay là thua, tôi cũng không giao công hội trung y cho các người. Tần Lạc nói, có điều, nếu tôi có thua thật, có thể phối hợp các người làm một chuyện. Chỉ cần chuyện các người bảo tôi làm là vì cứu vớt trung y, tôi sẽ không chối từ. Nếu tôi thắng, các người cũng không cần đem công hội trung y của các người xác nhập cho tôi, nhiều đại gia như vậy, tôi hầu hạ không nổi. Chỉ là lúc tôi cần, các người đừng ra viện trợ là được rồi. Được, một lời đã định, Âu Dương Mệnh đồng ý nói. Còn nữa, tôi sẽ tham gia đại hội đấu y của các người. Không phải lấy thân phận khách quý xem lễ tham gia, mà là lấy thân phận tuyển thủ thi đấu tham gia. Tần Lạc cười nói. Thấy nhiều tuyệt kỹ, lại có thể tỉ thí với cao thủ trăm năm của trung y, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tôi sẽ an bài, Âu Dương Mệnh nói. Gã quay sang nhìn đứa con không dám ngẩng mặt nhìn mình, nói, Âu Dương Lâm, mang tiên sinh Tần Lạc và bạn hắn xuống nghỉ ngơi. Vâng, phái chủ, Âu Dương Lâm có thể thoát khỏi tầm nhìn của cha, hiển nhiên hết sức vui vẻ. Đợi sau khi ba người trẻ tuổi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai anh em Âu Dương Mẫn và Âu Dương Mệnh, Âu Dương Mẫn mới cau mày nói, anh thật muốn đánh cuộc với hắn sao? Sao, cậu sợ thua à? Âu Dương Mệnh cười hỏi. Người dựa vào ghế gỗ lim thoải mái, tay phải vuốt chiếc nhẫn ruby trên ngón tay một cách vô thức. Không phải, Âu Dương Mẫn nói, lấy thực lực của một phái hai môn chúng ta, dù thế nào cũng sẽ không bại bởi một người còn trẻ. Chỉ là, hắn đã cự tuyệt yêu cầu xác nhập, tiếp tục kiên trì còn có ý nghĩa gì nữa. Âu Dương Mệnh cười khổ, nói, anh có cách nào khác sao? Chúng ta chống lại thằng nhóc này là con chuột kéo con rùa, không chỗ bắt tay vào làm. Xem ra, áp lực chúng ta tạo cho hắn còn đưa đủ. Anh định cho hắn nếm chút khổ sở ở đại hội đấu y à? Âu Dương Mệnh cười gật đầu, nói, sự gan dạ sáng suốt của người trẻ tuổi này là tốt, mạnh mẽ không tồi, người cũng thông minh. Nhưng mà, lịch duyệt còn nông cạn quá. Chúng ta, cuối cùng là muốn thâu công hội trung y kia vào tay. Nếu thật để hắn thành công, hắn lại không chịu sự khống chế của chúng ta, áp lực mang đến cho chúng ta thật sự là rất lớn. Đến lúc đó, người khác sẽ quên địa vị trung y chính thống của chúng ta. Cậu à, đến lúc đó có thể cần cậu ra tay. Em hiểu rồi, Âu Dương Mẫn trịnh trọng nói. Âu Dương Lâm an bài một phòng cho Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm, sau khi nói một tiếng không được đi loạn, liền xoay người rời đi. Bị Tần Lạc liên tục khích bác, gã cũng không muốn nhìn hắn thêm cái nào nữa. Chỉ đợi sau khi đại hội đấu y chính thức bắt đầu, bản thân hung hăng mà chà đạp hắn một phen, để báo sỉ nhục hôm nay. Đợi sau khi Âu Dương Lâm rời đi, Tần Lạc bắt đầu đánh giá chung quanh phòng, lại ngắm tới ngắm lui ở mấu bộ phận mấu chốt và một số góc tường. Sư huynh tìm gì thế? Vương Dưỡng Tâm lộ vẻ tò mò hỏi. Xem thử một chút coi có máy giám thị không? Tần Lạc cười nói, đây cũng là một ít tri thức hắn học được, hắn cũng khá thích học mấy thứ tạm nham. Bạn cứ nghĩ đi, nếu lúc bạn cởi đồ trong phòng đi tới đi lui hoặc là đang tắm rửa, có camera quay bạn, vậy không phải là rất khó chịu sao? Nếu người khác cầm nó đến uy hiếp bạn, bạn là nghe theo hay không nghe theo? Tần Lạc không ngại cởi quần áo cho nữ nhân xem, nhưng mà, hắn rất ngại cởi sạch quần áo cho mọi người xem. Anh còn tìm hiểu cả mấy cái này à? Vương Dưỡng Tâm giật mình hỏi. Cẩn thận không có gì sai, chung quy so với bị người ta chụp ảnh vẫn tốt hơn. Tần Lạc cười nói, xem ra bọn họ cũng coi như là có quy củ, không phát hiện vật nhỏ gì, chúng ta ra ngoài một chút không? Hắn không phải đã nói không được tùy tiện đi loạn à? Vương Dưỡng Tâm cười nói. Cũng không thể để người ta ngồi ngây ở trong phòng được. Tần Lạc có chút buồn bực nói. Quỷ y phái này thật quá keo kiệt, không ngờ lại để hai người đàn ông cùng ở một phòng. Cũng may là có hai cái giường lớn, hai người có thể ngủ riêng. Chứ nếu ngủ chung một giường, vậy thật đúng là khiến người ta khó có thể chấp nhận. Hai người đều là dạng lớn gan, nên lại càng không để mấy lời dặn của Âu Dương Lâm trước khi đi vào mắt. Khóa phòng xong, hai người liền chạy xuống dưới lầu. Xuống lầu một rồi, lúc qua đại viên kia, thấy bên trái đại viên có một cái hồ nhỏ, giữa hồ có một cây cầu bằng đá, hình như nối tới chỗ nào đó. Giống như bị thứ gì đó vẫy gọi, hai người nhìn nhau,
liền chạy tới cầu nọ. Chương 265, nghe tiếng biết mỹ nhân. Thằng nhãi vô tri, còn chưa trả lời vấn đề của lão thân mà còn dám hỏi ngược lại ta là ai à? Chẳng lẽ quỷ y phái các người không nói qua cho các người biết sao? Hậu viện này là cấm địa, không được tự ý xâm nhập. Thanh âm chói tai của lão phu nhân kia lại lần nữa truyền tới. Quỷ y phái các người. Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm liếc nhau, chẳng lẽ lão phu nhân này không phải là người quỷ y phái sao? Thật xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Vương Dưỡng Tâm cười ha hả nói, sau đó hai người xoay người định chạy trốn. Nếu bên này không tiện tiến vào, vậy không đi là được. Các môn các phái đều có quy củ của mình, bọn họ cũng không muốn vì lòng hiếu kỳ của mình mà phá hủy quy củ của người khác. Không biết có phải do nguyên nhân hai người không lên tiếng nữa không? Hay là lão phu nhân nghe được tiếng chân họ chạy trốn, phẫn nộ quát, quấy nhiễu sự thanh tĩnh của môn chủ chúng ta rồi đi thế à? Không dễ vậy đâu. Lúc nói câu đầu tiên, giọng nói kia vẫn còn đang ở tiểu viện. Nhưng lúc nói xong lời cuối cùng, không ngờ bà đã chạy lên cầu kiều, như ma quỷ đuổi phía sau hai người. Bạn có thể tưởng tượng hình ảnh như vậy không? Một tiểu lão thái mặc hắc bào chân không chạm đất, như là bay ở không trung bay về phía hai người. Tốc độ nhanh vô cùng. Lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào, giống như quỷ hồn ở trong phim kinh dị vậy. Tần Lạc cùng Vương Dưỡng Tâm cùng trừng lớn con mắt, trơn mắt nhìn tiểu lão thái kia bay tới trước mặt hai người, chỉ vào mũi hai người mắng một trận, các người là ai? Chẳng lẽ không biết chút quy củ à? Đây là tố chất của đệ tử nhập môn quỷ y phái các người à? Rõ ràng đã bảo không được tiến vào hậu viện này, các người sao không nghe lệnh? Hôm nay không trả cho lão thân một cái công đạo, xe ta có cắt đứt chân chó của các người không? Người tiểu lão thái rất lùn, đại khái chỉ khoảng 1m5. Thân thể gầy khỏm, tựa như bù nhìn dùng để dọa chim chóc vậy. Trên mặt của lão không có thịt, chỉ có một tầng da giống vỏ quýt. Cằm nhô, lúc nói chuyện hai khối da liền rung theo miệng nói thật, Tần Lạc chưa bao giờ thấy qua lão thái thái kinh khủng như vậy. Nhưng mà, Tần Lạc không dám có chút khinh thường nào với lão. Bởi vì hắn đã nhìn ra, tiếng bước chân của tiểu lão thái này rất nhẹ, cước không chạm đất. Giống như là loại cước bộ thần kỳ nào đó. Tựa như cước bộ mình được dạy. Đó là một loại cước bộ trải qua trăm ngàn lần rèn luyện cùng vô số lần phân tích thống kê, tổng kết ra hợp lý nhất. Mà cước bộ của lão này, có lẽ cũng ẩn chút biểu diễn huyền diệu của âm dương bát quái. Cụ thể là thứ gì, Tần Lạc cũng không thể nào biết được. Nhưng mà, hắn biết rõ, nếu tiểu lão thái muốn gây phiền toái cho bọn họ sẽ chẳng chạy thoát khỏi lão. Nghĩ tới loại khả năng này, Tần Lạc cảm thấy mình thật rất nguy kịch. Vì vậy, hắn quyết định phải giữ thái độ tôn kính hữu lễ với lão nhân gia này. Lão bà, chúng cháu là vô tình đi ngang qua, chỉ do thấy bên này có một cái ao, định qua đây xem một chút. Chúng cháu không phải là quỷ y phái, cũng không ai nói với chúng cháu không được vào cấm địa hậu viện này cả. Nếu có chỗ nào đắc tội, xin rộng lòng tha thứ. Tần Lạc lấy thân phận vãn bối, nói với vẻ mặt áy náy. Quả nhiên, nghe Tần Lạc nói vậy, tức giận trên mặt tiểu lão thái tiêu tan hơn phân nửa. Hai tròng mắt nhìn qua có chút trống rỗng nhưng lại phi thường sắc bén nhìn Tần Lạc, tán dương, người trẻ tuổi này thật không tệ. Hiểu được đạo lý biết sai có thể sửa, giỏi hơn so với người bên cạnh kia nhiều. Vương Dưỡng Tâm ra mặt hơi mỏng suýt hộc máu, mình cũng chưa nói gì cả mà, đâu có da mặt dày như lão. Nếu không phải lão vừa mở miệng đả đòi đánh người thì cháu sẽ phản bác người sao? Vương Dưỡng Tâm không phục mà phản kích một câu. Bá! Vẻ mặt tiểu lão thái vừa mới hòa hoãn lại thoáng cái trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Dưỡng Tâm ngập sát khí. Tần Lạc đã nhận ra, tính tình lão thái thái này khá nóng nảy. Hơn nữa hình còn rất cổ quái. Một lời không thuận tai thì chính là bộ dạng muốn liều mạng với người ta. Cậu là muốn chết ư? Tiểu lão thái lạnh giọng quát. Bản thân cháu cũng muốn thử một chút đấy. Bị người ta quát lớn như vậy. Vương Dưỡng Tâm cũng không nhịn được, cố chấp cãi lại một câu. Nam nhân chính là rất dễ bị kích động, một khi máu nóng bốc lên, 10 con trâu cũng không thể kéo trở lại. Vì vậy, tiểu lão thái liền động. Mới vừa rồi còn đứng trước Tần Lạc, mà trong nháy mắt đã lách qua bên người Tần Lạc, đánh về phía Vương Dưỡng Tâm đứng phía sau Tần Lạc. Tần Lạc lo Vương Dưỡng Tâm bị tổn thương, đứng tại chỗ nghiêng người 90 độ, đưa tay bắt cánh tay tiểu lão thái. Vừa bắt vừa hô, lão thái thái, không nên xúc động. Nhưng mà, một chảo này của Tần Lạc đã thất bại. Chỉ thấy trước mặt hắn hoa lên, đã thấy Vương Dưỡng Tâm bị tiểu lão thái nhấc lên ném ra khỏi cầu đá.
Bùm! Vương Dưỡng Tâm liền rơi xuống nước. Một tiếng vang lên, bọt nước văng tung tóe. Cá chép trong ao bị quả bom tạc này làm giật mình, nhảy loạn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cá trong nước ngóc đầu lên, trông rất náo nhiệt. Vương Dưỡng Tâm từ trong ao nhô đầu ra, trong miệng đầy nước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, liều mạng bơi đến bờ ao. Lúc này là thời gian lạnh nhất trong năm ở Yến Kinh, người mặc áo bông đứng trong gió thôi cũng đã cảm thấy lạnh vù vù rồi. Có mấy ai có dũng khí mà nhảy xuống bơi trong mùa đông không? Dưỡng Tâm, cậu thế nào rồi? Tần Lạc sốt ruột hô. Không, sao? Giọng Vương Dưỡng Tâm giống như bị đóng băng, thanh âm nói chuyện lắp ba lắp bắp, hàm trên hàm dưới va nhau không ngừng, cả người run bần bật. Đây là một chút giáo huấn cho hắn, lần sau còn dám nói năng lỗ mãng với lão thân, xem ta thu thập hắn thế nào. Tiểu lão thái hung dữ nói. Lão nhân gia, Dưỡng Tâm cũng chưa sai gì. Lão ném hắn xuống nước vào mùa đông lạnh này, thật sự là lão không đúng rồi. Tần Lạc quay sang, nói với tiểu lão thái bằng giọng lạnh như băng. Mặc dù hắn biết rõ, chính hắn cũng rất có thể sẽ giống như Vương Dưỡng Tâm, bị tiểu lão thái ném vào trong nước lạnh. Nhưng mà hắn vẫn nói. Có nhiều lúc, có chút chuyện không phải là có thể nói hay không thể nói, mà là có nên nói không. Có một số việc không phải có thể hay không thể làm, mà là có nên làm hay không. Vương Dưỡng Tâm là hắn dẫn tới, Vương Dưỡng Tâm bị người khác khi dễ, hắn hiển nhiên là muốn thay gã đòi một cái công đạo. Đương nhiên, thứ công đạo này phần lớn là dựa vào cường quyền tranh với cường quyền. Cậu cảm thấy ta làm sai sao? Ánh mắt sắc bén tàn nhẫn của tiểu lão thái nhìn chằm chằm Tần Lạc, giọng khàn khàn hỏi. Lão quả thật đã sai rồi, Tần Lạc nói. Cậu cũng muốn chết à? Tiểu lão thái quát. Cháu không muốn đắc tội lão nhân gia, nhưng mà... cháu cũng không thể nhìn bạn bị người ta khi dễ mà không nói một tiếng. Tần Lạc quật cường mà đối mặt với lão thái thái, nói không chút nhượng bộ. Nói thật, nếu không phải lo khí thế mình thua kém, hắn thật chẳng muốn nhìn chừng chừng lão thái thái này như vậy đâu. Khóe mắt lão nhăn nheo như vậy, hốc mắt sâu như vậy, con ngươi vàng như vậy, da tay sần sùi như vậy, nếp nhăn nhiều như vậy. Cho dù có nhìn một năm nửa năm, không có tình thú vẫn là không có tình thú. Mama. Không nên làm khó người ta. Trở về đi, một giọng nói yêu kiều truyền đến. Giọng nói này cực nhẹ, cực trong, xem ra người nói tuổi không lớn. Nhưng mà, vẫn là cái giọng vừa nhẹ vừa trong này, mà lại khiến người ta nảy sinh cảm giác thương tiếc. Khiến người khác ngoài ý muốn chính là, tiểu lão thái sau khi nghe thấy giọng nói kia, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc một cái, rồi lại phóng như bay về phía đó. Trong chớp mắt, liền chui vào trong tiểu viện thần bí kia. Tần Lạc đứng ở lan can cầu đá ngẩn người, nhớ tới Vương Dưỡng Tâm vẫn còn ở dưới nước chưa leo lên, vội chạy tới bên bờ kéo gã lên. Vương Dưỡng Tâm tắm xong, quấn khăn tắm dày cộm đi ra ngoài mà vẫn cảm thấy toàn thân rét lạnh, lại chui vào ổ chăn ở trên giường mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Cái lão vu bà kia là ai nhỉ? Sao lại lợi hại vậy chứ? Tôi còn chưa thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Lão đã phóng tới trước mặt tôi, đẩy tôi liền té xuống rồi. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt buồn bực nói. Tôi cũng không biết thân phận của lão. Lão hình như biết chút công phu. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Công phu, con mắt Vương Dưỡng Tâm sáng lên. Xem ra, những môn lớn phái lớn có thể tồn tại trăm ngàn năm này, quả thật có chút chỗ không giống tầm thường. Đúng vậy, đại hội đấu y ngày mai nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Tần Lạc gật đầu, cũng rất chờ mong. Cô gái lên tiếng sau cùng là ai nhỉ? Đầu Vương Dưỡng Tâm tựa lên thành giường suy nghĩ, lại đặt câu hỏi. Tôi ngay cả mặt cũng chưa thấy. Tần Lạc lắc đầu. Giọng nói thật dễ nghe. Vương Dưỡng Tâm nói, lúc ấy tôi đang vội bơi tới bờ. Sau khi nghe giọng nói đó, tôi thậm chí có một hồi lâu quên mất mình nên làm gì. Tần Lạc cười cười, không lên tiếng. Tôi thật sự hâm mộ vận khí tốt của anh. Mỗi khi anh gặp phiền toái, luôn có người đẹp giải vây. Vương Dưỡng Tâm có chút ấm ức nói. Cậu sao biết nàng là người đẹp? Nghe giọng là biết, con gái có giọng nói như vậy, tướng mạo có thể xấu được sao? Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt hồi tưởng nói, mấy ngày sau, cũng không biết có thể nhìn thấy không? Chương 266, đàn anh tụ họp. Lúc Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm chạy tới Khổ Tể Đường, đã có không ít người chờ ở đó. Âu Dương Mệnh và Âu Dương Mẫu mỉm cười gật đầu với Tần Lạc, Âu Dương Lâm liếc nhìn Tần Lạc một cái, rồi chuyển tầm mắt tới chỗ khác rất nhanh. Gã ở chung với Tần Lạc thật sự không thể hòa hợp được. Còn có một nhóm nam nhân mặc trường bào đen, trước ngực có thêu hình giống đầu lâu.
Những người này có người mười mấy tuổi, cũng có người hơn 20 tuổi, cũng có trung niên nhân tuổi xấp xỉ Âu Dương Mệnh, tướng mạo khác nhau, chiều cao bất đồng, nhưng mà, bọn họ có một điểm giống nhau, mỗi người đều cùng một bản mặt, không nói cười tùy tiện. Nét mặt của bọn họ lạnh lùng cao ngạo, giống như không để người khắp thiên hạ vào mắt. Thấy hai kẻ ngoại tộc Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm tới, sau khi chỉ nhìn lướt qua thì không hề để ý đến nữa. Ngay sau đó, ở cửa vang lên tiếng xe. Âu Dương Mệnh cùng Âu Dương Mẫn liếc mắt nhìn nhau, liền dẫn một đám môn nhân ra cửa nghênh đón. Ở cửa đỗ một hàng xe Audi, những chiếc xe này hợp thành một hàng, khoảng 7-8 chiếc, xếp cùng một chỗ giống cự long màu đen. Cửa xe mở ra, từ trong xe bước ra một đám nam nhân mặc trường bào trắng. Những người này hoặc cao hoặc lùn, hoặc mập hoặc ốm, có mỹ nam tử phong độ nhẹ nhàng, có đại thúc trung niên 30-40 tuổi, còn có lão già đầu đầy tóc bạc cùng với cô bé hoạt bát đáng yêu. Cô bé mặc áo nhỏ màu đỏ, quần jean xanh, giày da nhỏ màu đen, là sắc sáng trong cả một quần thể nam nhân. Trên ngực những người này cũng có ký hiệu, là một ánh trăng lưỡi liềm màu vàng nhạt. Những người này là ai vậy? Vương Dưỡng Tâm lộ vẻ mê mang hỏi. Chính khí môn, Tần Lạc cười nói, nhìn chăm chú vào nam nhân đi đầu tay nắm cô bé đi về phía Âu Dương Mệnh, nói, không biết hắn là họ Thủy hay là họ Cốc. Chính khí môn chẳng lẽ có hai môn chủ? Vương Dưỡng Tâm kỳ quái hỏi. Chính khí môn khác với Quỷ Y Phái. Quỷ Y Phái là một họ Âu Dương truyền thừa, thu môn nhân đều là nam tử trong dòng, cũng có một ít là cô nhi có tư chất chọn từ bên ngoài. Chỉ cần tiến vào Quỷ Y Phái, tất cả mọi người đều phải sửa thành họ Âu Dương. Tần Lạc nhìn thoáng qua Âu Dương Mệnh và Âu Dương Lâm, nói, Quỷ Y Phái còn có một quy củ chính là truyền nội không truyền ngoại, truyền nam không không truyền nữ. Y thuật của bọn họ chỉ có thể truyền cho nội môn đệ tử. Những người chạy sinh ý ở bên ngoài là không thể truyền thụ. Truyền nam không truyền nữ, cũng vì tránh y thuật bị truyền ra ngoài. Vương Dưỡng Tâm cười lạnh nói, Quỷ Y Phái này, cũng giống những danh môn đại phái trong tiểu thuyết kiếm hiệp mà thôi. Chỉ có thể truyền người mình, không thể truyền người ngoài. Nếu hương khói nhà mình bị gãy, môn tuyệt học này cũng sẽ mất tích. Ông nói, trước kia Trung Quốc chúng ta đúng là có rất nhiều công phu thần kỳ, chỉ là về sau dần dần thất truyền. Cho dù có, cũng không có người chịu cống hiến ra ngoài. Trung y không thịnh vượng, cũng có quan hệ rất lớn với những người trong nước có tư tâm quá nặng này. Tần Lạc gật đầu đồng ý, Tây y sở dĩ phát triển nhanh chóng như thế, là vì kiến thức của bọn họ toàn bộ trở thành tài liệu giảng dạy, cung cấp kiến thức cho tất cả những người thích y học học tập. Nhiều người học tập, nhiều người nghiên cứu, Tây y tất nhiên là có thể phát triển lớn mạnh, kỹ thuật Tây y cũng có thể biến chuyển từng ngày, lấy tốc độ nhanh nhất đổi mới. Nhưng mà, Trung y lại bất đồng. Quan điểm người Trung Quốc là đồ đệ giáo hội, sư phụ chết đói, cho dù là người mình thân thiết nhất, tất cả đều muốn giữ lại một tay tuyệt hoạt để sử dụng tương lai dưỡng lão. Cho nên, anh nếu muốn học được một ít y thuật của nhất môn kia, không có 3-20 năm là chuyện không thể nào hoàn thành. Cho dù anh chịu đựng đến trước 3-20 năm, thứ học được có lẽ cũng chỉ là một ít da lông. Đây là sự bi ai của Trung y, cũng là sự bi ai của cả dân tộc. Môn chủ chính khí phải do Thủy, Cốc hai nhà đương gia làm chủ, nhưng môn hạ đệ tử cũng phần lớn là chăm họ. Chỉ cần có thiên phú trung y, hoặc là người mang tuyệt kỹ y học, đều có thể nhập môn. So sánh mà nói, chính khí môn ngược lại thoáng hơn Quỷ Y Phái. Không phải còn có một nhà sao, tên là Bồ Tát Thủ gì gì mà. Ánh mắt Vương Dưỡng Tâm quét một vòng, hỏi, sao không thấy họ? Môn phái thứ ba tên là Bồ Tát Môn. Bồ Tát Thủ là hình dùng thủ thuật của các nàng rất cao. Tần Lạc cũng quét mắt bốn phía một cái, nói, tôi cũng thấy kỳ, sắp bắt đầu rồi, sao còn chưa thấy các nàng nhỉ? Trung niên nam nhân nắm tay cô bé kia mỉm cười, chậm rãi đi đến trước mặt Âu Dương Mệnh, cười nói, lần này Âu Dương đại ca làm chủ, đã làm phiền rồi. Cốc huynh đệ khách khí quá, trước kia Quỷ Y Phái chúng tôi cũng không phải từng làm phiền các anh sao? Âu Dương Mệnh bắt tay cười ha hả nói. Ánh mắt đặt ở trên mặt cô bé nắm tay Cốc môn chủ, hỏi, vị tiểu cô nương xinh đẹp này chắc là Cốc Tử Lễ phải không? Cốc Tử Lễ, gọi bác đi. Cốc Thiên Phàm tay con gái, nhắc nhở nói. Chào bác ạ, giọng cô bé trong trẻo cất lên. Tốt, tốt, mấy năm không thấy, Cốc Tử Lễ cũng đã lớn thành đại cô nương rồi. Âu Dương Mệnh cười ha hả nói, đưa tay muốn sờ đầu Cốc Tử Lễ, bị Cốc Tử Lễ nghiêng đầu qua, tránh đi. Âu Dương đại ca. Mọi người đến đông đủ rồi à? Cốc Thiên Phàm cười hỏi. Đến đông đủ rồi, đám nữ Bồ Tát kia đường xá xa xôi,
nên đã sớm tới 2 ngày trước rồi. Âu Dương Mệnh vừa cười vừa nói. Chàng trai thú vị mà anh nói trong điện thoại cũng tới chứ. Tần Lạc đã tới, tôi giới thiệu một chút cho anh biết. Âu Dương Mệnh quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ Tần Lạc đứng, vừa cười vừa nói. Cốc Thiên Phàm nhẹ gật đầu, dẫn đám người của mình đi tới Khổ Tể Đường. Một đám người vừa mới đi lên cầu thang, đã ngửi một làn gió thơm ùa tới. Tiếng bước chân lộn xộn vang lên, từ nơi cửa sau của Khổ Tể Đường, đi tới một đám nữ nhân tư sắc khác nhau. Những nữ nhân này đều có vẻ là thành phần trí thức đô thị, có người tóc uốn, có người mặc áo choàng, còn có người đầu kẹp tóc học sinh rát đáng yêu nhu thuận. Trang phục của các nàng mốt gợi cảm, có ủng da váy ngắn, có bộ đồ âu eo, còn có quần jean thoải mái hưu nhàn và áo da bó sát người. Những người này không giống như là truyền nhân đệ tử trong môn phái trung y xa xưa trong truyền thuyết, mà giống nữ nhân viên ở trong mấy văn phòng làm việc đi ra hơn. Tuổi của các nàng phần lớn chênh lệch, nhỏ là thì 10 mấy 20 mấy tuổi, cũng có vài phụ nữ trung niên 30 40 tuổi. Không có trang phục thống nhất, cũng không có ký hiệu đánh dấu thân phận, cùng nhau đi tới, trên đường mang theo nụ cười ôn nhu tự tin, chính là nữ Bồ Tát Tế Thế Cứu Nhân. Đúng vậy, sau khi thấy hết nhóm nam nhân lãnh khốc này tới nhóm nam nhân lãnh khốc khác, đột nhiên xuất hiện một đám nữ nhân xinh đẹp mốt như vậy, Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm đều có loại cảm giác kích động và vui sướng khi thấy Bồ Tát. Nam nữ phối hợp, trận đấu mới không nhàm chán. Vì sao trăm ngàn năm trước, những cổ nhân kia đã biết làm ra cuộc so tài đấu y tam giác hai nam một nữ này rồi chứ? Bởi vì trăm ngàn năm trước, tổ tông của chúng tôi đã hiểu rõ đạo lý này. Những cô gái này vừa nói cười rất huyên náo, vừa đi vào đại sảnh Khổ Tể Đường. Những nữ nhân kia đứng ở cửa, chỉ trỏ về phía những nam nhân này, tựa như các nàng là vào ký viện tìm niềm vui, những nam nhân này đều giống cá vàng mặc cho các nàng khiêu khích. Đặc biệt là Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm hai khuôn mặt xa lạ này, bị nhìn cũng nhiều hơn một chút. Từ nhóm có một nữ nhân hơn 30 tuổi, thân thể thướt tha phong tình chân thành đi tới chỗ Âu Dương Mệnh và Cốc Thiên Phàm, vẻ mặt khiêm tốn nở nụ cười nói. Mộc Hương ra mắt Cốc môn chủ, Âu Dương phái chủ, môn chủ bổn môn thân thể không khỏe, không thể đích thân tới tham gia lần đấu y này. Cố ý bảo tôi nói xin lỗi với hai vị, xin rộng lượng bỏ qua cho. Ha ha, không sao, chúng tôi đều có thể hiểu được, Cốc Thiên Phàm hào sảng nói. Đúng vậy, tổ tử môn chủ nên tĩnh dưỡng nhiều hơn, Bồ Tát môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng không cần tổ tử môn chủ phải tự mình ra tay. Nhưng cô bé trong tay Cốc Thiên Phàm lại có chút không vui, hỏi, chị Tô Tử bị gì thế? Sao không thể tới chứ? Cô gái có tên là loại thuốc đồng y Mộc Hương này cúi đầu nhìn Cốc Tử Lễ, trên mặt lộ nụ cười từ ái, nói, Tô Tử môn chủ đặc biệt căn dặn, nếu Cốc Tử Lễ đến đây, tự có thể tới tìm nàng. Thật à, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cốc Tử Lễ vui mừng, tiếp theo lại buồn thiu nói, em muốn gặp chị Tô Tử, mà lại muốn xem cuộc so tài đấu y, làm sao bây giờ ạ? Nghe được bộ dạng khó xử của cô bé, tất cả mọi người liền cười ha hả. Âu Dương Mệnh vào trong đại sảnh, vỗ vỗ tay, nói, Quỷ Y Phái, Bồ Tát Môn, Chính Khí Môn 3 năm có cuộc thi đấu y một lần lại bắt đầu, thực vinh hạnh, Quỷ Y Phái chúng tôi có thể đảm nhận lần so tài này. Trước khi cuộc so tài chính thức mở màn, tôi trước tiên muốn giới thiệu với các vị một người bạn. Ánh mắt Âu Dương Mệnh chuyển rời đến người Tần Lạc, cười nói, Tần Lạc, truyền nhân Thái Ất Thần Châm. Là hội trưởng nhiệm kỳ đầu và là người sáng tạo nên công hội trung y thanh thế to lớn ở bên ngoài kia. Thiên tài thầy thuốc kiệt xuất trẻ tuổi nhất trong giới y của chúng ta. Mọi người vỗ tay hoan nghênh hắn tới nào. Bộp bộp. Một trận vỗ tay thưa thớt vang lên, ngoại trừ các cô gái Bồ Tát môn cho anh chàng dễ nhìn không tính là quá đẹp trai này một ít mặt mũi. Những nam nhân Quỷ Y Phái cùng Chính Khí môn căn bản ngay cả tay cũng lười giơ lên. Hắn là thầy thuốc thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất sao? Vậy những người bọn họ là cái gì? Không thể không nói, một câu nói của Âu Dương Mệnh đã đẩy Tần Lạc về phía đối lập với tất cả những người trẻ tuổi này. Cho dù là cao thủ trẻ tuổi của Quỷ Y Phái, hay là cao thủ trẻ tuổi của Chính Khí Môn, cũng sẽ không khoan dung một người từ ngoài tới có danh tiếng và giá trị trên bọn họ. Đúng vậy, đối với bọn họ mà nói, Tần Lạc không thuộc một phái hai môn đúng là người ngoại lại. Tần Lạc hướng về bốn phía chắp tay, vừa cười vừa nói. Âu Dương phái chủ thật sự quá đề cao tôi rồi. Gọi tôi là thầy thuốc thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất. Tôi thật xấu hổ, những ngày này cùng Âu Dương Lâm của Quỷ Y Phái kết bạn thân thiết, tôi học được rất nhiều thứ ở trên người hắn, các phương diện hắn đều mạnh hơn tôi nhiều lắm. Tôi cảm thấy, tôi chỉ có thể xem như là kiệt xuất thứ hai thôi.
hắn mới là thầy thuốc thiên tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất. Tôi không bằng hắn. Âu Dương Lâm không ngờ Tần Lạc lại cất nhắc mình như vậy, sắc mặt vui mừng. Nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt cha giống như dao nhìn mình chằm chằm, vội cúi đầu, nín thở, làm bộ đối với mấy câu ca ngợi này một chút cũng chẳng để trong lòng. Chương 267, Trần nhìn trong bốn trần của Trung Y. Âu Dương Mệnh đã sớm lĩnh giáo qua tài ăn nói của Tần Lạc, biết rõ người trẻ tuổi này lời lẽ sắc bén, không phải là chén đèn nhỏ đã cạn dầu. Nhưng mà, câu nói đầu tiên của đối phương đã đẩy con mình tới vị trí lúc nãy của hắn, như vậy thật khiến gã không ngờ. Vốn Tam gia đang cạnh tranh kịch liệt, hắn đâm một kích như vậy, không phải là khiến hai nhà khác càng thống hận Âu Dương Lâm sao? Âu Dương Mệnh dù sao tâm kế hơn người, cười cười với Tần Lạc, nói, trẻ tuổi khiêm nhường là tốt. Nhưng quá khiêm nhường có thể sẽ không tốt. Lại xoay người nói với mọi người, dựa theo quy củ cuộc so tài đấu y, cứ 3 năm tổ chức một lần, do ba phương thay phiên đảm nhận làm nhà tổ chức. Năm nay vừa vặn do Quỷ Y phái đảm nhiệm làm nhà tổ chức, tất nhiên cũng do Quỷ Y phái ra đề. Âu Dương Mệnh lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Lạc, nói, nhưng mà, trận đấu năm nay có thể phải có một thay đổi nho nhỏ. Vốn tôi định mời Tần Lạc tiên sinh tới làm khách quý xem cuộc so tài này, nhưng hắn chủ động đề nghị, muốn tự mình ra sân tham gia cuộc so tài này, cùng nhóm thanh niên của chúng ta ganh đua ưu khuyết điểm. Không biết các vị có ý kiến gì không? Sau khi nói dứt lời, liền nhìn Cốc Thiên Phàm, đợi câu trả lời của hắn. Ánh mắt Cốc Thiên Phàm quan sát Tần Lạc một hồi, cười nói, tất cả mọi người đều dấn thân vào Trung Y, yêu thích Trung Y. Mục tiêu của chúng ta đều là phát triển và truyền thừa Trung Y. Có thể có thêm một vị thiếu niên anh hùng gia nhập, cũng là chuyện đáng mừng của hai môn một phái. Tôi đại biểu chính khi môn hoan nghênh sự gia nhập của người bạn Tần Lạc. Âu Dương Mệnh nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn thủ lĩnh Mộc Hương của Bồ Tát Môn. Mộc Hương vừa cười vừa nói, môn chủ chúng tôi không có ở đây, tôi cũng không phải chủ gì. Có điều, nếu Cốc môn chủ và Âu Dương phái chủ đều đồng ý, tôi nghĩ môn chủ của chúng tôi cũng sẽ không phản đối. Tôi thay mặt nàng đồng ý vậy. Âu Dương Mệnh vừa cười vừa nói, tốt lắm, nếu chính khí môn và Bồ Tát Môn đã không có ý kiến. Quỷ Y phái tất nhiên cũng hoan nghênh thanh niên tư chất ưu việt này gia nhập chúng ta. Vậy, tôi tuyên bố, cuộc đấu y một phái hai môn lần này để cho các phái tứ phương đại biểu tham gia. Vẫn theo quy củ lúc trước, có thể một người đại diện toàn bổn môn bổn phái, cũng có thể căn cứ thi đơn để chọn ưu tú tham gia. Ánh mắt Âu Dương Mệnh quét qua Tần Lạc, trong lòng thầm cười trộm. Cậu tuổi còn trẻ, có lẽ ở mặt châm cứu có thành tựu. Nhưng mà, tôi không tin cậu là nhân tài tất cả các phương diện. Người khác đều là tập hợp thực lực một môn một phái để ra so đấu, cậu liền xui xẻo rồi. So đấu châm cứu là cậu, so đấu dược tính dược lý là cậu, so đấu chuẩn đoán bệnh tại chỗ cũng là cậu. Nói cách khác, Tần Lạc phải dùng sức một người để ứng phó xa luân chiến của bọn họ. Ánh mắt Âu Dương Mệnh rất nhanh rời ra khỏi người Tần Lạc, quét nhìn toàn trường, lớn tiếng nói, bây giờ. Tôi tuyên bố, cuộc so tài đấu y chính thức bắt đầu. Âu Dương Mệnh mắt nhìn Âu Dương Mẫn. Người sau lập tức đưa lên một cái thiệp gấm niêm kín. Âu Dương Mệnh mở thiệp gấm ra, lớn tiếng đọc, đề thứ nhất. Trần nhìn trong bốn trần của Trung Y, quy tắc khảo hạch, tùy cơ rút tên người bệnh, do đại biểu khắp nơi tiến hành trần nhìn với người bệnh. Địa điểm khảo hạch, Nghiễm An Đường. Âu Dương Mệnh nghiêm trang đọc xong nội dung bên trong thiệp gấm, cười nói với mọi người, thật xin lỗi, xem ra phải mời các vị rời tới Nghiễm An Đường. Lý nên như thế, Cốc Thiên Phàm cười gật đầu. Sau đó dẫn môn nhân đệ tử chính khí môn của mình đi về chỗ hàng xe Audi đỗ trước cửa. Bồ Tát Môn ở xa Yến Kinh, tự nhiên do Quỷ Y phái phụ trách điều xe đưa đón. Mà Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm rất buồn bực ngồi cùng xe với Âu Dương Lâm. Đương nhiên, Âu Dương Lâm càng thêm buồn bực so với bọn họ. Nếu không phải lão đầu tử trong nhà tự mình dặn dò, gã thậm chí còn định trực tiếp cự tuyệt chở khách. Trần nhìn trong bốn trần của Trung Y, đây không phải là rất đơn giản sao? Vương Dưỡng Tâm kỳ quái hỏi, chỉ cần là một gã trung y hợp cách, đều có thể từ sắc mặt người bệnh mà nhìn ra một số vấn đề mà. Theo đạo lý mà nói, bọn họ không nên ra vấn đề đơn giản như vậy mới đúng chứ. Âu Dương Lâm cười lạnh một tiếng, chẳng thèm trả lời vấn đề của Vương Dưỡng Tâm. Tần Lạc không vui mà nhìn gã một cái, trả lời vấn đề còn chưa được giải đáp của Vương Dưỡng Tâm, học trung y, thứ phải học đầu tiên là gì? Thuộc tên thuốc, nhớ phương thuốc. Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt đau khổ nói, tên thuốc tối nghĩa khó đọc và phương thuốc thật dài hiển nhiên đã làm gã chịu không ít đau khổ, cho nên bây giờ một khi nhớ tới, lòng vẫn còn sợ hãi.
Tiếp theo là gì? Tần Lạc tiếp tục hỏi. Học 4 Trần Trung Y. Vương Dưỡng Tâm nói, đây là kiến thức cơ bản nhất. Không sai, cũng vì nó là cơ sở của Trung Y, cho nên mới quan trọng nhất. Giống như một nút thắt của sợi dây, nếu cậu ngay cả đầu dây cũng không tìm ra, thì làm sao có thể cởi nút thắt được? 4 Trần này, chính là đầu dây để cởi nút thắt. Nếu tìm không ra được đầu dây, hoặc là tìm đầu dây nhầm, sợi dây này sẽ càng siết chặt, có thể sẽ không gỡ được. Chẩn đoán bệnh là cơ sở, khám và chữa bệnh là mấu chốt. Cho nên, khảo hạch 4 Trần này, cũng chẳng kỳ quái chút nào. Một phái hai môn đều là cao thủ Trung Y, tất nhiên là không xa lạ gì 4 Trần này. Về phần tại sao thi kiến thức cơ bản này, là vì theo nhỏ mới thấy lớn. Nếu có thể từ vấn đề nhỏ phát hiện tật bệnh trọng yếu ẩn sâu trong thân thể bệnh nhân, đây mới thực sự là cao thủ Trung Y. Tần Lạc cười giải thích. Vương Dưỡng Tâm lúc này mới hiểu rõ mà nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. Tất cả tuyển thủ tham gia cuộc đấu này đều tinh thông 4 Trần này. Cũng chính là vì như vậy nên muốn phân cao thấp, cũng cần phá lệ mà thật cẩn thận. Tần Lạc gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh lướt qua rất nhanh, lại đột nhiên mất đi hứng nói chuyện. Tất nhiên tham gia cuộc so tài này, tất nhiên phải liều mạng phân cao thấp với những cao thủ này mới được. Thắng lợi là thứ mỗi người đều khát vọng, nhưng mà, hắn hy vọng nhất, vẫn là mượn cuộc đấu y này để mở rộng tầm mắt của mình, làm phong phú kiến thức của mình. Nếu có thể học được mấy món tuyệt kỹ, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Về phần thất bại ư, hắn thật không nghĩ tới. Nghiễm An Đường là hiệu thuốc lớn thuộc Quỷ Y Phái, ở cạnh trung tâm phố xá sầm uất ở Yến Kinh, nằm ở khu vực tấc đất tấc vàng, mà chiếm diện tích cũng không nhỏ, thoạt nhìn rất có quy mô. Điều này khiến Tần Lạc lần nữa cảm thán trong lòng, thật ra, Trung Y vẫn là kiếm tiền. Đương nhiên, chỉ là một số bộ phận kiếm tiền thôi. Nếu như có thể giống như Tây Y tất cả những người hành nghề đều có thể kiếm được tiền, lúc này mới tính là phát triển Trung Y chân chính. Nếu anh làm việc không kiếm được tiền, anh sẽ chăm chỉ làm việc sao? Đáp án nhất định là không làm. Bởi vì lo khiến người ta chú ý quá, cho nên xe của bọn họ chia làm mấy đội chạy tới bãi đậu xe của tiệm thuốc. Đoàn xe của Quỷ Y Phái đỗ thẳng ở cạnh cửa ra vào của thương trường, sau đó một đám người đi bộ tới hiệu thuốc lớn Nghiễm An Đường để tập hợp. Người phụ trách Nghiễm An Đường đã nhận được điện thoại, đã sớm ở cửa chờ. Gã là một nam nhân trung niên đeo kính, dáng người hơi mập, thoạt nhìn trông rất khôn khéo. Sau khi nhìn thấy Âu Dương Mẫn, vội tiến lên đón, cung kính báo cáo, ông chủ, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Xem ra, hiệu thuốc của Quỷ Y Phái toàn bộ làm ăn đều do Âu Dương Mẫn quản lý. Nếu không, người này cũng sẽ không xem nhẹ Âu Dương Mệnh, chỉ chào hỏi một mình Âu Dương Mẫn. Về phần phái chủ Âu Dương Mệnh bình thường phụ trách công việc gì, cũng chẳng biết. Âu Dương Mẫn nhẹ gật đầu, nói với mọi người, xin các vị theo tôi vào. Nói xong, liền dẫn đường, dẫn theo một nhóm người vào hiệu thuốc. Sau đó đi thẳng vào trong. Phía sau có một gian phòng rất lớn, xem ra bình thường là chỗ hội nghị thường kỳ của công nhân viên. Chỉ là sau một phen điều chỉnh, đồ vật bên trong phần lớn đều chuyển đi. Bây giờ ở giữa, chỉ còn mấy cái bàn và mấy cái ghế tựa. Bên cạnh còn có nhân viên phục vụ xinh đẹp đã chuẩn bị trà nóng, thấy nhóm khách quý tiến vào, liền ân cần bưng trà đưa nước cho những người khách này. Đợi đến khi ổn định xong, Âu Dương Mệnh lại đứng lên nói, chúng tôi đã đưa ra đề đầu tiên, bây giờ, tất cả mọi người có thể phái ra đại biểu mà mình đã chọn. Cốc Thiên Phàm quét mắt ra sau, nhẹ gật đầu với một lão nhân tuổi đã cao. Lão nhân hiểu ý, bước về phía một cái bàn ở giữa, chắp tay với bốn phía, sau đó ngồi xuống ghế. Âu Dương Lâm đi tới, nhỏ giọng nói bên tai cha chuyện gì đó. Âu Dương Mệnh trừng mắt liếc hắn một cái, chọn một nam nhân trung niên tướng mạo bình thường nhưng ánh mắt cực kỳ âm lãnh tới. Bồ Tát Môn hiển nhiên với trận đấu này cũng là tình thế bắt buộc, thủ lĩnh Mộc Hương của các nàng tự mình ra sân, ngồi ở bàn thứ ba. Tần Lạc không thể chọn lựa, bản thân chạy tới cái bàn thứ tư ngồi xuống. Chọn số, Âu Dương Mệnh lần nữa lên tiếng. Người phụ trách Nghiễm An Đường lập tức đưa lên một cái rổ nhỏ, hai mặt rổ có mười mấy tờ giấy nhỏ vo tròn. Phía trên những viên giấy này đều có một cái tên cùng dãy số tương ứng. Âu Dương Mệnh đưa rổ tới trước mặt bốn người dự thi, ý bảo tùy một người trong họ rút một số. Mộc Hương là cô gái duy nhất trong bốn người, mọi người liền cùng đề cử do nàng chọn một con số đầu. Mộc Hương mỉm cười nói cảm ơn, sau đó liền lấy một viên giấy từ trong rổ ra. Âu Dương Mệnh nhận lấy quả bóng, mở ra ở trước mặt bốn người, sau đó hỏi, số 6 Lưu Dịch.
mọi người có dị nghị gì không? Nếu có người có dị nghị, sẽ bỏ số này đi. Chọn một lần nữa, nếu lo có hành vi gian lận, có thể đi tới hiện trường tìm người bệnh. Không ai dây dưa ở vấn đề này, tất cả mọi người đều đồng ý chọn số 6 làm đối tượng để trần nhìn. Vì vậy, người phụ trách tiệm thuốc kia chạy rất nhanh ra ngoài dẫn một nam nhân đi vào. Lưu Dịch mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi thấy một đám người hoặc đứng hoặc ngồi ở trong phòng vẫn giật mình. Không phải nói là chuyên gia đặc biệt ngồi trần sao? Sao thoáng cái đã mời tới nhiều chuyên gia vậy? Người phụ trách nghiễm an đường lại giải thích với Lưu Dịch một phen, gã mới dám đi tới trước hai bước. Mặc cho ánh mắt của một nữ ba nam nhìn tới nhìn lui trên người trên mặt mình. Tiếp theo, đã có người cầm bút máy trên bàn lên, bắt đầu viết tràn lan trên giấy. Tần Lạc không vội viết ra đáp án trần nhìn của mình, mà con mắt cẩn thận nhìn Lưu Dịch. Đối phương phát hiện quan sát của hắn, liền né tránh rất nhanh. Ước chừng sau 3 phút đồng hồ, lúc này mới mở nắp bút bắt đầu viết. Khi hắn bắt đầu viết, vị đại biểu quỷ y phái kia đã dừng bút. Âu Dương Mệnh đi qua, dùng bút đỏ ghi số 1 lên trên đơn thuốc gã trình lên. Tiếp theo, vị trưởng giả chính khí môn cũng giao kết quả chẩn bệnh của mình lên. Mộc Hương mặc dù tốn thời gian nhiều hơn một chút, cũng chỉ là dùng 7-8 phút. Tần Lạc là người viết cuối cùng, cũng là người đưa bài thi cuối cùng. Âu Dương Mệnh nhận lấy tờ đơn thuốc của hắn, cười cười với hắn, sau đó dùng bút đỏ viết trên giấy số 4. Bởi vì dùng sức quá mạnh, ngòi bút đâm rách cả giấy. Chương 268, không bệnh giả bộ bệnh. Đợi đến sau khi người cuối cùng giao đơn thuốc lên, chuột bạch Lưu Dịch được người ta mời ra ngoài. Âu Dương Mệnh cầm 4 tờ đơn thuốc, cười nói, 4 vị đã trần nhìn xong, bây giờ, chúng tôi có thể mời ban giám khảo tới duyệt 4 tờ này. Ai yêu ai kém, rất nhanh sẽ có kết quả. Âu Dương Mệnh nhìn thoáng qua Cốc Thiên Phàm, nói, xin ban giám khảo xem xét. Cốc Thiên Phàm gật đầu, nói, xin mời 3 vị tiên sinh Đường Phong Hà, Trúc Y, Vũ Đình đảm nhiệm lần đánh giá này. Vì vậy, từ sau gã đi ra 3 lão nhân râu tóc bạc trắng. Tần Lạc hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là, người làm giám khảo cuộc so tài này nhất định là nhân vật công lập ba phương. Nhưng không ngờ, 3 giám khảo này toàn bộ đều là người của chính khí môn. Nếu vậy, cuộc so tài này có thể đảm bảo công bình công chính sao? Nhưng khi Tần Lạc cẩn thận chú ý nam nhân mặt lừa của quỷ y phái và mộc hương của Bồ Tát môn ở bên cạnh, phát hiện trên mặt hai người bọn họ không có chút mất bình tĩnh nào. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã sớm tiếp nhận phương thức bình xét như vậy rồi. Người đứng xem cũng trầm mặc không một tiếng động, không ai đưa ra bất cứ dị nghị gì, giống như tất cả mọi người vô cùng có lòng tin với 3 lão già gầy khọm này. Tần Lạc nghĩ thế liền thấy thoải mái. Loại phương thức tranh tài này thoạt nhìn phi thường không hợp lý, ví dụ như danh sách bệnh nhân này đều do quỷ y phái cung cấp, bọn họ muốn động tay động chân thật sự rất dễ dàng. Mà giám khảo tất cả đều do chính khí môn đảm nhiệm, bọn họ muốn thiên vị cho môn nhân của mình, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng mà, mọi người không nên quên, mỗi một vị ở đây đều là thánh thủ trung y, ra bên ngoài tùy tùy tiện tiện đều có thể trở thành danh y một phương. Nếu quỷ y phái muốn động tay động chân trên người bệnh mà nói, rất khó tránh được mắt đỏ ánh vàng của những người này. Nếu giám khảo chính khí môn cử ra có chút thiên vị, mấy nhà khác làm sao chịu đáp ứng chứ? Hơn nữa, mọi người trăm ngàn năm trước, tư tưởng thật sự là đơn thuần đáng yêu hơn. Bọn họ có thể vì tín ngưỡng và yêu thích của bản thân mà hy sinh hết thảy của mình, kể cả tính mạng. Bọn họ có ngạo khí cùng thanh cốt đặc biệt của một gã trung y, về phần loại chuyện này. Bọn họ rất khinh thường. Chính khí môn, nếu không có một thân chính khí này, sợ là cũng sẽ không có tên như vậy. 3 lão nhân kia nhận 4 tờ danh sách trong tay Âu Dương Mệnh, sau đó tụ lại cùng nghiên cứu cẩn thận. Thỉnh thoảng còn có tiếng thảo luận rất nhỏ. Không biết thảo luận đến bài của ai mà xảy ra chuyện trái quan điểm gì đó. Âu Dương Mệnh nghi hoặc nhìn sang, mặc dù tâm muốn tìm hiểu đến cùng là chuyện gì. Nhưng dựa theo quy củ, gã sau khi đưa đơn thuốc, liền không thể tiếp xúc với ban giám khảo. Cũng chỉ có thể đứng tại chỗ chờ kết quả. Một lúc sau, 3 người rốt cuộc cân nhắc đưa ra quyết định cuối cùng. Phong Hà sắc mặt đen như than đứng ở trong đại sảnh, lớn tiếng nói, tứ phương trần nhìn, chọn Bồ Tát môn Mộc Hương là đệ nhất. Công chính bình thản, không vội vàng. Chính khí môn thứ 2, cẩn thận toàn diện, từ ngoài vào trong. Quỷ y phái đứng thứ 3, có thêm một kỹ thuật, nhưng đây chỉ là một kỹ thuật trần nhìn, dùng chính bổ chính, dùng chính áp tà. Không thể quá chuyên quyền độc đoán. 3 thứ hạng trước đã đưa ra,
Tần Lạc dĩ nhiên là gã thứ 4 còn sót lại. Kết quả tuyên bố xong, lão già đen gầy cũng không lập tức xuống đài, mà lại cau mày nói, có điều, kết quả trần nhìn của cậu Tần Lạc có chênh lệch rất lớn với ba vị kia. Thoạt nhìn, giống như là trần lầm. Trần lầm. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười ầm ầm. Đây là chỗ nào, đây là trường hợp gì thế? Đại hội đấu y hai môn một phái, chính là sự kiện thần thánh nhất cũng là thần bí nhất. Tuyển thủ mỗi một nhà phái ra tham gia đấu y đều là tuấn kiệt một thời của bổn môn phái, y thuật cực kỳ xuất chúng. Mọi người so đấu y thuật, phần lớn là tập hợp chi tiết cùng hiếm có. Giúp nhau xác minh, cũng có thể giúp nhau đề cao. Nhưng mà, cái đại hội đấu y 3 năm một lần, nhiều năm so đấu như vậy, vẫn chưa từng có vị tuyển thủ nào xuất hiện hiện tượng trần lầm cả. Trần lầm là gì? Chính là khám và chữa bệnh sai. Nếu xuất hiện trần lầm, chứng minh ngay cả tư cách tham gia đại hội cũng không có. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những người đứng xem bật cười. Trần lung tung, Âu Dương Mệnh vẻ mặt vui cười lắc đầu, nghĩ thầm, thằng nhóc này vừa ra đã quậy loạn như vậy, sau đó làm sao còn mặt mũi mà tiếp tục so đấu. Lại nói chuyện xác nhập công hội trung y với hắn, hắn sẽ không còn gì để từ chối đúng chứ. Nếu từ chối, chuyện này cũng có thể viết lên báo. May là con không ra tay. Âu Dương Lâm cười vô cùng vui vẻ, mặc dù gã rất muốn kết quả tự mình đánh bại Tần Lạc. Nhưng mà, hắn cứ tự bại với phương thức mất mặt như vậy, hình như cũng rất thú vị. Gã vẫn có thể từ đó tìm được phần khoái cảm thuộc về mình. Cốc Tử Lễ nhìn cha của mình, cười hì hì nói, ba ba, đại ca ca kia thật ngốc nha. Ngay cả con cũng nhìn ra vấn đề, hắn sao lại nhìn không ra chứ? Cốc Thiên Phàm cũng mặt đầy nghi ngờ. Mặc dù cảm thấy không thể nào có thể xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà, gã vẫn có lòng tin với ba vị cao nhân chính khí môn. Với phẩm cách khí khái của bọn họ thì không thể nào đưa ra bình luận bất công võ đoán được. Cốc Thiên Phàm nhìn Tần Lạc ngồi yên ở đó mặt không chút thay đổi, tâm tư vừa động, nói, Phong lão có thể giải thích cho mọi người biết tại sao lại đánh giá vậy không? Phong lão gật đầu, nói, mọi người đều biết, cái gọi là trần nhìn, chính là quan sát sự thay đổi thần, sắc. Hình, thái của người bệnh. Thần là trạng thái tinh thần, thần khí, sắc là biểu hiện màu sắc tươi khô bên ngoài khí huyết ngũ tạng, hình là dấu hiệu hình thể khỏe mạnh hay suy yếu, thái là biểu hiện động thái linh hoạt hay ngốc trệ. Đây ứng với mặt, miệng, mũi, răng, lưỡi và lông của người bệnh, lại quan sát ra, tứ chi để biết thần của người bệnh. Tiên sinh Biển Thước đứng đầu công hội trung y chúng ta rất xem trọng và cũng rất giỏi về trần nhìn, liệt nó đứng đầu bốn trần. Thần thái người chia làm đắc thần. Vô thần, giả thần. Đắc thần còn được gọi là hữu thần, là biểu hiện tinh xung, khí túc, thần vượng, khi mang bệnh, mặc dù bệnh còn chưa gây tổn thương rõ, là biểu hiện bệnh nhẹ, nhưng dự đoán bệnh khá dễ. Vô thần còn gọi là thất thần, là biểu hiện tinh tổn, khí thiếu, thần suy. Mà giả thần là biểu hiện giả khi bệnh nhân đang nguy kịch xuất hiện tinh thần tạm thời chuyển biến tốt, là dấu hiệu trước giai đoạn cuối, không phải là dấu hiệu tốt. Cũng là câu cửa miệng hồi quang phản chiếu mà chúng ta hay nói. Bồ Tát môn, quỷ y phái cùng với chính khí môn, đại biểu ba phương này đều trần nhìn người bệnh là vô thần, tức là tinh tổn khí thiếu, thể nội có bệnh. Mà kết quả của cậu Tần Lạc là, Phong Hà liếc nhìn Tần Lạc một cái, nhưng không nói ra câu kế tiếp. Là gì? Cốc Thiên Do lên tiếng hỏi. Không bệnh giả bộ bệnh, Phong Hà nhìn thoáng qua Âu Dương Mệnh, trầm giọng nói. Đơn thuốc dân gian ở đây, mọi người có thể tự do đọc qua. Phong Hà vừa nói xong. Lại đưa bốn đơn thuốc trần nhìn cho Âu Dương Mệnh. Âu Dương Mệnh xem mấy lần, liền sắc mặt ngưng trọng mà chuyển cho Âu Dương Mẫn bên cạnh. Một truyền một, tất cả mọi người đang đợi để xem đơn thuốc của Tần Lạc. Cốc Thiên Phàm sau khi xem xong, nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc, cậu có thể giải thích cho mọi người một lần, vì sao lại viết ra đánh giá như vậy không? Bởi vì sự thật chính là như thế, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Vương Dưỡng Tâm vội ở bên cạnh dậm chân, vị đại sư huynh này. Ở địa bàn của người ta, anh hãy thu liễm một chút đi. Đừng giỡn chơi nữa. Cốc Thiên Phàm liền nhíu mày rậm, nói, vừa rồi người bệnh số 6 kia tôi cũng đã gặp. Sắc mặt của hắn đỏ, mắt có tơ máu, khóe môi khô nứt, chỗ cằm có đậu nhiệt. Dựa theo suy luận thông thường, người bệnh hẳn là dương hỏa thịnh vượng, mạch gan không thông, thể nội có bệnh mới đúng. Không sai, dựa theo suy luận bình thường, đúng thực là như vậy. Tần Lạc cười gật đầu, nhưng mà... Tôi ở trên đơn thuốc có viết qua, hắn là không bệnh giả bộ bệnh. Hắn vì sao phải làm vậy? Có người nào không có bệnh lại chạy tới xem bệnh chứ?
Mộc Hương quay sang nhìn người trẻ tuổi, cười hỏi. Đáp án này, phải hỏi người bệnh. Tần Lạc nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ nhân này, trả lời. Tất cả mọi người đã nhìn ra, mũi nhọn của Tần Lạc chĩa thẳng vào Quỷ Y Phái. Cho dù là ai cũng đều hiểu rõ, người bệnh này là người do Quỷ Y Phái cung cấp. Nếu có vấn đề gì, nhất định là vấn đề của Quỷ Y Phái. Âu Dương Lâm híp mắt nhìn Tần Lạc, nói, người trẻ tuổi, anh có biết những lời anh nói có ý vị như thế nào đối với Quỷ Y Phái tôi không? Quỷ Y Phái có thể đứng vững vàng trăm ngàn năm, cũng là dựa vào cố gắng và chữ tín của vô số đệ tử để chèo chống. Anh bây giờ đang vũ nhục mấy trăm đệ tử chúng tôi cùng danh tiếng tích lũy trăm ngàn năm đấy. Tôi không có ý vũ nhục các người, chỉ nói ra một sự thật mà thôi. Tần Lạc cười khổ nói, đương nhiên, tôi cũng biết, người nói thật luôn khiến người khác không thích. Nhưng mà, tôi không hy vọng có người lợi dụng lợi thế là sự tín nhiệm của người khác. Âu Dương Mẫn sắc mặt xanh mét, quát lên, Lý Cường, mời người bệnh tới. Ông chủ Nghiễm An Đường vẻ mặt cứng đờ, vội chạy ra ngoài. Chỉ lát sau, lại dẫn Lưu Dịch kia tới. Trông bộ dạng Lưu Dịch rất không hài lòng, tức giận nói, các người đây là hiệu thuốc gì? Gọi người tới đuổi người đi. Tôi là tới xem bệnh, không phải là tới xem các người diễn trò. Các người nếu có thể xem thì xem, không xem được thì tôi tìm nhà khác. Cũng không hiếm mấy chuyên gia chó má như các người. Chuyên gia luôn một tính, không có đổ bùi tiếng chửi, nào dùng được. Nói xong, Lưu Dịch định xoay người rời đi. Đứng lại, Âu Dương Mẫn quát lên. Một tiếng giống to này của Âu Dương Mẫn mười phần tức giận, hù Lưu Dịch giật mình một cái, khí thế liền yếu đi mấy phần, nói, ông muốn gì? Ai sai cậu tới, Âu Dương Mẫn quát lạnh nói. Cái gì, sai gì, tôi bị bệnh, đến xem bệnh, còn cần sai tới sao? Tôi nói này, mấy người các ông có phải bị bệnh không hả? Mà có cũng đừng lây bệnh cho tôi. Nói xong, xoay người định chạy. Ngăn hắn lại, Âu Dương Mẫn quát lên. Nhưng mà, người phụ trách Nghiễm An Đường đứng bên cạnh kia giống như định chạy, có điều trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Mãi đến khi Lưu Dịch từ trước mặt gã xông ra ngoài, gã mới giật mình kêu lên, mau ngăn hắn lại. Mau ngăn hắn lại. Chương 269, sợ hãi. Người nọ lời còn chưa dứt, liền muốn rời đi vội vội vàng vàng như vậy, đã sớm khiến cho mọi người hoài nghi. Cốc Thiên Phàm ánh mắt luôn luôn ôn hòa cũng tràn đầy tức giận, khóe mắt hơi giật, cau mày nói, bắt hắn về, trả lại sự trong sạch cho Quỷ Y Phái. Đúng vậy, nếu để cho người giả bệnh kia chạy mất, liền chứng thực chuyện Quỷ Y Phái ở vòng đầu. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh hết thảy những chuyện này, nhưng trong lòng mọi người đều sẽ hoài nghi như vậy. Vừa dứt lời, liền từ sau gã lao ra hai người trẻ tuổi, đuổi theo hướng vừa rồi Lưu Dịch chạy. Con đuổi theo bắt hắn trở về. Âu Dương Lâm nói một tiếng, cũng chạy ra ngoài theo. Thấy ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều nhìn mình, Âu Dương Mệnh sải bước về phía trước, nghiêm nghị nói, chuyện hôm nay, Quỷ Y Phái nhất định sẽ tra ra manh mối, cho các người một cái công đạo. Cuộc so tài đấu y tổ chức mấy trăm năm rồi, từ khi tôi tiếp nhận chức phái chủ Quỷ Y Phái, cũng đã tự mình dẫn người tham gia mười mấy lần, còn chưa từng phát hiện loại sự kiện xấu xa này. Tầm mắt của hắn chuyển rời đến trên người Tần Lạc, cười nói, đánh người không đánh mặt, giết người không làm nhục người. Quỷ Y Phái lập phái trăm năm, danh dự so với tính mạng tôi còn quan trọng hơn. Tôi tự đánh giá, Quỷ Y Phái từ trên xuống dưới sẽ không làm loại chuyện này. Loại thủ đoạn vô sỉ này, chúng tôi cũng không rảnh mà làm. Hy vọng không phải là có người có ý khiêu khích ly gián. Nếu để chúng tôi tra ra kẻ chủ mưu đứng phía sau, tất sẽ không chết không ngừng. Hiển nhiên, gã tưởng đây là Tần Lạc cố ý trả thù nhắm vào Quỷ Y Phái. Tần Lạc cười cười, cũng chẳng thèm để ý, nhưng Vương Dưỡng Tâm ở bên cạnh thì lại lộ vẻ sốt ruột, nhưng cũng không thể làm gì được. Chúng tôi tất nhiên là tin Quỷ Y Phái sẽ không làm chuyện nhàm chán này. Cốc Thiên Phàm vừa cười vừa nói. Đúng thế, Âu Dương Phái chủ không nên giận vội, tin chắc chuyện rất nhanh có thể tra ra manh mối. Mộc Hương cũng cười nói. Rồi hướng Tần Lạc bên cạnh nói, anh chàng đẹp trai, cậu xác định mình không nhìn lầm chứ? Tôi dù sao cũng không thể gây náo loạn mưu lợi ở loại sự tình này được đúng chứ? Nếu không, vòng thứ nhất chẳng phải bị các người đuổi thẳng cẳng à? Tần Lạc cười nói, đương nhiên, cũng có thể là tôi nhìn sai. Đó cũng là vấn đề tôi học nghệ không tinh. Mộc Hương nhẹ gật đầu, nhìn ánh mắt Tần Lạc nhưng lại hiện lên một tia nghi hoặc. Vòng đấu đầu tiên là đơn giản nhất, cũng là không đơn giản nhất, vì đòi hỏi một khởi đầu tốt đẹp, hai môn một phái đều phái ra đại biểu kiệt xuất trong môn mình.
Mộc Hương với y thuật của mình có lòng tin trọn vẹn. Ở trong Bồ Tát môn này, ngoại trừ môn chủ cùng ma ma tánh khí nóng nảy kia, những người khác thật đúng là không bằng mình. Nhưng mà, chẳng lẽ ba người mình đều bị người bệnh kia lừa gạt, chỉ có một mình hắn thấy rõ chân tướng sao? Điều này sao có thể? Không để cho đám người đợi lâu, rất nhanh, hai cao thủ chính khí môn liền dẫn Lưu Dịch còn đang liều mạng giãy giụa trở về. Thả tôi ra, các người muốn làm gì? Tôi phải báo cảnh sát, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Thả tôi ra, Lưu Dịch mặt đầy phẫn nộ, liều mạng đấm đá, nhưng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của hai nam nhân kia. Âu Dương Mẫn bước lên trước, hỏi, nói, là ai sai khiến cậu? Tôi không hiểu ông rốt cuộc đang nói cái gì, tôi tới xem bệnh, còn cần người sai khiến sao? Lưu Dịch thở phì phì nói. Cậu có bệnh gì? Âu Dương Mẫn theo dõi con mắt đầy tơ máu của gã, lên tiếng hỏi. Ông người này thật buồn cười, nếu tôi biết mình bị bệnh gì, còn cần chạy tới tìm thầy thuốc sao? Lưu Dịch giễu cợt nói, nhanh thả tôi ra để tôi về nhà. Nếu không, tôi sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát đó. Cậu có bệnh hay không, chúng tôi tất nhiên sẽ tra ra được manh mối. Lúc Âu Dương Mẫn nói chuyện, đã đi qua giữ cổ tay Lưu Dịch. Ánh mắt Lưu Dịch kinh hoàng, lại một lần nữa dùng sức giãy giụa, không để yên cho Âu Dương Mẫn bắt mạch. Bốp! Âu Dương Mẫn tát một cái trên mặt Lưu Dịch, phẫn nộ quát, cậu chỉ là thân thể mệt mỏi thôi. Căn bản không hề có chuyện bị bệnh, nói, rốt cuộc là ai sai cậu? Tôi thật không có, Lưu Dịch còn muốn chống chế, trên mặt lại bị tát mạnh một cái. Trong lòng Âu Dương Mẫn trầm xuống, biết chuyện này khó khăn, cau mày đi tới, nói, mỗi người ở đây đều là thầy thuốc. Cậu có bệnh hay không, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được chúng tôi sao? Nói đi. Là ai sai cậu chạy tới giả người bệnh? Yên tâm, sau khi nói cậu có thể rời đi, tôi sẽ không làm khó cậu. Tôi, trong lòng Lưu Dịch có chút do dự, ánh mắt liếc về phía Lý Cường của Nghiễm An Đường, cũng không dám lên tiếng. Bùm! Lý Cường lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Âu Dương Mẫn, tát mạnh mình mấy cái, một màn nước mắt nước mũi mà khóc lóc kể lể nói, ông chủ, là tôi làm. Đều là lỗi của tôi, ngài trừng phạt tôi đi, tôi biết sai rồi. Ông chủ lớn, ngài trừng phạt tôi đi. Âu Dương Mẫn tức giận xanh cả mặt, phẫn nộ hỏi, Lý Cường, tôi bình thường đối đãi với anh không tệ, anh sao lại hại tôi như thế? Ông chủ, tôi sai rồi, ngài trừng phạt tôi đi. Tôi biết sai rồi, Lý Cường khóc lóc nói. Anh tất nhiên là sai rồi. Nói cho tôi biết, là ai bảo anh làm thế? Âu Dương Mẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Cường, lên tiếng hỏi. Tôi không thể nói được. Lý Cường quỳ trên mặt đất nói. Vì sao không thể nói? Thớ thịt trên mặt Âu Dương Mệnh run bần bật, nén giận hỏi. Phái chủ, là tôi bảo hắn làm vậy. Âu Dương Lâm vẫn luôn nấp ở sau đám người đứng ra nói. Bốp, bốp, bốp. Âu Dương Mệnh liên tục ra tay ba lần, giống như bạt tai không cần tốn tiền, tát mạnh ba cái trên mặt con mình. Đây đúng là gã đánh thật, tay còn chưa hạ xuống, mặt Âu Dương Lâm đã tím đỏ một mảnh. Khóe miệng cũng rỉ máu. Vì sao? Âu Dương Mệnh nhìn chằm chằm con của mình, hỏi. Bởi vì con muốn chứng minh con mạnh hơn hắn. Âu Dương Lâm nhìn chằm chằm Tần Lạc, giọng nói hung ác phẫn nộ nói. Tần Lạc cười khổ không thôi. Sao mình cứ bị nam nhân ghét vậy chứ? Không phải chỉ là răn dạy gã vài câu thôi sao? Cần gì phải dùng bộ dạng muốn sống muốn chết như vậy chứ? Không sai, chuyện này đúng là Âu Dương Lâm làm. Gã là người nối nghiệp nhiệm kỳ tiếp theo của quỷ y phái, không chỉ có học y từ cha, còn phải học chú quản lý sinh ý của gia tộc. Cho nên, ông chủ Nghiễm An Đường này cũng là chỗ quen thuộc hơn nữa là nhân vật có thể sai khiến. Mục đích của gã cũng đúng là vì trả thù Tần Lạc, định ra oai phủ đầu hắn. Cuộc so tài đấu y lần này, quỷ y phái là chủ nhà. Âu Dương Lâm đã sớm từ trong thư phòng của cha nhìn lén để mục trận đầu. Ngày hôm qua sau khi xảy ra xung đột với Tần Lạc, trở về trái lo phải nghĩ, rốt cuộc quyết định tạo một ít khó khăn cho Tần Lạc ở trận đầu này. Cũng chỉ có trận này, mới có khả năng làm được. Phải biết rằng, Trần Nhìn, là không thể đến gần bệnh nhân. Mà là một cao thủ trung y, muốn một người khỏe mạnh giả thành người bệnh, cũng không phải là một chuyện khó khăn. Lại nói, Âu Dương Lâm cũng căn bản không cần giúp người bệnh ngụy trang, bởi vì gã biết, đối với những cao thủ cao minh tựa quỷ mà nói, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu ngụy trang của người bệnh. Cho nên, gã dùng chính là dịch dung tự nhiên. Gã chạy tới tìm Lý Cường người phụ trách Nghiễm An Đường, bảo gã tìm giúp một người khỏe mạnh đáng tin cậy.
Buổi tối hôm đó cùng ngày hôm sau không cho gã ăn bất cứ thứ gì, không được uống nước, thậm chí ngay cả đi ngủ cũng không cho gã ngủ. Khóa gã ở trong phòng xem một khúc chủ đề chàng là gió, em là cát của Hoàn Châu cách cách không ngừng phát hình ầm ĩ, volume mở tối đa, khiến gã bị tra tấn song song tinh thần và thân thể. Đây cũng là nguyên nhân sau đó Lưu Dịch tinh thần uể oải không phấn chấn, sắc mặt phát đỏ, môi khô nứt, mắt đầy tơ máu. Mặc dù Lý Cường cảm thấy kỳ lạ là ông chủ nhỏ này sao lại đưa ra yêu cầu quái dị như vậy, nhưng mà, gã vẫn làm theo lời hắn. Hơn nữa, Lưu Dịch mà gã tìm này là em họ của gã, mình đã giúp gã không ít việc, đối với mình coi như là trung thành tận tâm. Âu Dương Lâm vì xác định Lưu Dịch có thể sử dụng được, nên gã lại cùng người phụ trách Nghiễm An Đường thương lượng, cho dù bọn họ rút dãy số nào, đều dẫn Lưu Dịch tới. Gã còn xin cha, cho bản thân tự mình ra trận ở vòng đầu. Nếu người khác không thể nhìn ra sự nguy trang của Lưu Dịch, gã liền tự mình viết ra, trong cuộc đấu y này đột nhiên nổi tiếng, tranh nén hương đầu cho quỷ y phái. Nếu có người đã nhìn ra, nói đây là một cái bẫy nhỏ trong đề, không có quan hệ gì với mình cả. Hơn nữa, gã còn biết rõ, cuộc so tài đấu y đã cử hành được trăm ngàn năm. Hình như cho tới bây giờ đều chưa có người ý đồ xấu. Tư duy theo quán tính. Những người dự thi này tất sẽ không hoài nghi vòng thứ nhất đã có người làm giả phải không? Chỉ khiến gã không ngờ chính là, vòng đầu cha căn bản không để gã ra sân. Gã càng không ngờ chính là, người vạch trần âm mưu này là Tần Lạc mà mình một lòng muốn đánh bại. Bởi vì gã quá mức chủ quan, lúc ba vị chính khí môn công bố ra thành tích, gã không kịp đứng ra tuyên bố tồn tại bẫy dập này. Lại do dự trong nháy mắt, sau khi ban giám khảo công bố kết quả của Tần Lạc, gã cũng không chủ động đứng ra thừa nhận sự cao minh của Tần Lạc, rốt cuộc khiến chuyện phát triển đến loại tình trạng không thể khống chế được này. Mày muốn chứng minh, vì sao không đường đường chính chính đi ra chứng minh hả? Sao lại làm ra hoạt động vô sỉ này? Vì sao, mày bảo tao nên nói gì đây? Phổi của Âu Dương Mệnh cũng sắp nghẹt thở. Gã không ngờ chuyện này thật sự có người đứng phía sau sai khiến, hơn nữa kẻ chủ mưu còn là con của mình. Danh dự ngàn năm của quỷ y phái bị mất không tính. Chính hắn là một người cha cũng thật sự là quá thất bại. Quan trọng hơn là, xuất hiện chuyện này rồi, sau này, gã còn có thể truyền đại vị cho Âu Dương Lâm sao? Nếu như truyền cho nó, đệ tử khác có ý kiến gì không? Coi như là đệ tử trong quỷ y phái cũng không dị nghị, hai môn khác sẽ đồng ý sao? Bọn họ còn có thể đồng ý cùng một phái chủ có tiền khoa tiếp tục tổ chức cuộc đấu y đã biến chất sao? Nghĩ tới điều này, đầu Âu Dương Mệnh liền nóng lên. Thật muốn nằm dưới đất giả chết cho rồi. Tên súc sinh này, sao lại ngu xuẩn đến mức đó chứ? Vào lúc Âu Dương Mệnh tâm loạn như ma, Âu Dương Lâm cũng bị vấn đề của cha làm hỗn loạn. Đúng vậy, nếu mình muốn thắng, có thể đường đường chính chính khiêu chiến hắn mà. Mình vốn là nghĩ như vậy mà, sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý giữa chừng chứ? Vì sao? Vì sao? Một đáp án Âu Dương Lâm rất không thích thừa nhận từ đáy lòng gã xông ra. Chẳng lẽ, trong tiềm thức, mình cũng nghĩ là không có cách gì thắng hắn sao? Chẳng lẽ, mình đang sợ ư? Chương 270, thắng một trận nhỏ. Nghĩ tới loại khả năng này, tựa như có giỏi trong xương, xua như thế nào cũng không cách gì thoát khỏi. Chính gã cũng không hiểu, mình sao lại có thể sợ Tần Lạc chứ? Mình là đệ tử kiệt xuất của quỷ y phái một trong ba lưu phái lớn xưa nhất Trung Y, thuở nhỏ đã theo cha cùng kỳ nhân trong phái học thuật. Đọc đủ thứ sách thuốc. Y thuật cao minh, là nhân vật nổi trội trong quỷ y phái xuất hiện lớp lớp nhân tài. Lại làm sao có thể bại bởi kẻ nửa đường xuất gia kia được? Chẳng lẽ là do bị hắn dỗ cho một trận, bản thân mình liền khiếp đảm? Hay là do sốt ruột báo thù nên đã đi lên ngã rẽ khác? Gã bây giờ trong đầu một mảnh mơ hồ, như sợi dây bị rối không rõ đầu nút. Kết quả à? Kết quả thế nào, đã không còn tâm tư cũng chẳng có năng lực mà để ý. Thấy cha con Âu Dương ra một người mặt đầy tức giận, một người giống như bị đần độn, đứng ngẩn ngơ im lặng ở đó, những người khác cũng lặng im nhìn, không ai lên tiếng quấy rầy bọn họ. Mặc dù nói chuyện này liên quan đến tính công chính của cuộc so tài đấu y này, nhưng mà, chuyện này xét đến cùng vẫn là chuyện riêng của quỷ y phái. Rốt cuộc nên xử lý thế nào, bọn họ là người ngoài, cũng không tiện nhúng tay vào. Ba ba, con đã nói rồi, con cũng có thể thấy được vấn đề. Ca ca làm sao không thể nhìn ra chứ? Cô bé mặc áo đỏ kéo tay cha Cốc Thiên Phàm, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Con cũng thấy rõ à? Cốc Thiên Phàm nhìn chằm chằm con gái của mình một cách kinh ngạc, lên tiếng hỏi.
Tuy nói khi Cốc Tử Lễ 3 tuổi đã bắt đầu đi theo mình học y, nhưng hôm nay Án Lệ ngụy trang người bệnh này, ngay cả mình cũng không chú ý tới, nó sao có thể nhìn ra sơ hở chứ? Đúng ạ, cô bé nhẹ gật đầu, tròng đen của con mắt khi hắn nhìn người rất tập trung, khi đi tới chân bước cũng rất có lực, căn bản không giống bộ dạng bị bệnh. Nếu bị bệnh thì sẽ thất thần, thất thị, con người liền dễ mất tập trung. Cốc Thiên Phàm im lặng một trận. Những người bọn họ là làm theo thói quen, là một gã thầy thuốc, sau khi người bệnh vừa vào cửa đã bắt đầu tìm kiếm vấn đề trên người bọn họ. Hơn nữa, bây giờ chính là trường hợp tỉ thí, thời gian đối với bọn họ mà nói đều phi thường quý giá. Người nào nộp bài đầu tiên, đánh giá sau đó cũng có thể tăng thêm vài phần. Tất cả mọi người vội vàng tìm ra những vấn đề này, sau đó phân tích tật bệnh ẩn tàng dưới vấn đề. Làm gì có tâm tư mà phân biệt người bệnh là bệnh thật hay giả chứ? Tư tưởng con nít tương đối đơn thuần, nàng không cần đuổi theo thời gian, cũng chưa có tính nghề nghiệp mà vội vã đi tìm chứng bệnh. Chỉ là theo suy nghĩ mang tính phát tán để tìm vấn đề. Cho nên, nàng ngược lại càng có thể nhìn rõ một số vấn đề hơn mọi người. Nhưng mà, hắn thì sao? Hắn làm sao biết người bệnh này là không bệnh giả bộ bệnh? Chẳng lẽ chỉ vì hắn viết muộn nộp bài muộn hơn người khác sao? Người thanh niên này, thật không đơn giản. Ba ba, trận này là ai thắng ạ? Cốc Tử Lễ không thích bầu không khí u sầu này, lại lên tiếng hỏi. Cái này, phải đợi ban giám khảo quyết định, Cốc Thiên Phàm cười nói. Nghe được câu hỏi của cô bé, Âu Dương Mệnh lúc này mới phản ứng lại. Đi tới trước mặt ba vị lão giả Phong Hà, Trúc Y và Vũ Đình, sắc mặt xấu hổ nói, gia môn bất hạnh, sinh ra nghịch tử này. Âu Dương thật sự là xấu hổ vô cùng. Trận đấu này, do ba vị giám khảo quyết định thắng bại đi. Quỷ Y Phái là chủ nhà lần so tài đấu y này, ra đại sự lần này, chúng tôi cuối cùng phải cho chư vị cùng ngành một cái công đạo mới phải. Tôi xin cuộc so tài lần này tạm dừng một ngày, cho chúng tôi một ít thời gian để xử lý chuyện này. Ba vị giám khảo gật đầu đáp ứng, Cốc Thiên Phàm và Mộc Hương tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Nếu chuyện ra như vậy, Quỷ Y Phái quả thật phải xuất ra một chút thành ý mới được. Nếu không, trận đấu sau đó có tiếp tục cũng còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tần Lạc vẫn ngồi ở trên ghế của mình vẻ mặt hờ hững, không nóng không vội, mặt mỉm cười. Công phu dưỡng khí như vậy, khiến cho một số người cũng mặc cảm. Ánh mắt một số người nhìn hắn cũng có chút khác thường. Ba lão nhân kia lại tụ cùng một chỗ, sau một phen thương lượng nhỏ, lại do Phong Hà đứng ra, mang trên mặt nụ cười khó coi, nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Tôi trước tiên thay mặt ban giám khảo xin lỗi mọi người. Tuy nói đây là trò đùa dai của cậu Âu Dương gia, nhưng khi đã vào phạm vi trận đấu, tất nhiên có thể coi là tạo thành tích. Bọn họ không chỉ giấu giếm được ba người dự thi, cũng giấu được ánh mắt của ba lão già chúng tôi. Phong Hà nhìn Tần Lạc, vẻ mặt tự ái nói, trải sự thảo luận của ban giám khảo một lần nữa, thành tích tuyên bố vừa rồi hủy bỏ. Cậu Tần Lạc đạt được danh đệ nhất trong vòng đầu của đấu y. Thành tích ba vị khác hủy bỏ. Mọi người đều biết kết quả như vậy mới là thích hợp nhất, cũng không có ai dị nghị cả. Vương Dưỡng Tâm kích động siết chặt nắm tay, thật vất vả mới đè tâm tình kích động sắp sửa bật ra xuống. Ở nơi này, la to thì còn thể thống gì nữa? Một người từ ngoài đến, dùng sức một mình chiến thắng hai môn một phái, đây thật đúng là chuyện đáng để kiêu ngạo. Vương Dưỡng Tâm mặc dù đối với Tần Lạc có lòng tin, nhưng mà, gã vẫn lo lắng Tần Lạc thất bại. Không có biện pháp, nhân vật hắn đối mặt đều là một đám quái vật. Khi thắng lợi thật sự đã tới, gã mới biết, hóa ra hắn quả thật lợi hại như mình tưởng tượng. Hóa ra những người kia, hai môn một phái trong truyền thuyết kia, kỳ thật cũng có thể chiến thắng. Chúc mừng, Mộc Hương ngồi cạnh Tần Lạc chủ động chúc mừng Tần Lạc, cũng không vì mình thua trận đầu mà oán hận Tần Lạc. Người đại biểu Quỷ Y Phái kia vẫn lạnh băng băng, nhẹ gật đầu với Tần Lạc, xem như là công nhận y thuật của hắn. Vị đại biểu dự thi của chính khí môn cũng đi tới chào hỏi Tần Lạc. Phong Hà lại tiếp tục nói, bởi vì chuyện này nên Quỷ Y Phái phải giải quyết sự vụ nội bộ. Do đó, cuộc so tài đấu y tạm dừng nửa ngày. Ngày mai tiếp tục tiến hành, hôm nay tới đây kết thúc. Trận đấu kết thúc, lại có không ít người tới chúc mừng Tần Lạc, những cô gái của Bồ Tát Môn còn mời Tần Lạc ăn cơm ầm ĩ. Tần Lạc đáp ứng từng người, thấy thế nào các nàng cũng chẳng giống nhân vật của môn phái thần bí trong truyền thuyết, mà giống một đám con gái tới cổ vũ hơn. Rốt cuộc là môn chủ như thế nào mà có thể dẫn dắt đám con gái này được? Đột nhiên, trong đầu lại nghĩ tới giọng nói dịu dàng, quyến rũ, êm tai kia.
Đã biết mâu thuẫn Âu Dương Lâm và Tần Lạc sâu đến mức đó, Âu Dương Mệnh tất nhiên không dám để Âu Dương Lâm chở Tần Lạc nữa. Mà bảo người đặc biệt tìm xe sắp xếp xong xuôi cho Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm, lúc này mới kéo Âu Dương Lâm lên xe mình đi. Âu Dương Lâm ngồi bên cạnh cha, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Gã biết chuyện mình làm có thể khiến quỷ y phái rước lấy phiền toái rất lớn, nhưng mà, về phần làm sao mới có thể giải quyết phiền toái này, trong lòng gã cũng không biết. Âu Dương Lâm lén nhìn cha, thấy khuôn mặt cứng nhắc của gã, không biết đang nghĩ vấn đề gì, căn bản không hề nhìn gã. Âu Dương Mẫn ngồi ở vị trí kế phụ lái, thông qua kính chiếu hậu nhìn gã một cái, rồi chỉ thở dài, cũng không nói gì. Thật lâu sau, Âu Dương Lâm rốt cuộc không chịu nổi loại không gian nặng nề gây áp lực cho mình nữa, nói, phái chủ, người giao tôi ra đi. Tôi cam nguyện chịu phạt. Bốp, bốp, bốp. Âu Dương Mệnh đột nhiên xoay người, tát liên tục ba cái lên mặt con mình. Vẻ mặt dữ tợn vô cùng, thớ thịt trên mặt giật giật, tức giận quát lên, phạt mày. Mày có tư cách gì mà chịu phạt, đồ không biết nặng nhẹ. Mặt Âu Dương Lâm liên tiếp gặp nạn đã sớm sưng đỏ lên, sau khi tát xong, mặt của hắn càng sưng vù, con mắt húp lại, không còn nhìn thấy ánh mắt nữa. Anh, nó còn nhỏ, đừng đánh nữa. Âu Dương Mẫn lên tiếng khuyên nhủ. Cứ coi như chưa từng sinh thứ không biết nặng nhẹ này đi. Thật là ngu xuẩn mà. Âu Dương Mệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Trong xương nó vẫn chảy dòng máu của Âu Dương ra chúng ta. Điều này luôn là sự thật. Anh đừng tức giận hại thân, hay là nghĩ cách làm sao giải thích với hai môn kia đi. Lại bảo chó không cắn người, mặc dù hai môn này hôm nay cũng không nói lời gì nặng. Nhưng mà, nếu chúng ta xử lý không tốt, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội cắn chúng ta một cái. Chuyện này, cũng thành một đại sỉ nhục của quỷ y phái chúng ta. Lúc nào bọn họ mất hứng, đều có thể lôi chúng ta ra tát hai cái. Còn có thể làm sao chứ? Âu Dương Mệnh híp mắt cười lạnh, gỡ chuông vẫn cần người buộc chuông. Chuyện này, còn nằm ở trên người thằng nhóc họ Tần kia. Sư huynh, có cần gọi điện cho ông không? Tối qua ông còn ở trong điện thoại lo cho anh đấy. Tôi sợ lão gia tử suốt đêm không chợt mắt. Chúng ta trước tiên tặng ông một ít điểm tâm ngọt, để ông cũng cao hứng một chút được không? Vương Dưỡng Tâm mặt đầy vui mừng nói, Tần Lạc đại thắng, còn thắng vinh quang như vậy, trên mặt gã cũng vinh quang theo. Chỉ thắng một trận nhỏ thôi, gọi cho lão nhân ra sớm vậy, có hơi chuyện bé xé ra to. Tần Lạc híp mắt cười, có điều, lão nhân ra à, thứ gì cũng lo. Thân thể yếu thế cũng là lỗi của tôi, cậu gọi điện về nói một tiếng cũng được. Vương Dưỡng Tâm gật đầu cười, lập tức gọi điện báo tin vui cho Trâm Vương ở ngay trong xe. Quả nhiên, nghe được tin Tần Lạc đại thắng một phái hai môn, lão ở bên kia cũng vui mừng. Có điều, lão nhân ra vẫn tương đối bình tĩnh. Lại khuyên bảo Tần Lạc sau đó một hồi, bảo không được kiêu ngạo, hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai, chờ xảy ra xung đột với bọn họ. Cúp điện thoại, Vương Dưỡng Tâm nói với Tần Lạc, không ngờ Âu Dương Lâm lại làm ra chuyện ầm ĩ vậy. Trộm gà không được mà còn mất thóc. Tần Lạc lắc đầu, nói, kế hoạch của hắn đúng là rất không tệ. Có thể nói, cơ hồ không có sơ hở gì, chỉ do hắn đã quên, tôi là lần đầu tiên tham gia cuộc đấu y này. Không có loại tư duy thói quen kia, hắn chỉ tự hỏi ba nhà khác có nhìn ra không mà không lo tôi sẽ nhìn ra. Hắn thua là ở chỗ này. Vương Dưỡng Tâm gật đầu, nói, không biết quỷ y phái làm sao xử lý hắn. Đây không phải là vấn đề chúng ta quan tâm, Tần Lạc cười nói. Đoàn xe lại dừng ở trước cửa khổ tể đường, Tần Lạc và Vương Dưỡng Tâm vừa mới xuống xe thì có một đệ tử chính khí môn mặc trường bào màu trắng chạy tới. Nói, Tần tiên sinh, môn chủ chúng tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Không biết anh có thời gian không? Cốc Thiên Phàm. Tần Lạc rất có hảo cảm với môn chủ có vẻ mặt chính phái này, ở trong suốt trận đấu, cũng vì mình nói giúp nhiều. Liền đáp ứng, nói, được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.